dùng và thời gian dùng là bao lâu, thì giáo sư cũng có trả lời là thật ra thì các nghiên cứu hiện tại là mình chỉ dùng có gấp đôi liều tiêu chuẩn thôi, còn không có dùng cao hơn nữa. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà gợt ngoài thực quản ý, đặc biệt là hầu họng thanh quản ý, là mình phải dùng từ 3 đến 4 tháng, nó phải mất nhiều thời gian thì nó mới bắt đầu có cải thiện, chứ cũng không không thể có cải thiện nhanh được. The second question is how to differentiate rumination and extra esophageal GERD in practice? Yeah, so sometimes rumination is confused with gastroesophageal reflux disease. That's absolutely correct. Classically, rumination is a phenomenon that happens while people having a meal, rather than the typical presentation of gastroesophageal reflux disease that may take 30 to 40 minutes after a meal. Rumination is a phenomenon that when people eat, they bring back the food and they either spit it out or they re-swallow it, and they keep doing it during a meal. It's not unusual that it happens within families, so it's just not unique to one person. And the presentation, if you ask the question very carefully, you'll find out that it is typical that patients bring up food. And it's very unusual for reflux to be associated with bringing up food particles to the mouth. When you hear something like food particles are coming to my mouth, that's something that you have to think about rumination. In reflux, it would be more sour, bitter taste in the mouth. Ở đây thì có một câu hỏi, chắc cái này thì cũng sẽ không có thông thuộc lắm với các bác sĩ Việt Nam, đấy là cái hội chứng rumination ấy ạ. Tức là cái hội chứng nhai trở lại với cảm GERD thì phân biệt như thế nào? Thì bác có nói là cái rumination ấy thì nó thường là nó phải xảy ra trong bữa ăn. Nghĩa là khi mà bệnh nhân ăn một cái là bệnh nhân có cái hiện tượng cảm giác như nôn chớ và nó trào ngược lại trong miệng của bệnh nhân ngay lập tức ấy. Thế còn đối với trào ngược ấy thì thường nó phải là sau bữa ăn cơ. Thường là ví dụ khoảng độ sau 30 phút. Thế nhưng mà đôi khi thì nó cũng có thể là bị nhầm với nhau. The next question is how to approach patients with globus? So globus is globus or globus cessation, globus by Rome 4 criteria. So the approach is initially evaluation by ear, nose, and throat to make sure that they exclude a cause for globus sensation. And then subsequently, the workup is similar to all functional esophageal disorders, which starts with endoscopy and then biopsies to rule out eosinophilic esophagitis or other mucosal disorders. If that's negative, then the patient will undergo some type of reflux testing, either just a pH test off PPI or impedance plus pH on PPI. And if that's negative or unremarkable, then high resolution esophageal manometry. I just would like to emphasize that one of the things that have been mentioned specifically in the Rome 4 criteria during endoscopy is the exclusion of an inlet patch, something that we don't really pay attention much to it. And at least from the ENT literature, there is evidence that ablation of the inlet patch can improve globus sensation. Yeah, thank you. Câu hỏi này rất là hay ạ. Tức là có một đồng nghiệp đã hỏi là làm thế nào mà để tiếp cận bệnh nhân globus, cái cảm giác mà cứ nghẹn hoặc có cái khối ở cổ ấy. Thì bác có nói là đầu tiên là mình phải nội soi tai mũi họng, chắc chắn là không có cái tổn thương gì ở đó cái đã. Tiếp theo đó thì có thể là mình sẽ cho điều trị thử PPI, hoặc là đôi khi là mình sẽ phải tiến hành các cái đo pH trở kháng 24 giờ, nhưng mà có thể đo OPPI hoặc là đo OPPI và sẽ tiến hành đo cả cái manometry. Nhưng mà ở đây có một ý bác có nói là đôi khi ấy, nó có những cái tổn thương mà inlet patch, tức là cái mà dị sản cái niêm mạc dạ dày ở trên cái thực quản ấy, thì có những cái nghiên cứu là đã chỉ ra là khi mà quét cái tổn thương đấy thì bệnh nhân có thể đỡ cái cảm giác mà globus. Thank you professor. Thank you. Thank you for your lecture. And one last question.
Can you use one PPI with one Angelat or anti-ethyl? Can you combine the PPI and Angelat for one HR gas? Thank you. Compare the PPIs for angina? Yes. The different PPIs, if there is any difference in the treatment of non-cardiac chest pain. So the studies have been really limited in treatment of non-cardiac chest pain. So we have very few studies that looked at treatment, and most of them used either omeprazole or esomeprazole. There are some studies that used the other PPIs like lansoprazole and rabeprazole in patients that were evaluated as part of the PPI test. There are no really studies that compared head-to-head these PPIs in patients with non-cardiac chest pain. So I cannot tell you that one of them would be better than the other at this point, but definitely it's something that should be done in the future. Ở đây thì bác có một chút comment về chuyện là dùng các cái PPI khác nhau mà trong cái đau ngực mà không do tim ấy, thì bác cũng bảo là hầu hết các nghiên cứu hiện tại thì dùng omeprazole và esomeprazole, có rất ít nghiên cứu mà liên quan đến các cái PPI khác, tuy nhiên là có thể trong tương lai thì sẽ có những cái nghiên cứu đối đầu. Thank you professor. Thank you very much. Stop here. Thank you very much. See you again. Nào, chúng tôi xin mời giáo sư Đào Văn Long là cái người tổng kết về chương trình ngày nay để còn chuẩn bị vào cái session chiều nay. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa giáo sư Ronny Phát, kính thưa giáo sư Khiên, toàn thể anh chị em. Hôm nay chúng ta có một cái buổi gọi là một cái session về một cái hội thảo vệ tinh. Và chúng ta thấy là có hai cái bản báo cáo hết sức là thú vị. Trước hết là cái bản báo cáo của giáo sư Ronny Phát về cái trào ngược ngoài thực quản. Thì nó có nhiều vấn đề, nhưng mà tôi xin tóm tắt lại hai thứ hết sức quan trọng để chúng ta nhớ. Thứ nhất là tất cả các trào ngược ngoài thực quản mà biểu hiện ra bằng các cái triệu chứng, thí dụ như thể là viêm họng, thí dụ như tai mũi họng này, thí dụ như răng hàm mặt này, thí dụ như là răng này, thí dụ như là đường thở này, hen cái thứ vân vân. Thì thưa anh chị em, bao giờ anh chị em cũng nhớ cho đây là trào ngược nặng. Bởi vì cái trào ngược mà lên đến tận họng mà, đây là trào ngược nặng. Vậy thì trào ngược nặng xử lý như thế nào? Đầu tiên anh chị em nhớ là cái thuốc nền tảng cho cái trào ngược mà ngoài thực quản này, đấy là PPI. Nhưng nó có hai điểm rất là quan trọng để chúng ta nhớ. PPI ở đây là anh em nhớ này, một là liều phải gấp đôi, chứ không thể dùng liều tiêu chuẩn. Bao giờ nó cũng gấp đôi. Nhưng gấp đôi thì đừng có buổi sáng uống luôn một phát, và một viên sáng, một viên chiều. Đấy. Hoặc là anh em dùng những cái thuốc mà nó có tác dụng chậm. Thứ hai là thời gian là phải kéo dài. Kéo dài tối thiểu là 12 tuần, tức là 3 tháng. Còn có thể kéo dài hơn nữa thì nó mới có tác dụng. Đấy là cái điểm đầu tiên mà anh em nhớ. Thứ hai, đã nói đến trào ngược mà trào ngược ngoài thực quản, thì cái PPI mà ức chế lại phải là cái PPI mà có cái sức mạnh ức chế tương đối tốt, hay chúng ta nói là nó là vào cái loại, thôi cứ nói thẳng ra là thế hệ 2. Thì chúng ta biết thế hệ 2 là gồm những PPI nào rồi, mà trong đấy thì có cái Paris của cái ông của cái ông design này. Thì thí dụ như Paris là nó có mấy cái đặc điểm, chúng tôi nói là mỗi một PPI nào cũng tốt, nhưng mỗi một PPI nó lại có một cái đặc điểm riêng. Thí dụ như cái ông Paris này, nó có mấy cái ưu điểm. Thứ nhất là tác dụng rất nhanh. Thứ hai cũng phải nói là ngoài cái nhanh ra thì lại cũng phải nói thêm cái vị trí tác động của nó cũng là có một cái phổ rất rộng. Phần lớn các PPI khác thì chỉ có khoảng độ hai cái vị trí tác động, trong đó có cái cysteine 813. Nhưng mà riêng cái thằng mà Paris này, người ta tính chi ly ra có thể có tới 4 cái cysteine ở 4 vị trí khác nhau, từ cái vị trí tác động nó lên cái men cao cộng H cộng ATP ra là nó nhiều. Thứ ba là họ bảo thôi, nhưng mà cũng có thể là thật, bởi vì là đây là cái PPI rất phù hợp cho người châu Á, tức là nó không ảnh hưởng nhiều khi mà nó chuyển hóa qua cái men cao cộng H cộng ATP qua cái CYP2/19. Thì đấy là mấy cái mà anh em nhớ giúp cho chúng tôi. Bây giờ có một cái chủ đề thứ hai là viêm dạ dày.
viêm dạ dày với prokinetic. Nhưng mà nhớ nhé, cái định nghĩa của các bạn Nhật Bản tuy là gọi là viêm dạ dày, nhưng mà các bạn ấy coi như là nó giúp cho những cái anh lâm sàng, thực hành lâm sàng, những cái bác sĩ gia đình ấy, một cái viên soi những cái triệu chứng tiêu hóa trên nó kéo dài, thì người ta coi như đấy là một cái viêm dạ dày mạn kéo dài. Và thưa anh chị em, nó rất gần với cái FD, tức là cái chứng gọi là cái rối loạn chức năng của đường tiêu hóa trên. Thì thưa anh chị em, cái này người ta sử dụng các cái prokinetic. Thì trong các cái prokinetic thì chúng ta biết rồi, prokinetic hiện nay có một số prokinetic người ta rất ngại trong cái việc là ảnh hưởng khi mà dùng cho người già và các cháu bé. Thí dụ như cái lành mà rất phổ biến, rất rẻ là motilium, thì chúng ta thấy là nó có một số những cái tác dụng phụ. Lấy một cái thông thường, tôi cũng hay kê motilium, các bạn đi dài đừng có buồn lòng, bởi vì nó rẻ, nó cũng tác dụng tốt. Nhưng mà thí dụ như thế là sẽ rất là ngại ngùng, chưa cần nói đến các anh con trai mà vú to ra lại tiết sữa. Đấy, mà hễ mà vú to mà tiết sữa là thưa anh chị em là cái chức năng khác có chuyện đấy. Nhưng mà ngay cả chị em phụ nữ người ta cũng rất lo lắng, tự nhiên thấy cái vú nó căng căng lên, tự nhiên nó tiết sữa ra, đối với các cháu mà nó chưa có gia đình, hoặc là ngay cả những người có gia đình mà tự nhiên tiết sữa người ta cũng rất là ngại. Thì chúng ta thấy rằng là cái Mosaprize cũng là một trong cái được coi là tương đối tốt và nó ít ảnh hưởng đến tim mạch. Thứ hai, nó cũng chọn lọc cho chúng ta là chỉ có đường tiêu hóa trên thôi, không tác động đến đường tiêu hóa dưới. Cho nên ông nào mà cái bụng dạ kém mà sụt sạt một tí thì nó cũng không có tác động đến cái đường tiêu hóa dưới. Thì đấy là một số những cái đặc điểm mà chúng ta muốn nói hôm nay. Thì cũng tiện là bởi vì là hôm nay là do cái bạn Izai này, bạn ấy tài trợ mà, thì cũng nói với các bạn một tí những cái đặc điểm, những cái ưu điểm của hai cái thứ thuốc mà của các bạn ấy giới thiệu với chúng ta trong cái hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các cái báo cáo viên đến từ Mỹ và báo cáo viên ở Việt Nam là chị Đào Việt Hằng. Xin cảm ơn giáo sư Khiên, và chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn Izai đã tổ chức, đã coi như là tài trợ cho cái hội nghị vệ tinh này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp có mặt tại hội trường cũng như là các bạn đồng nghiệp có mặt tại các cái điểm cầu. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy Long. Dạ, một lần nữa đại diện công ty Izai, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Khiên, tiến sĩ bác sĩ, giáo sư tiến sĩ Ronnie Fast và tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hằng đã mang đến một buổi hội thảo vệ tinh vô cùng thành công, với những bài cập nhật hữu ích về gợt quả thực quản và vai trò của prokinetics trong điều trị viêm dạ dày mạn tính. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện tham dự của quý đại biểu trực tiếp cũng như là trực tuyến trong hội thảo ngày hôm nay. Hy vọng công ty Izai sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với quý hội, quý thầy cô và quý vị đại biểu trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng kính chào. Vâng, ai chưa nghỉ thì chúng ta thế nhé. Thế bây giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ vào phiên tiếp theo. Báo cáo với các thầy, các cô, các anh chị là bây giờ đến phiên chuyên đề số 7. Phiên chuyên đề số 7 của chúng ta bắt đầu ở tại hội trường 1. Hôm nay là về vấn đề Helicobacter pylori, là về kháng thuốc. Chương trình phiên chủ tọa phiên thứ nhất nó gồm có 4 bài. Thì gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Phan Quốc Hoàn, trưởng ban, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà và Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Khiên. Chúng ta sẽ có 4 bài, gồm có một bài của tiến sĩ Phó giáo sư tiến sĩ Việt Hà, một bài của giáo sư tiến sĩ Yomaoka từ Nhật Bản, một bài của tiến sĩ Trần Huyền Trang và cuối cùng là bài tiến sĩ của Trần Việt Hùng. Sau đây chúng tôi xin nhường lời giới thiệu đầu tiên cho đối với báo cáo viên. Thì trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Phan Quốc Hoàn giới thiệu bài đầu tiên. Vâng. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phiên thứ nhất của đầu giờ chiều, chuyên đề thứ 7. Đầu tiên, cái báo cáo đầu tiên thêm kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, Bệnh viện Nhi Trung ương, có một cái bài nói về khó khăn trong điều trị diệt trừ Helicobacter pylori ở trẻ em của Việt Nam. Xin mời Phó giáo sư. Trước khi giáo sư Hà thì xin mời các bạn đồng nghiệp của chúng ta đang ngồi tập trung ở giữa đây, cái vì nó họ còn quay theo cầu của giám đốc ấy, là phải quay video cái chương trình này.
Mời các bạn là mời các thầy các anh chúng ta ngồi vào chẳng đây, em lên ở giữa đấy, bên cánh gà bên kia ngồi ở giữa như đây nhé. Vâng. Để tí nữa giám đốc cũng quay cái chương trình của này. Vâng. Để cho nó tiện. Vâng. Xin rồi. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Khiên, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Hoàn và thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp. Trước hết thì tôi xin được cảm ơn Hội Tiêu hóa Việt Nam, cảm ơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cho tôi một cái khoảng thời gian ở đây để có những cái chia sẻ về những khó khăn trong chẩn đoán và điều trị viêm loét dạ dày tá tràng do nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em. Trong nội dung trình bày thì xin phép đi qua ba vấn đề, đó là chúng ta gặp những cái thách thức nào khi chúng ta chẩn đoán và điều trị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Và cái việc mà khó khăn này thì nó liên quan đến cái việc hấp thu, chuyển hóa thuốc cũng như là cái quá trình theo dõi điều trị. Thì chúng ta đã biết là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, của các nhà lâm sàng trên thế giới thì loét dạ dày chiếm từ khoảng 5 cho đến 10% và chiếm một cái tỷ lệ tử vong khá lớn tùy theo từng quốc gia trên 100 triệu người dân. Và Việt Nam chúng ta thì là một trong những quốc gia mà cũng có cái tỷ lệ loét dạ dày tá tràng khá là cao. Đó là các cái thống kê ở người lớn. Vậy chúng ta có thống kê ở trẻ em không? Chúng ta không có thống kê về loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Tuy nhiên là trên các cái nghiên cứu trên thế giới thì người ta nhận thấy rằng tỷ lệ loét dạ dày tá tràng ở trẻ em dao động từ khoảng 5,4 cho tới 22% tùy theo từng quốc gia một. Và tại sao lại có một cái tỷ lệ cao như thế khi mà so sánh với người lớn? Bởi vì triệu chứng lâm sàng ở trẻ em thường không điển hình, phần lớn xảy ra ở những đứa trẻ khỏe mạnh. Chúng ta khai thác các cái tiền sử giống như người lớn thì rất khó để tìm thấy các yếu tố liên quan. Vấn đề thứ hai là hình thái lâm sàng thì thay đổi theo lứa tuổi. Ví dụ như đau bụng, thường người lớn chúng ta đau bụng ở vùng thượng vị thì trẻ em lại đau bụng vùng quanh rốn và cơn đau không điển hình. Ở vị trí thượng vị thì chủ yếu chỉ gặp ở người lớn, đau có thể lan tỏa về đêm và không liên quan nhiều đến sự thay đổi bữa ăn. Có những em bé lớn thì có thể cảm nhận được thấy cái sự tức ở vùng thượng vị hay là nặng hơn thì diễn biến ở tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Và các nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì cho thấy rằng tỷ lệ trẻ xuất hiện viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em xuất hiện ở độ tuổi khá là nhỏ. Chúng ta có thể thấy 6,6 tuổi đối với viêm và 9,2 tuổi đối với loét. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng trẻ trai có xu hướng là bị viêm loét dạ dày tá tràng thì cao hơn so với trẻ gái. Và bắt đầu chúng ta nhìn thấy, chúng ta cho rằng loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày tá tràng chủ yếu chỉ gặp ở người lớn mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy một con số khá lớn xuất hiện ở những cái em bé mà trước cái độ tuổi lên 5. Và triệu chứng lâm sàng của viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em thì như phần đầu tôi có nói rất thay đổi theo tuổi. Và trong số những bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì chủ cái nhóm mà để loét gây ra xuất huyết tiêu hóa chỉ gặp ở 11,5%. Và những triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, nôn và buồn nôn thì thường gặp ở trẻ lớn trên 8 tuổi. Trong khi đó thì ở trẻ nhỏ chủ yếu là triệu chứng biếng ăn. Và đau bụng với các cái biểu hiện lâm sàng rất là không điển hình. Và khi mà chúng tôi đánh giá trên những bệnh nhân mà loét dạ dày tá tràng với trên 151 bệnh nhân bị loét thì chúng ta nhận thấy rằng mặc dù các em bé đến viện trong tình trạng loét nhưng chỉ có 56,3% biểu hiện bằng xuất huyết tiêu hóa. Và phần lớn các em bé được phát hiện thông qua các cái triệu chứng thiếu máu như là da xanh, niêm mạc nhợt. Và thậm chí có những bạn đến các cái bệnh viện huyết học truyền máu trung ương hay là các cái khoa huyết học đi khám thì hoa mắt, chóng mặt và khó chịu. Những cái triệu chứng nôn, buồn nôn, biếng ăn, ợ hơi, ợ chua gặp trên cái nhóm này cũng không hề nhiều. Và một vấn đề nữa là khi chúng ta đánh giá về các cái đặc điểm đau bụng thì chúng ta nhận thấy rằng tỷ lệ đau bụng vùng thượng vị chỉ gặp ở 65%, phần lớn là ở trên những em bé trên 8 tuổi. Còn lại thì vị trí đau bụng thì ngắn hơn. Và trong số những bệnh nhân loét dạ dày, chúng ta nghĩ rằng đây là một bệnh lý mạn tính, nhưng thời gian từ khi đứa trẻ xuất hiện triệu chứng cho đến khi khám có tới 69% chỉ dưới 1 tháng tuổi với các biểu hiện của đau. Và không liên quan đến bữa ăn là những triệu chứng khá thường gặp ở trẻ nhỏ và mức độ đau phần lớn là đau dữ dội và âm ỉ. Nhưng các nhân viên y tế của chúng ta từ các tuyến trước thường không nghĩ đến các nhóm bệnh lý dạ dày tá tràng này. Tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm loét dạ dày tá tràng thì phải mô tả tổn thương theo tiêu chuẩn Sydney. Tuy nhiên ở nhi khoa điều này không đồng nhất giữa các bệnh viện. Và đặc biệt theo khuyến cáo của thế giới là cần phải lấy 6 mảnh sinh thiết trong quá trình nội soi để làm giải phẫu bệnh, để nuôi cấy vi khuẩn, để làm test nhanh. Tuy nhiên trong điều kiện Việt Nam chúng ta, chủ yếu chúng ta chỉ lấy được tới 2 mảnh sinh thiết là cùng. Và đặc biệt là để chẩn đoán loét dạ dày tá tràng thì chúng ta chỉ cần chẩn đoán hình ảnh nội soi thôi. Nhưng với nhi khoa để chẩn đoán viêm chúng ta cần phải có hình ảnh tổn thương mô bệnh
bệnh học. Và mô bệnh học này cần phải đọc theo các tiêu chuẩn của thế giới, cụ thể là tiêu chuẩn Sydney. Trong nhi khoa thì để chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori phải có ít nhất 2 xét nghiệm dương tính, trong đó có một xét nghiệm dựa trên mảnh sinh thiết và một xét nghiệm dựa trên các yếu tố khác. Còn nuôi cấy vi khuẩn dương tính thì đã được xác định rồi. Tuy nhiên, phân loại theo tiêu chuẩn Sydney không được khuyến cáo, không được làm đầy đủ ở tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, trừ các bệnh viện lớn như là các bệnh viện trung ương của chúng ta. Vấn đề thứ hai nữa là trong chẩn đoán thì một xét nghiệm xâm nhập rồi, chúng ta đòi hỏi có các xét nghiệm không xâm nhập khác. Tuy nhiên, test thở, test phát hiện kháng nguyên trong phân cũng chỉ thực hiện tại các đơn vị lớn mà thôi. Phần lớn các bệnh viện tuyến tỉnh thì sử dụng test huyết thanh và các bác sĩ của chúng ta lạm dụng cái test huyết thanh này rất nhiều cho cái vấn đề chẩn đoán của trẻ em, mà không biết rằng trên trẻ em bình thường của chúng ta có tới trung bình chung là khoảng 40% các cháu hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng nhưng vẫn có test huyết thanh dương tính. Nếu chúng ta làm test huyết thanh mà điều trị cho các cháu đã là quá mức rồi, và nếu chúng ta chỉ định đi làm xét nghiệm thì điều này sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho các nhà lâm sàng ở các giai đoạn sau này. Và khi đánh giá về cái tổn thương trên nội soi thì trừ các bác sĩ nội soi có kinh nghiệm thì có thể phân biệt được là cái dạng tổn thương dạng lần sần dạng hạt là một dạng tổn thương khá đặc trưng của nhiễm Helicobacter pylori. Trong khi đó, nếu chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta thường chẩn đoán đa polyp trong dạ dày và gây ra một cái tình trạng lo lắng một cách quá mức cho cha mẹ bệnh nhân. Và nếu như tổn thương loét hành tá tràng thì chúng ta nhận thấy rằng trẻ em không chỉ cái tỷ lệ loét tại dạ dày thì rất ít, chủ yếu loét tại hành tá tràng và gì ạ, tá tràng ở khúc 2 và khúc 3. Trong cái vấn đề này thì trong cái quy trình nội soi đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm của bác sĩ làm nội soi, nhất là những cái ổ loét mà ở phía sau sẽ làm cho chúng ta quan sát một cách khó khăn hơn. Và đặc điểm của những em bé mà có loét thì như các đồng nghiệp sẽ nhìn thấy ở đây, phần lớn các cháu có loét từ 2 ổ đến 3 ổ trở lên, và kích thước những cái ổ loét chúng ta cũng nhìn thấy rằng phần lớn ở kích thước trên 1 cm, mặc dù thời gian từ khi các bé xuất hiện triệu chứng thông thường là dưới khoảng 1 tháng. Có thể là những triệu chứng này đã xuất hiện từ trước đó rồi nhưng đã bị bỏ qua bởi những nhà lâm sàng hay là bởi chúng ta không có những cái kinh nghiệm khi chúng ta đánh giá cho các em bé này. Và trên đặc điểm mô bệnh học, thông thường thì người lớn sẽ làm mô bệnh học khi có các tổn thương nghi ác tính, nhưng ở trẻ em thì sao? Cái kết quả của mô bệnh học sẽ quyết định rất nhiều về thời gian chúng ta sử dụng PPI cho các phác đồ điều trị là bao nhiêu. Nếu như chúng ta chỉ dùng 2 tuần thôi mà với những cái tổn thương nặng hoạt tính mạnh và hoạt động như thế này với sự xâm nhập của các tế bào viêm thì không thể giải quyết được viêm dạ dày cho các em bé. Còn nếu như chúng ta chỉ sử dụng vào mức độ nhiễm HP trên tiêu bản thì ở đây 151 bệnh nhân của chúng tôi cấy dương tính, nhưng trên tiêu bản mô bệnh học cũng tới 26% chúng ta không phát hiện được vi khuẩn. Như vậy, kinh nghiệm của nhà lâm sàng, kinh nghiệm của bác sĩ nội soi và kinh nghiệm của nhà giải phẫu bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả điều trị cho các em bé của chúng ta. Mức độ nặng của tổn thương thì sẽ phụ thuộc vào mức độ nhiễm các A và nhiễm bắc A là hai cái tác nhân mà gây bệnh khá được chúng ta đề cập đến. Vậy thì ở nhi khoa, trong những nghiên cứu về cái tình trạng mang gen các A và bắc A thì như thế nào? Chúng tôi nghiên cứu trên những bệnh nhân có viêm loét dạ dày tá tràng thì nhận thấy rằng 71% có mang gen các A, và một điều rất là đặc biệt đó là ở cái nhóm loét thì tỷ lệ mang gen các A dương tính cao hơn rất nhiều so với nhóm mà gì ạ, không mang gen các A. Và nếu như chúng ta làm phép so sánh thì thấy rằng nếu bệnh nhân có mang gen các A thì nguy cơ loét dạ dày tá tràng lên gấp 4,4 lần so với nhóm chỉ có triệu chứng viêm mà thôi. Và đặc điểm của cái tuổi mang gen các A và bắc A thì chúng ta nhìn thấy nó tăng dần theo độ tuổi. Như vậy sau 11 tuổi thì chúng ta nhận thấy cái tỷ lệ mang gen các A và bắc A cao hơn rất là nhiều. Và cũng có sự khác biệt về cái độ tuổi trung bình giữa cái nhóm trẻ mà nhiễm phải chủng vi khuẩn mang gen các A và bắc A. Vậy thì với những cái gen bắc A thì sao? Chúng ta đều biết rằng mang gen S1, M1, S2, M2 là những cái yếu tố mà làm gia tăng cái nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng. Và trong nghiên cứu của chúng tôi với hơn 100 bệnh nhân thì chúng ta cũng nhận thấy rằng cái tỷ lệ mang gen các A và các A thay đổi theo độ tuổi của các em bé. Và nếu như em bé của chúng ta mang gen các A và đồng thời với mang gen các A của cái kiểu gen S1, M1 thì nguy cơ loét dạ dày tá tràng cũng sẽ tăng lên từ 4,4 cho tới 6,5 lần. Tuy nhiên, cái này chỉ làm trong điều kiện nghiên cứu và chúng ta không làm trong thực hành lâm sàng bình thường của chúng ta. Vậy thì vấn đề điều trị có gặp những cái khó khăn gì không? Thì nguyên tắc của điều trị là giảm tiết axit và pepsin, dùng các thuốc có tác dụng bảo vệ và tiệt trừ Helicobacter pylori. Giữa trẻ em và người lớn thì có sự khác biệt gì? Cái sự chuyển hóa thuốc, dược động học của thuốc ở trẻ em chuyển hóa nhanh hơn rất nhiều so với người lớn trên tất cả các thuốc nói chung. Tất cả các PPI chúng ta sử dụng, cho dù là chuyển hóa con đường xếp 2C19 hay con đường xếp 3A4, thì ở trẻ em chúng ta cũng nhận thấy rằng cái việc chuyển hóa này nó thay đổi theo từng độ tuổi của các em bé.
từ 1 tuổi cho đến 10 tuổi thì cái tốc độ chuyển hóa thuốc qua gen các A và VAC A của các em bé tăng từ gấp 1,5 cho tới 1,6 lần so với lại người lớn chúng ta. Vậy thì cái việc chuyển hóa gen như thế này thì chuyển hóa cái thuốc PPI như thế này thì ảnh hưởng thế nào đến các em bé? Chúng ta đều biết rằng nồng độ pH trung bình sau liều thuốc đầu tiên hay là thời gian duy trì pH dạ dày sau 8 ngày hay là tổng thời gian pH trên 4 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ chúng ta chuyển hóa PPI ra làm sao. Và chính vì như vậy thì các thuốc PPI khi dùng cho trẻ em tốt nhất lên 2 lần một ngày. Và để đảm bảo được cái liều thuốc là phải từ 1,5 cho tới 2mg cho 1kg thể trọng. Nếu chúng ta so sánh ra so với người lớn thì con số này tăng lên rất là nhiều. Và thời gian sử dụng của các PPI này phụ thuộc rất nhiều vào vị trí ổ loét, tình trạng ổ loét và giai đoạn chúng ta điều trị. Và mong muốn của chúng ta điều trị diệt Helicobacter pylori cũng như loét dạ dày tá tràng là làm sao có được tỷ lệ diệt khuẩn cao, tránh được cái việc mà phải sử dụng quá nhiều thuốc, lan truyền kính kháng thuốc và giảm tác dụng phụ cũng như các cái tác dụng không mong muốn, gánh nặng cho trẻ em và gia đình. Và vì vậy ở trẻ em thì chỉ định điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori có chặt chẽ hơn. Đó là tất cả các trường hợp có loét mà có nhiễm HP dương tính, có tổn thương trên nội soi, HP dương tính mà cha mẹ bị ung thư dạ dày hay là các em bé có nhiễm lympho. Còn lại những chỉ định khác cho trẻ em thu hẹp lại rất là nhiều. Và chúng ta quan niệm rằng phác đồ 3 thuốc sẽ là phác đồ đầu tay, còn với phác đồ cứu vãn sẽ là phác đồ 4 thuốc. Vậy trên thực tế ở trẻ em ra làm sao? Và những yếu tố gì thì sẽ quyết định đến cái hiệu quả này? Đầu tiên phải nói đến cái tác dụng của thuốc giảm tiết axit, liều lượng của thuốc kháng sinh, thời gian điều trị, số loại thuốc chúng ta sử dụng, tình trạng kháng thuốc, chấp nhận điều trị và đây là tổn thương như thế nào. Và những thứ mà chúng ta có thể tác động được nhiều nhất đó là đánh giá về tình trạng kháng thuốc cho trẻ em. Vì vậy, liều lượng thuốc cho trẻ em phải đủ đảm bảo cao. Vậy thì theo khuyến cáo của thế giới, khi mà chúng tôi điều trị cho những bệnh nhân loét dạ dày tá tràng với cái liều thuốc cao như thế này thì hiệu quả như thế nào và có mang lại những cái gì khiến cho chúng ta lo ngại không? Thì người ta nhận thấy rằng tình trạng kháng thuốc, liều lượng thuốc thấp, thời gian điều trị kém và tuân thủ không đủ thì ảnh hưởng rất là nhiều. Kết quả nghiên cứu của năm 2008 thì tỷ lệ kháng kháng sinh với clarithromycin của trẻ em chúng ta ở vào khoảng mức 57% và metronidazole lên tới 65%. 10 năm sau đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là tỷ lệ kháng kháng sinh ở trẻ em cao hơn rất nhiều và chúng ta nhìn thấy ở đây có tới 57% trẻ kháng hai kháng sinh và tới 31,1% trẻ kháng một loại thuốc kháng sinh. Và trẻ em không có nhiều các thuốc kháng sinh để chúng ta điều trị amoxicillin, clarithromycin hay metronidazole thì các quý đồng nghiệp nhìn thấy ở đây với cái kháng amoxicillin gần 90%, clarithromycin lên đến 97% và metronidazole chỉ còn lại nhạy cảm ở 69,5% thôi. Tetracycline mặc dù nhạy cảm 100% nhưng chỉ định dùng cho trẻ khi mà trẻ đã trên 8 tuổi hoặc levofloxacin thì phải ít nhất em bé 12 tuổi. Vậy thì khi mà chúng tôi làm một cái xét nghiệm một cách đầy đủ, chuẩn mực cho bệnh nhân thì chúng ta nhìn thấy ở đây các cái phác đồ có 3 thuốc thông thường chúng ta sử dụng được rất ít. Còn nếu như chúng ta sử dụng được hoặc là chúng ta sẽ phải kết hợp với kháng với lại các cái thuốc như tetracycline và metronidazole. Tại sao lại như vậy? Vì phần lớn bệnh nhân của chúng ta là đa kháng với ít nhất 2, 3 hoặc là 4 loại kháng sinh. Và khi chúng tôi đánh giá về nồng độ ức chế tối thiểu thì các quý đồng nghiệp có thể thấy kháng clarithromycin hay kháng metronidazole đều ở nồng độ ức chế tối thiểu rất là cao. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có tăng lên đến ngần này lần thì cũng không mang lại hiệu quả được cho các em bé. Chỉ có amoxicillin là kháng ở cái nồng độ ức chế tối thiểu còn tương đối là thấp. Và vì vậy, việc chúng ta điều chỉnh liều của amoxicillin có thể có hiệu quả trên những cái em bé này. Và trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì các quý đồng nghiệp cũng có thể nhận thấy phần lớn các phác đồ là có chứa tetracycline hoặc levofloxacin. Điều đó có nghĩa là phải ít nhất sau 8 tuổi hoặc ít nhất sau 12 tuổi thì em bé của chúng ta mới có cơ hội để được điều trị diệt vi khuẩn HP. Và chúng ta tuân thủ một liệu trình điều trị đầy đủ rồi thì cái việc mà còn lại được cái triệu chứng sau khi điều trị 6 tuần vẫn còn lên tới hơn 26%. Và những cái triệu chứng gì thì cải thiện nhanh nhất? Đó là đau bụng, xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu, nôn và buồn nôn. Còn những cái nhóm triệu chứng như là ợ hơi, ợ chua hay là đầy bụng khó tiêu thì vẫn còn tồn tại sau đó rất là nhiều. Với 6 tuần PPI liều cao thì hiệu quả làm lành ổ loét ở trẻ em cũng chỉ đạt được 77,3% mà thôi. Và với những em bé có từ 2 đến 3 ổ loét trở lên thì cái hiệu quả làm lành ổ loét này
còn kéo dài hơn rất là nhiều. Và cho dù chúng ta dùng phác đồ 3 thuốc hay phác đồ 4 thuốc thì chúng ta nhận thấy rằng không có sự khác biệt về sự hết triệu chứng cũng như là việc làm lành ổ loét, chỉ có sự khác biệt nhỏ nhỏ về cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori mà thôi. Vì khi dùng nhiều thuốc hơn thì tác dụng không mong muốn nhiều hơn và sự tuân thủ điều trị trên những em bé sẽ kém hơn. Và với những em bé điều trị thất bại thì chúng ta đều nhận thấy rằng có các phác đồ cứu vãn có chứa tetracycline, levofloxacin, rifampicin hay là furanodidone, thì một số chế phẩm không có trên thị trường Việt Nam, một số chế phẩm thì đòi hỏi cái lứa tuổi của các em bé để điều trị. Từ đấy chúng ta thấy điều trị cho trẻ em, đặc biệt là viêm loét dạ dày tá tràng thì có xu hướng ngày càng khó khăn do tình trạng bệnh ngày càng gia tăng. Cái sự không đồng bộ giữa các cơ sở y tế dẫn đến cái chẩn đoán cũng như cái điều trị rất là khó khăn, và tỷ lệ kháng kháng sinh cao cũng chính là những yếu tố làm ảnh hưởng đến cái điều trị trên các em bé của chúng ta. Đó là toàn bộ cái nội dung mà xin phép được chia sẻ với các quý đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà đã cho một cái báo cáo rất là hay từ chẩn đoán đến điều trị đối với trẻ em ở Việt Nam có nhiễm Helicobacter pylori. Có một số những cái câu hỏi luôn. Trong vì đang nóng hỏi, đề nghị trên kia hội trường chuẩn bị cái phim video, cái PowerPoint của đối với đề ấy trước khi sao nữa. Tôi hỏi vì chúng ta vẫn còn Phó Giáo sư Tiến Thị Hà còn được mấy phút nữa, hôm nay báo cáo phải nói là đúng được nghiêm giờ. Có 3 câu hỏi cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Việt Hà và trả lời luôn, ngắn gọn. Các nguyên nhân chính nào làm cho cái tỷ lệ trẻ em Việt Nam kháng thuốc cao, và nó có khác biệt gì so với lại các cái nước ở trong khu vực không? Bởi vì hiện nay theo những báo cáo thế này và gần đây là trẻ em điều trị rất khó, vậy nguyên nhân chính nào làm cho vấn đề kháng thuốc? Cái thứ hai tức là các cái hiện nay vẫn như bây giờ cái thuốc của Việt Nam bây giờ hiện nay nó không cho có thuốc cho trẻ em. Vậy thì bây giờ ví dụ như một viên, ví dụ như viên Nesum hoặc viên Paris ấy, thì của người lớn ấy, thì bây giờ này phải bẻ thuốc này như thế nào? Xin có 2 câu hỏi cho tôi. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của Phó Giáo sư Khiên. Thì câu hỏi thứ nhất là liên quan đến cái tình trạng kháng kháng sinh, thì các quý thầy cô cũng nhìn thấy amoxicillin, clarithromycin, metronidazole là các kháng sinh chính mà dùng cho trẻ em. Thì trong đó có amoxicillin và clarithromycin thì được sử dụng rất là thường quy cho các cái nhiễm trùng đường mũi họng. Và đây là những cái thuốc mà các ông bố bà mẹ cũng không có quá là khó mua trên thị trường, và đặc biệt là chúng ta là nước mà có thể mua thuốc không cần đơn. Và chính vì như vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái kháng sinh trước đấy đó có lẽ là đã làm gia tăng cái tình trạng kháng kháng sinh ở trẻ em. Còn với metronidazole thì chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta dùng ít hơn, cho nên là có lẽ vì thế mà nó cũng kháng với lại cái mức độ ít hơn. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng các em bé có thể lây nhiễm cái chủng Helicobacter pylori từ người lớn. Những người lớn của chúng ta đã dùng các cái thuốc điều trị rồi thì trong trường hợp đấy cũng có thể do cái cơ chế lây truyền trong gia đình cũng làm gia tăng cái tình trạng kháng kháng sinh. Và câu hỏi thứ hai của giáo sư Khiên nói đến về cái vấn đề mà chúng ta sử dụng PPI. Thì sử dụng PPI chúng ta đều biết là các cái viên nang của PPI là cái viên mà chúng ta phải uống nguyên viên. Nhưng mà ở trẻ nhỏ thì những cái đứa trẻ mà không thể uống nguyên viên được thì chúng ta biết là chúng ta cũng có những cái sản phẩm mà có dạng gói, ví dụ như là của Nexum. Nexum thì có dạng gói 10mg và hòa trong nước ra. Thì trong trường hợp mà chúng ta phải sử dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn dạng gói thay cho cái việc mà chúng ta dùng dạng viên. Bởi vì nếu chúng ta dùng dạng viên mà chúng ta nghiền nhỏ cái viên thuốc ra, phá hủy cái viên thuốc ra, thì cái thứ nhất là cái chất lượng của thuốc nó không có đảm bảo, và cái thứ hai là cái hiệu quả điều trị của thuốc nó cũng sẽ thấp hơn. Chỉ có một cái lưu ý với tất cả các đồng nghiệp ở đây là chúng ta làm các bác sĩ nội khoa, đôi lúc chúng ta cũng có thể làm với nhi khoa. Nếu chúng ta so sánh về liều kháng sinh hay chúng ta so sánh về liều của PPI đối với lại cái em bé điều trị thì chúng ta thấy rằng ngang người lớn chúng ta, hoặc thậm chí là còn cao hơn người lớn chúng ta, bởi vì trẻ em là phải cho thuốc theo trọng lượng cơ thể. Thế cho nên là chúng ta có một cái lưu ý để chúng ta hạn chế cái việc chúng ta suy từ người lớn ra, chúng ta giảm liều thấp đi thì sẽ làm giảm cái hiệu quả điều trị cũng như là gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy. Một câu hỏi nữa cuối cùng trả lời ngắn gọn. Hiện nay thì những cái trường hợp mà thất bại như thế, ví dụ như thất bại phác đồ 3 thuốc ấy, hoặc là kể nối tiếp ấy, thì hiện nay cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải sử dụng phác đồ 4 thuốc Cobiximid để chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Trong cái nghiên cứu này của chúng em thì tỷ lệ bệnh nhân mà phải dùng phác đồ Cobiximid lên tới hơn 60% ạ.
Thì đấy là cái nhóm mà chúng em thu thập ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, em xin cảm ơn. Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu báo cáo viên thứ hai cho sâu cái giống thứ hai thì ạ. Cái bao bệnh của đội. Vâng. Kính thưa các chị là như vậy thì trong cái buổi hội thảo hôm nay chúng ta sẽ có giới thiệu đến giáo sư thứ hai, người thứ hai, báo viên thứ hai. Đó là giáo sư phần Yamaoka. Cái bao bệnh vừa rồi, em ơi bao bệnh vừa rồi. Giáo sư Yamaoka thì trước hết tôi cũng phải nói thế này, đây là một cái giáo sư rất nổi tiếng, một người bạn rất thân thiết đối với Việt Nam. Giáo sư thì hiện nay trước hết quay về được kia là giáo sư hiện nay là hiệu trưởng trường Đại học Oita, tức là Dean of Oita for the University. Và đồng thời ông này cũng hiện nay là chủ nhiệm khoa môi trường và sức khỏe của bên Đại học Oita. Và đồng thời là chủ giáo sư của bên trường Đại học Texas. Và hiện nay thì giáo sư là thỉnh giảng, giáo viên thỉnh giảng cho rất nhiều nước ở trong khu vực của châu Á, ví dụ như Mông Cổ, Thái Lan, Malaysia. Đấy. Và hiện nay là phó tổng biên tập của tạp chí Thế giới về tiêu hóa và chủ biên rất nhiều các cái tạp chí về tiêu hóa. Năm 2020 thì giáo sư Yamaoka được xếp một người thứ hai trong vấn đề về nghiên cứu của Bakhtar Bari, chỉ sau mỗi giáo sư David Graham. Và cái nghiên cứu chính, cái điều nữa là chúng tôi đã nhận được cái CV của giáo sư Yamaoka rất dài, trên 400 công trình nghiên cứu khoa học rất lớn. Và cái nghiên cứu chính của giáo sư Yamaoka là vấn đề về Helicobacter pylori và cái yếu tố độc lực. Và cái điểm nổi bật nhất của cái giáo sư Yamaoka ấy, hiện nay chúng ta biết là giáo sư nghiên cứu thông qua cái bộ gen của vi khuẩn thì mới biết được cái vấn đề di cư của loài người. Và cái kết luận để đưa ra là cái Helicobacter này nó phát hiện cách đây là khoảng 58.000 năm rồi, và bắt đầu là từ châu Phi nó mới đi sang châu Á, châu Âu, và đầu nó biến chủng và nó gây ra đến vấn đề ung thư dạ dày. Đấy, như thế. Đặc biệt đối với Việt Nam thì chúng ta biết cái trang tiếp theo ạ. Đối với giáo sư Yamaoka thì tiếp theo em ơi, thì hiện nay là người đã hướng dẫn cho chúng ta như vậy là tổng cộng trước hết là có 4 người Việt Nam bảo vệ luận án, tiến sĩ Trần Thị Huyền Trang, tiến sĩ Trần Thanh Bình trong bệnh viện Chợ Giấy, đồng nghĩa tiến sĩ Võ Phúc Tuấn ở trong Chợ Giấy và Bùi Hồng Phúc trong đấy trong Chợ Giấy. Ngoài ra thì còn trợ giúp cho đối với lại các nghiên cứu đầu tiên của chúng ta, đó là tiến sĩ Nguyễn Lâm Tùng, tiến sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, tiến sĩ Trần Đình Chí và tiến sĩ Bùi Chí Nam, và có cả những cái hợp tác nghiên cứu với chúng tôi về vấn đề Helicobacter pylori vẫn đang thực hiện. Thế hôm nay thì chúng tôi sẽ xin trân trọng kính mời giáo sư Yamaoka sẽ trình bày bài này. Now I invite Professor Fana Yamaoka presentation a lecture. Thank you very much. Thank you very much for inviting me to talk today in this great meeting. I'm Yoshio Yamaoka, trustee and vice president of Oita University Japan, as well as professor in Japan and the US. First, I would like to show you the newest guideline for screening and eradication of H. pylori for gastric cancer prevention, the Taipei Global Consensus, published in GATT 2020. I'm the member of the consensus meeting. The theme is eradication of H. pylori for gastric cancer prevention, current evidence and unsolved issues. There are 26 questions and statements, and I show some of them. Question 3, what is the proportion of gastric cancer attributable to H. pylori infection? In this less famous study, if H. pylori negative patients were followed for 10 years, no one became gastric cancer. In contrast, gastric cancer was developed in 2.9% of infected patients during the observation period. In Taiwan, similar studies were also published in 2007. So, the statement 3 is worldwide attributable fraction for H. pylori in gastric cancer is higher than 85%, indicating that the majority of gastric cancer can be prevented if H. pylori infection is eliminated from a population. Question number 4, does H. pylori eradication reduce the risk of gastric cancer
in H. pylori infected subject. This is a systematic review and meta-analysis for association between H. pylori eradication and gastric cancer incidence, showing the strong relationship. So, the statement four is eradication of H. pylori reduces the risk of gastric cancer in infected subject. The evidence level is moderate. Question five, does H. pylori eradication reduce the risk of metachronous gastric cancer after acute endoscopic resection of early gastric cancer? These are two very important reports published in Lancet and New England Journal about the effect of eradication of H. pylori on incidence of metachronous gastric carcinoma after endoscopic resection of early gastric cancer. Both reports clearly shows the importance of H. pylori eradication even after the existence of gastric cancer. So this is a control and this is an eradication group. So the statement five is eradication of H. pylori after resection of early gastric cancer is recommended because it reduces the risk of metachronous gastric cancer. This evidence level is high. Question six, who should we actively screen and treat H. pylori? This graph shows the incidence and mortality of gastric cancer in the world in 2020. This is sought by incidence blue color, and the worst country is Mongolia, followed by Japan and Korea, and Vietnam is the 11th place. As you can see in Japan and Korea, although the incidence is very high, the mortality, red color, is very low, probably due to the development of endoscopy screening system. In Japan, in February 2013, national insurance coverage for H. pylori eradication therapy was expanded to all infected people with gastritis. Before the expansion, around 600,000 people got the therapy every year. But after the expansion, 1.5 million people got the therapy annually. Accordingly, the gastric cancer death in Japan is gradually decreased. So the statement six is screening and eradication of H. pylori for gastric cancer prevention is recommended in populations with a high incidence or high risk of gastric cancer, although the evidence level is low. As you can see in this slide, there are many factors involved in the multifactorial pathogenesis of gastric cancer, including H. pylori virulence, host factors, environment, gastric microbiome, and of course, inflammation is very important. Recently, the gastric microbiome, other than Helicobacter pylori, is believed to be involved in the pathogenesis of gastric cancer. In this lecture, we focus on H. pylori virulence. This is my review paper published in Nature Review Gastroenterology Hepatology in 2010. The major virulence factors of H. pylori are Kage, Bakke, Oipe, and Dape. And my group found and termed Oipe and Dape. First, I would like to focus on the role of Kage, and this is probably the most famous. H. pylori cannot go into the cell. Only H. pylori attached to the cell surface and using type 4 secretion system named Kag pathogenicity island. K
Kaguya can go into the cell. The Kaguya is then phosphorylated, and oncogenes such as CHIP2, PAR1 bind to the Kaguya and disturb the cellular signaling and lead to gastric cancer. This is one of current consensus. In clinical isolate, there are Kaguya positive and negative H. pylori, and Kaguya positive H. pylori is more virulent than Kaguya negative H. pylori. Among Kaguya positive strain, there are two types, East Asian type and Western type, based on the difference of the 3' repeat region sequence. East Asian type are presented in East Asia, and Western type strain are presented in Europe, Africa, and their descendant. The current consensus is that East Asian type is more virulent than Western type. We started our collaborations with Mongolian researchers in 2013, and I got the short-term medical license like this to perform endoscopy and obtain specimens in 5 locations throughout the country. As a result, 16.8% are Kaguya negative, and 79.7% are Western type, and only 3.2% are East Asian type. This is really surprising, since Mongolia, the country with the highest incidence and mortality of gastric cancer, and is located in East Asia. I think I should have, this should have East Asian type. However, East Asian type is only 3%. However, even in Mongolia, Kaguya negative strains are only found in gastritis cases. So Kaguya is probably the true virulence factor. However, it is now doubt whether East Asian type is really more virulent than Western type or not, at least in Mongolia. The currently the consensus is East Asian type Kaguya strain induce severe inflammation and atrophy, and then high risk of gastric cancer. In Western countries, Kaguya negative or Western type Kaguya cause mild or moderate inflammation and atrophy. That's why low risk of gastric cancer. However, in case of Mongolia, inflammation and atrophy is really moderate, probably due to the Kaguya negative or Western type Kaguya strain. However, high risk of gastric cancer. Therefore, this is not explained by Kaguya. So, other H. pylori virulence factor is important, or microbiome is important, or environmental factor is important. So, we a little think about this kind of factors. As I previously showed, there are many factors involved in the gastric cancer. For example, in Mongolia, H. pylori infection rate is nearly 80% in each location. The incidence of gastric cancer is highest in Ubus area, and the salt intake is also the very high in Ubus area. So that's why the environmental factor is also important. This is really true. And we also examine the gastric microbiota in Mongolian population. This graph shows a bacteria and gastric disease. Blue color is Helicobacter. And Helicobacter is predominant in gastritis, atrophy cases. But it's really decreased in the intestinal metaplasia and gastric cancer cases. So these are, each one is a one samples. Interestingly, is a black color, Enterococcus, and pink color, Lactobacillus,
are predominant in some gastric cancer cases. Currently, we are studying this function of this bacteria, whether this bacteria is really cause gastric cancer, or these are only the surrogate markers of gastric cancer. This is my book recently published, the title Microbiota. Today I have no time to explain the microbiota, but microbiota is really important. So I will have another talk in Vietnam if I have a chance in the future. Okay, so then the virulence factor other than Kage. This is a review paper for VAC-A related pathogenesis written by our Vietnamese PhD student, Dr. Tran and Dr. Bin. Probably you know well about the two virulence factors of VAC-A, S region and M region. This is very important, but there are also other region, I region, D region, and C region genotype. We have some Vietnamese study. This is collaborated with my Vietnamese friends. Also, almost all strain in Vietnam is the East Asian type Kage. However, M1 type is predominant in gastric cancer cases, whereas M2 is predominant in non-cancer cases. So not only Kage in Vietnam, VAC-A is really important. This is our review paper for outer membrane protein related pathogenesis. I think the outer membrane protein is also very important. In our previous study, we examined the Kage, VAC-A, SOM type, and outer membrane proteins OIPE and BAVE, and ICE. ICE is another well-known virulence factor using the H. pylori samples in the US and the Colombia. In univariant analysis, OIPE, Kage, VAC-A, BAVE is related to that this factor distinguishes durian ulcer and gastritis, and OIPE and BAVE is a factor cancer and DU. However, if we use a multivariant analysis, OIPE is only the factor to distinguish this kind of disease. So that's why at that time, it's almost 20 years ago, I think the OIPE is the most important factors. However, we also find OIPE status is closely linked to Kagpi. This means that if the OIPE is on, usually Kagpi or Kage is positive. If OIPE is on, usually BAVE 2 type is positive, and usually S1, M1. So these are linked together. So therefore, currently, I think it is nonsense to study each virulence factor separately, since virulence H. pylori co-express many putative virulence factors together, and the virulence factor play a role in concert. So that's why we must check all the virulence factor together. So currently, we use the next-generation sequencing data and bacterial genome-wide association study, so-called GBAS, to check the whole genome. Our paper on H. pylori GBAS has just published in Microbial Genomics. Dr. Thun is a first author, and also that there's many my friends in Vietnam are involved. As shown in this title, GBAS or gastric cancer and durian ulcer derived H. pylori strain reveal discriminatory genetic variation and novel oncogene candidate.
we perform the GBAS for investigating the genome features distinguishing H. pylori isolate from gastric cancer and urinary ulcer patient in East Asian type strains. As you know, in some H. pylori infected person develops the antral predominant inflammation and become gastric urinary ulcer. In some infected person, they develop a corpus predominant inflammation and become gastric cancer. So usually the urinary ulcer and gastric cancer is somewhat opposite spectrum of disease. So we use the next generation sequencing data and analysis by GBAS to check the whole genome. In this study, we totally collected 240 strains, 125 from cancer and 115 from gastric urinary ulcer strains. It's mostly from the Japan and Vietnam. It really is our collaboration studies. As a result, we found 11 genetic variation associated with gastric cancer, including 8 SNPs and 3 motifs with multiple amino acid mutation. Now, these have expected function, including the chemotoxic and iron in uptake. We are now searching the function of each candidate gene. So these genes are, these factors are related to gastric cancer. For example, we made a GSPG knockout mutant and this complemented mutant. GSPGK affect bacterial mortality. And in fact, knockout strain almost lost their motility, and the complementation restores their motility. Interestingly, complementation of the gastric cancer genes, and this is a complementation of urinary ulcer disease genes. In this case, you know, gastric cancer cases seem well compared to urinary ulcer cases. So probably that these are some factors involved in the, this, some acid secretion system. So I hope currently that this gene is a novel virulence factors related to gastric cancer. So in conclusion, gastric cancer is an inflammation-associated malignancy, epidemiologically related to infection with Helicobacter pylori, which is considered a necessary, but insufficient cause. Of course, there is many combination of host, environmental, and bacterial factors will increase the risk of gastric cancer. Currently, none of the putative virulence factors, especially the well-known virulence factor itself, has been disease specific. Probably the combination of virulence factor together enhance the gastric inflammation and cause gastric cancer. However, currently the advancement of recent next generation sequencing technology allow us to find the novel virulence factors. And so only recently we found the 11 new candidate. So finally, we have the some extra presentation. This is also the review paper, overview of the H. pylori related diffuse type gastric cancer. It is well known that H. pylori infection is involved in the development of intestinal type gastric cancer, but the relationship between H. pylori infection and diffuse gastric cancer is still on debate. So this paper is also Dr. Tung, my PhD student, are involved in this study,
and our combined information indicates that development of diffuse gastric cancer involved multiple factors of cell signaling pathway, cell-cell adhesion, and H. pylori infection is also important. This is overview of the H. pylori-related diffuse cancer. I'm sorry for this busy slide, but many factors are involved. As for the H. pylori factors, Kaguya and HTRA are reported to be important. As shown in this figure, H. pylori Kaguya has an inductive effect on the CGH1 methylation and TP53 mutation alternation. Kaguya can directly degrade the beta catenin from the E-cadherin catenin complex. Kaguya can also degrade the E-cadherin directly. And bacterial HTRA protein can cleave the extracellular domain of E-cadherin. So these are some current story of the H. pylori induced a diffuse type gastric cancer. Okay, so I acknowledge many of our collaborators from all over the world, especially from the Vietnam. So I went to many places from all over Asia. However, this is, Vietnam is one of my favorite country. Unfortunately, because of COVID-19 pandemic, I cannot go abroad right now. However, I hope I can go to Vietnam next year. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Professor Yamaoka, for your presentation about virulent factor of Helicobacter pylori in gastric cancer. I think it's a very interesting present about a virulent factor of Helicobacter pylori. I think it's very, very virulent factor important to gastric cancer, such as microbiome and environment. Now I have some question for Professor. I'm Yoshio Yamaoka. So maybe from the chat, I have the, I think I have one question. There are still any known, maybe toxic H. pylori strains that require no eradication or all H. pylori harmful. So can you hear me? Okay. Trang sẽ có một cái câu hỏi của Dr. Trần Công Trung đấy. Em đã đọc trên đấy đây đây. Em nhìn trong cái đấy nhé. Okay. Okay. Thank you so much, Professor Phanda Yamaoka. Now, Phanda, we have some question from in Vietnam. In some doctor, he talk about Vietnamese. Dr. Trang in translate for you. Có một câu hỏi thứ nhất cho đối với giáo sư Yamaoka thì như vậy thì chúng ta đã biết là cái bài giảng của giáo sư Yamaoka thì nói về ba yếu tố hình thành nên ung thư dạ dày. Một là thứ nhất là yếu tố về môi trường. Yếu tố thứ hai tức là yếu tố vật chủ host factor và yếu tố ba tức là vi khuẩn Helicobacter pylori và trong đó có cái yếu tố động lực. Vậy thì để cho một cái bệnh nhân mà để sàng lọc và để phát hiện sớm, nâng cao cái hiệu quả về phát hiện sớm đối với ung thư dạ dày thì ba cái yếu tố đó là thường làm như thế nào? Ví dụ yếu tố về độc lực và yếu tố của độc lực của vi khuẩn Helicobacter thì làm những cái gen nào? Về yếu tố vật chủ thì làm về các cái gen nào? Và yếu tố môi trường thì làm về vấn đề gì? Xin mời Dr. Trang trình cho đối với Dr. Yamaoka đến câu đầu tiên của một người thế. Okay. Say hi from Hanoi to Professor Yamaoka. Hi, can you hear me?
Yeah, very clearly. So the question for you is about the many factors can induce gastric cancer, including the environment factors, host factor, and virulent factors. For the one patient to improve the gastric screening, which is a factor that you think that's the most important to screening? Okay, so in itself, first, of course, I think the H. pylori is the most important because, you know, for example, New England Journal of Medicine paper, if H. pylori negative patient, but usually the gastric cancer cannot be developed. So, of course, recently in Japan, our topic is H. pylori negative gastric cancer, because currently in Japan, because of the national insurance, most of the people are already eradicated. So currently, to tell the truth, it's very difficult to find a positive patient. However, of course, many papers shows H. pylori, even H. pylori is the most important. So I think also H. pylori is of course important. However, we also must think about H. pylori negative gastric cancer in the future. So it's a very small proportion. Maybe 99% are H. pylori. However, maybe in the future, even the H. pylori negative cases, there are sometimes have the cancer. So especially in Japan, we have many study ongoing, for example, the environmental factors, also non-H. pylori helicobacters or non-H. pylori bacteria, microbiome, might also involved in cancer. So of course, H. pylori is most important, but as a factor also involved in some part. And this might be the big program in the future. Okay, thank you. So the other question is on the chat, so can you read it? Yes, I think the chat is, especially some are non-toxic H. pylori. So how we can handle non-toxic. However, even non-toxic H. pylori, only, for example, Ki-gen negative. However, even Ki-gen negative strain have many other virulence factors. So, especially in Japan, our strategy is if H. pylori positive, all should be eradicated. However, it's all up to the economic status. For example, in some very poor country in Africa, it's probably impossible to eradicate all. So we must select some people. So in this country, for example, Ki-gen positive or something might be some selection marker that we can use the virulence factors. However, maybe serologically, I think it's better to eradicate all H. pylori positive patient. Okay, thank you. I need 1 minute to translate a little bit about what your answer. Okay. So thầy có nói là cái việc mà cái câu hỏi đầu tiên là cái yếu tố nào chúng ta nên cân nhắc trong việc screening và nâng cao cái hiệu quả sàng lọc ung thư, thì thầy có nói là cái này cũng rất là phụ thuộc vào tùy từng quốc gia ấy. Có những cái quốc gia ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn, mặc dù là Helicobacter pylori negative đấy nhưng mà cái tỷ lệ ung thư cũng khá cao, hay là kể cả những cái trong cái bài báo cáo của thầy là Mongolia, thì người ta nghĩ rằng là cái Western CAG A nó không phải là một cái yếu tố độc lực, nhưng trên thực tế thì nó cũng là một cái yếu tố mà làm cho cái tình trạng ung thư của Mongolia cũng khá là cao. Do đó là cái này cũng phụ thuộc vào tùy từng quốc gia và tùy từng các cái đặc điểm phối hợp với nhau. Còn cái câu hỏi thứ hai nữa là đối với các cái Helicobacter pylori, kể cả có hay không có các yếu tố độc lực thì có nên điều trị hay không? Thì câu trả lời của thầy là thầy nghĩ là vẫn nên điều trị, bởi vì trên thực tế là ở Nhật Bản là kể cả có Helicobacter pylori thì là sẽ điều trị hết. Một câu hỏi cuối cùng nữa để cho thầy, tức là hiện nay thì Nhật Bản là vẫn đang cái thực hiện cái chiến lược là sàng lọc và
tiêu diệt HP, đúng không? Bây giờ vẫn đang tiếp tục tiêu diệt HP. Bởi vì là chỉ có Nhật Bản tiêu diệt HP, kể cả cộng đồng soi dạ dày có HP tiêu diệt luôn. Thì cái này chắc là vẫn duy trì như thế, phải không ạ? So professor, right now in Japan, so all the patients who got Helicobacter pylori positive, but there are no symptoms, so still got the eradication therapy, right? Yes, in Japan, so currently is a first screening by serum or stool antigen, and if the positive. However, most important in Japan is if we get the national insurance, we must get the endoscopy. Okay. So, for example, if you go to the clinic and then H. pylori positive, and then please give me a drug, it's impossible. So if H. pylori positive by serum and stool antigen in Japan, we must get the endoscopy. Okay. And then get the therapy. So that's why maybe we can find the early gastric cancer very soon. So that even the, you know, non-asymptomatic cases, sometimes we can find the early gastric cancer. So this is a reason that the, maybe the early gastric cancer is high in Japan. Okay. So, okay. So I mean, that's frequently how long does a patient must do the screening Helicobacter pylori by serum serology? I mean, that's the twice a year, one time or? If H. pylori positive, negative, so it's over, it's okay. And if H. pylori positive, so do the endoscopy and the eradication. And then after that, but usually every 2 years. 2 years. Two years or something. Must do endoscopy again? It's up to the patient. Okay. So not the order. Okay. Câu trả lời của thầy là bởi vì Japan là một cái nước mà có tỷ lệ ung thư khá là cao. Tuy nhiên thì cái bảo hiểm y tế cũng khá là tốt, cho nên là bệnh nhân thường sẽ đi sàng lọc bằng serotest. Nếu mà serotest dương thì phải endoscopy, và thông thường thì cũng tùy từng tình trạng bệnh nhân thì bác sĩ sẽ khuyến cáo là 2 năm sẽ endoscopy một lần. Và tất cả phải đều điều trị. Các bạn nào có câu hỏi nữa không ạ? Và nếu không có câu hỏi thì của chúng ta cũng đã bắt đầu thì trên kia thì cũng không còn câu hỏi nào nữa. Thì bây giờ để chúng tôi tương tác án, một lần nữa thì chúng tôi xin rất là cảm ơn giáo sư Yamaoka đã có tham gia một cái buổi hội thảo ngày nay. Và chúng tôi nghĩ là trong thời gian tới thì giáo sư Yamaoka sẽ hy vọng nó sẽ sang Việt Nam theo cái chương trình nghị định thư giữa Việt Nam và Nhật Bản. Now and once again, thank you very much for your lecture from Professor Yamaoka. I hope so in the future when we will go to in your country, and I would like to invite you to return in Vietnam in the project between 108 Hospital and your university. And now again, stop here and invite another speaker. Thank you very much for Professor Yamaoka. Bye bye. Yes. Okay, thank you very much. So, you know, I usually use this cup. This is thank you very much. I went to someone. Okay, thank you very much. Okay, thank you much. Okay. Thank you so much. And see you later. Vâng, vừa nãy chúng ta vừa nghe một cái bài trình bày rất rất là lý thú của giáo sư Yamaoka. Và tiếp theo thì tôi xin phép được mời tiến sĩ Trần Thị Huyền Trang của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với bài trình bày về liệu pháp về sinh học phân tử điều trị kháng thuốc của Helicobacter pylori. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay thay mặt cho nhóm nghiên cứu thì em xin trình bày một số những cái kết quả nhỏ nhỏ mà chúng em đã thu được trong cái dự án nghiên cứu phát triển một hệ thống phân phối thuốc giúp tăng cường hiệu quả điều trị một số những cái vi khuẩn kháng thuốc, trong đó có Helicobacter pylori. Thì chúng ta đã biết là hiện nay tất cả các nước trên thế giới không có một nước nào có thể an toàn trước cái sự tấn công của các bệnh truyền nhiễm, trong đó virus và vi khuẩn, thì chúng ta đã có hai các cái hệ thống thuốc có thể đối kháng, đó là kháng sinh và vaccine.
khác với cả vaccine đấy thì hiếm xuất hiện cái tình trạng kháng thuốc. Nhưng cái tình trạng kháng thuốc thì xảy ra khá là phổ biến ở trên các cái thế hệ kháng sinh. Chính vì thế mà ngay trong một cái thời gian ngắn khi mà một cái thế hệ kháng sinh ra đời ấy, thì chỉ một cái thời gian ngắn sau một loạt những cái thế hệ hay là những cái chủng kháng đã xuất hiện và không ngừng gia tăng. Chính vì thế cho nên là cái việc mất cân bằng giữa cái việc mà chúng ta có một cái số lượng kháng sinh khá là nhỏ bé hạn chế so với một cái lượng khổng lồ các cái chủng kháng thuốc. Cho nên là các cái phác đồ hiện nay vẫn để đối phó với tình trạng này vẫn là duy trì phối hợp các thuốc hay là tăng liều. Thì những cái biện pháp này nó đã vô hình chung ảnh hưởng đến toàn bộ các cái hệ sinh vật, đặc biệt là các cái hệ sinh vật có ích trên cơ thể, cũng như là làm không may là nó làm cho cái tình trạng kháng thuốc trở nên trầm trọng hơn. Và nếu như cái tình trạng kháng thuốc này không được ngăn chặn thì tính đến năm 2050, cái tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới là vô cùng lớn, và đặc biệt là những cái tổn hại về kinh tế, đặc biệt là các cái nước ở các khu vực đang phát triển như châu Á hay châu Phi thì chịu một cái tổn thất khá là lớn. Trước cái tình hình đấy thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra những cái cảnh báo rất là khẩn cấp về một loạt những các cái vi khuẩn mà cần phải có những cái bước nhảy vọt hoặc là những cái bước tiến vượt bậc để có thể điều trị những cái vi khuẩn kháng thuốc này. Trong đó Helicobacter pylori, đặc biệt là các cái chủng mà kháng clarithromycin ấy, thì được xếp vào một cái nhóm gọi là nhóm ưu tiên cao. Tuy nhiên thì cũng phải nói thật rằng là để mà phát triển ra một cái thế hệ kháng sinh mới không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là vấn đề thời gian. Thông thường thì khoảng 10 đến 15 năm để phát triển một cái hệ thống thuốc mới được chấp nhận. Do đó mà một cái thế hệ kháng sinh mới ra đời có thể là quá muộn hoặc là có thể là hạn chế cái hiệu quả so với cái việc mà trong cái khoảng thời gian đó một loạt các cái chủng kháng thuốc mới đã ra đời rồi. Điều đó thì cho ta thấy rằng là bên cạnh cái việc mà phát triển các cái dòng kháng sinh mới hay là các thế hệ kháng sinh hiệu quả hơn thì cũng cần có những cái biện pháp mà ngắn hạn hơn để đối phó với cái tình trạng này. Hiện nay thì đối với các bệnh nhân ung thư, cái liệu pháp đích ấy đang tỏ ra là một trong những cái liệu pháp khá là hiệu quả. Vậy câu hỏi là liệu chúng ta có thể áp dụng cái mô hình của liệu pháp đích này đối với việc điều trị các cái kháng sinh, các cái chủng vi khuẩn kháng thuốc hay không? Bởi vì nếu như mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ đạt được ba mục đích. Thứ nhất là chúng ta đưa kháng sinh vào đúng nơi cư trú, và do đó là chúng ta có thể giảm được cái liều toàn thân, nhờ đó là hệ quả của nó sẽ là hạn chế được cái sự phát sinh của các chủng kháng mới. Và cái lợi ích thứ hai nữa là chúng ta giúp cho cái kháng sinh không bị ảnh hưởng bởi các cái rào cản sinh học, nhờ đó nâng cao hơn cái hiệu quả điều trị. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể tận dụng được các cái kháng sinh hiện có. Để đưa được kháng sinh vào đúng đích hay là đúng vị trí mà vi khuẩn cư trú thì cái điều đầu tiên chúng ta cần đó là xác định được cái target đặc hiệu giữa cái vi khuẩn gây bệnh với lại các cái tế bào vật chủ. Trong cái mô hình của Helicobacter pylori thì như các cái bài báo cáo trước đã nói thì chúng ta thấy rằng là một loạt các cái gen có thể đại diện cho cái việc mà tính đặc hiệu của tế bào bị nhiễm đối với vi khuẩn. Trong đó thì ở đây thì tôi muốn trình bày là đó là cái nhóm protein màng ngoài. Đó là một cái nhóm protein chiếm khoảng 5 đến 10% cái độ lớn của bộ gen vi khuẩn. Do đó là nó có một vai trò khá quan trọng. Và cái vai trò quan trọng đầu tiên phải kể đến đấy là nó kết dính đặc hiệu giữa vi khuẩn với tế bào vật chủ. Sau đó thì kích thích các cái phản ứng quá mẫn và kích thích cái quá trình chết bào theo chương trình. Ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm một số những cái protein bám dính quan trọng như là BAPA, LAPA và SAPA. Và qua đó thì chúng tôi cũng nghĩ đến cái việc là tại sao chúng ta không sử dụng những cái protein đặc hiệu bám dính của vi khuẩn này để mimic tạo thành một cái hệ thống phân phối cũng giống như cũng mang những cái gen đó để đưa cái hệ thống thuốc vào gần với vi khuẩn hơn. Cái mục tiêu thứ hai đó là giúp kháng sinh không bị ảnh hưởng bởi các rào cản sinh học. Thì chúng ta biết là các cái rào cản sinh học nó đóng một vai trò nhất định là làm hạn chế cái hoạt động của kháng sinh. Và cái mô hình này, cái mô hình dạ dày là cái mô hình điển hình nhất cho thấy là cái rào cản sinh học nó hạn chế như thế nào đối với cái sự tác động của kháng sinh. Do đó là chúng ta sẽ nghĩ đến một cái hệ thống phân phối mà có thể bao bọc được kháng sinh, giúp kháng sinh có thể vượt qua một cách dễ dàng các cái rào cản sinh học và tồn tại lâu hơn tại cái vị trí mà bị nhiễm. Các cái hệ thống phân phối thuốc hiện nay
đang được sử dụng, thì trong đó liposome là một trong những cái hệ thống mà có lẽ là có nhiều triển vọng nhất, và chính vì cái sự phát triển của liposome mà chúng ta có được các cái vaccine Pfizer hay Moderna được sử dụng hiện nay. Bên cạnh liposome thì cũng có một số những cái cấu tử khác. Ở đây chúng tôi muốn trình bày đến là một cái hệ thống của linoleic acid, hay chúng ta còn được biết đến với cái tên là omega 6. Ngoài những cái chức năng như là bảo vệ cơ thể trẻ hóa, rồi là chống sơ vữa vân vân, thì có một cái chức năng đó là nó chống nhiễm trùng. Và chính vì thế cho nên là một loạt các cái nghiên cứu gần đây thì người ta thấy rằng là cái linoleic acid nó có vai trò khá là quan trọng và khá là hiệu quả trong việc điều trị Helicobacter pylori. Một nghiên cứu của Wu Sung năm 2014 cũng đã cho thấy rằng là khi mà phối hợp liposome với cả linoleic acid thì ông thấy là cái hiệu quả điều trị nó khác hoàn toàn và đạt một cái hiệu quả rất là đáng mong đợi hơn là so với việc mà phối hợp liposome với các cái acid béo khác. Do đó là chúng tôi nghĩ đến cái việc mà liposome phối hợp với linoleic acid có thể vừa tạo thành một cái phân tử vận chuyển kháng sinh mà cũng vừa là một cái tác nhân giúp tăng cường cái hiệu quả điều trị của Helicobacter pylori. Rất nhiều những cái nghiên cứu liên quan đến tình trạng kháng thuốc của Helicobacter pylori, tất nhiên là các cái số liệu có thể khác nhau do cái thời gian chúng ta tiến hành nghiên cứu hoặc là cái khu vực địa lý chúng ta tiến hành nghiên cứu, nhưng nhìn chung thì một số những cái kháng sinh như là đầu tay như là metronidazole, clarithromycin hay levofloxacin thì đều có cái tình trạng kháng khá là cao. Tuy nhiên thì amoxicillin và tetracycline seem to be có vẻ như là nó là một những cái kháng sinh khá là cổ điển, thì lại cho thấy các cái tỷ lệ kháng tương đối thấp. Và thực tế là trong cái nghiên cứu của chúng tôi tiến hành khoảng 200 chủng chúng tôi làm và lưu giữ, thì chúng tôi cũng không thu được một cái chủng nào kháng amoxicillin. Tất nhiên là cái câu chuyện chúng tôi thu thập từ người lớn cũng sẽ khác cái câu chuyện từ em bé như cái báo cáo của cô Hà trước đây. Và vì thế thì chúng ta nghĩ đến việc là liệu amoxicillin chúng ta có thể tái tận dụng được không và nâng cao cái việc hiệu quả điều trị của nó hay không. Chính vì những cái ý tưởng đó và chúng tôi đã phối hợp với một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nottingham để tạo ra một cái hệ thống phân phối mà lớp vỏ chính là liposome linoleic acid, có cái protein bám dính đặc hiệu cho Helicobacter pylori, và lõi chúng ta có thể dùng những cái kháng sinh mà hiện nay vẫn còn có thể có cái tính nhạy cao, ví dụ như là amoxicillin hay tetracycline. Lab A thì chúng ta đã nghe nhiều đến Bab A, Sab A, nhưng mà Lab A thì có lẽ là mọi người ít nghe đến. Nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng là Lab A nó có một cái nó có một cái bám dính khá là đặc hiệu trên cái phân tử muxin MUC 5AC trên cái tế bào niêm mạc dạ dày, và đó cũng chính là một trong những cái giải pháp mà các nhà nghiên cứu hướng đến là tạo ra những cái dẫn xuất mà giống như là Lagminac để có thể điều trị Helicobacter pylori. Và chúng tôi đã tiến hành là sử dụng cái hệ thống là tạo protein tái tổ hợp để có thể tạo ra cái protein Bab A tái tổ hợp để sử dụng cho cái hệ thống phân phối thuốc này. Và đây chính là hình ảnh protein tái tổ hợp mà chúng tôi đã có thể phân lập và tinh sạch được. Tất nhiên là cái số lượng nó không đủ lớn để có thể chúng ta có thể tiến hành rộng hơn, nhưng mà nó đủ để chúng tôi có thể tiến hành những cái nghiên cứu nhỏ. Sau đó thì liposome linoleic acid và protein Lab A đã được phối hợp cùng với nhau, và chúng tôi hiện nay chúng tôi đã đánh giá được cái khả năng binding, tức là cái khả năng bám dính của cái hệ thống phân phối này, liệu có bám dính đặc hiệu trên cái tế bào niêm mạc tế bào biểu mô dạ dày hay không. Thì ở đây chúng tôi sử dụng một cái hệ thống cell line, đấy là AGS cell, chính là cái tế bào ung thư dạ dày mà được dùng khá là phổ biến trong các cái mô hình in vitro để nghiên cứu về các cái loại thuốc cũng như là các cái cơ chế liên quan đến ung thư dạ dày cũng như là liên quan đến Helicobacter pylori. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái màu xanh dương này chính là cái màu của các cái tế bào AGS cell, và màu xanh green chính là cái màu của các cái hệ thống phân phối. Và đây là khi mà chúng tôi mơ vào với nhau thì thấy là các cái hệ thống phân phối gắn khá là đặc hiệu với lại các cái tế bào AGS. Vậy tiếp theo chúng tôi sẽ đánh giá xem là hiệu quả cái hệ thống phân phối này có tác dụng trong việc tiêu diệt Helicobacter pylori hay không. Thì chúng tôi tiến hành tiếp tục nghiên cứu cũng trên cái mô hình AGS cell, thì chúng tôi thấy là thứ nhất đây là tế bào AGS cell sau khi nuôi cấy. Và đây chính là hình ảnh tế bào AGS cell mà chúng tôi đã nhiễm Helicobacter pylori. Cái màu đỏ chính là cái màu mà chúng tôi nhuộm với các anti Helicobacter pylori, và nó surrounding tế bào, chứng tỏ là Helicobacter pylori cũng đang bám và infect vào các cái tế bào AGS.
Tiếp đó thì chúng ta sẽ thấy là những cái hình ảnh green này chính là các hình ảnh biểu hiện của gamma extract, chính là một trong những cái dấu hiệu để cho thấy là sau khi Helicobacter pylori bám vào tế bào thì đã có những hiện tượng apoptosis xảy ra và chết tế bào xảy ra. Tiếp tục chúng tôi sẽ đánh giá là tế bào AGS sau khi đã nhiễm với Helicobacter pylori thì chúng tôi sẽ inoculate, tức là ủ với lại cái hệ thống phân phối liposome, linoleic acid và LabA một thời gian khoảng 30 phút thì hiện tượng là chúng tôi đã thấy là hầu hết là Helicobacter pylori đã được rửa sạch khỏi cái tế bào và còn lại những cái xác của tế bào ở đây. Tuy nhiên thì bên cái tế bào AGS cell line mà nhiễm Helicobacter pylori thì gần như là không có cái sự rửa trôi của Helicobacter pylori ra khỏi cái sự bám dính với tế bào và cái hiện tượng apoptosis vẫn tiếp tục diễn ra. Một số những cái kết quả nhỏ nhỏ kể trên thì chúng tôi đã thấy rằng là cái hệ thống phân phối của chúng tôi đã có cái khả năng ít nhiều bám dính khá là đặc hiệu với cái tế bào AGS cell và cũng có cái khả năng loại trừ Helicobacter pylori mà nhiễm trên cái tế bào AGS. Và đặc biệt là khi mà cái hình ảnh cuối cùng ấy, là cái hình ảnh mà chúng tôi show ở đây có nghĩa là sau khi điều trị thì thấy rằng là sau khi mà chúng tôi ủ cái thành phần này cũng không thấy có cái hiện tượng apoptosis xảy ra, có nghĩa là nó khá là an toàn với lại cái tế bào sau khi được điều trị. Trên đây thì là những cái nghiên cứu, cái kết quả khá là nhỏ, những cái bước tiếp theo sẽ phải tiến hành trên nhiều các cái chủng hơn, đặc biệt là các cái chủng kháng thuốc và trên những cái mô hình mà gần với mô hình con người hơn. Một nghiên cứu này là một sự phối hợp giữa đa trung tâm giữa Đại học Nottingham, các thành viên đến từ Viện Trung ương Quân đội 108 và chúng tôi cũng có một cái báo cáo viên, đó là giáo sư Karen sẽ báo cáo ngay sau cái buổi này ở một cái section khác. Nếu như mọi người có quan tâm đến cái nghiên cứu này của chúng tôi thì cũng có thể tham gia. Xin được cảm ơn cái bài báo cáo hết sức là lý thú của tiến sĩ Trần Thị Huyền Trang. Và sau đây thì sẽ là thời gian cho chúng ta sẽ có những câu hỏi. Mà không biết là các quý đồng nghiệp trong hội trường có câu hỏi gì cho tiến sĩ Trang không ạ? Vâng, xin kính mời. Vâng, xin mời tiến sĩ Ninh Quốc Đạt ạ. Vâng ạ, kính thưa các thầy cô, em là bác sĩ Đạt của Bộ Môn Nhi. Trường Đại học Hà Nội xin có một vài câu hỏi cho bác sĩ Trang ạ. Vâng, một cái mô hình rất hay chị dùng cái lysosome để đưa thuốc, có ý tưởng rất hay đưa thuốc vào đúng cái vị đúng cái vị trí của nó. Và cái lysosome này theo khi nhảy chị sâu ấy thì nó binding với lại cái tế bào ung thư dạ dày mình làm nghiên cứu đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà binding, ví dụ chị nhuộm cái tế bào ung thư dạ dày đấy bằng màu xanh, bằng green, và cái lysosome đấy là màu red đúng không ạ? Khi binding nó phải ra cái màu, nó phải là cái màu orange, tức là màu cam. Nhưng mà ở đây thì tôi chưa thấy cái sự mà trong cái ảnh merge vào với nhau ạ, chưa thấy cái sự overlap hai cái màu đấy vào với nhau. Đấy là một. Bởi vì mình cần phải xác định nó bind thì nó bind vào đâu. Ví dụ chị dùng marker, đây là marker của màng hay là marker của nhân. Tôi nhìn thì trông nó giống màu của DAPI, tức là màu của nhân, màu blue đấy. Thì xin mà chị Trang giải thích giúp cho cái phần này. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của bác sĩ. Cái mà đúng là nếu như mà mình nhuộm tế bào thì nó sẽ ra ngoài. Nhưng mà tế bào ở đây thì mình hoàn toàn không nhuộm mà mình sẽ dùng DAPI. Tức là cái hình blue ấy, chính là hình nhân. Còn cái hình green ấy, thì mình cũng không nhuộm bởi vì cái protein của mình... bản thân nó, mình đã gắn cho nó một cái đuôi GFP, tức là bản thân nó sẽ phát hình quang màu green, tức là màu green nó sẽ surround ra ngoài, cho nên là đôi khi mà mơ với nhau bạn sẽ không thấy được cái màu. Nếu như mà tất cả đều mà nhuộm từ màng ngoài vào thì bạn sẽ thấy là nó sẽ như thế nào nhỉ, nó sẽ chồng lên nhau hơn là nó sẽ mơ các hai màu với nhau. Thì nếu như mà bạn quan tâm thì mình cũng sẽ chia sẻ lại cái số liệu này để cho bạn rõ hơn. Dạ vâng, cảm ơn. Đúng là có lẽ là ta nên nhuộm một cái marker của màng bởi vì nó binding vào màng đúng không ạ? Thì chúng ta nhuộm vào đấy thì chúng ta biết là chính xác cái lysosome của chúng ta đấy nó gắn vào màng. Đúng không ạ? Còn DAPI đôi khi hai cái nó bị lệch nhau. Và dù sao thì ý tưởng cũng rất là hay ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn.
Tôi vừa thấy Phó Giáo sư Khiên có câu hỏi cho Tiến sĩ Trang ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời thầy. À, đúng là mà nói là đây là một cái nghiên cứu rất mới. Nhưng mà tôi muốn hỏi là cái sâu xa của cái đề tài này, này sau này nó sẽ ứng dụng gì cho lâm sàng? Đấy, thì chúng tôi muốn các nhà lâm sàng, quả như kể cô Thu Hồ đấy cũng sẽ có câu hỏi. Ứng dụng sâu xa của cái này là sau này nó sẽ đưa cái gì cho lâm sàng? Bởi vì cái tình hình kháng thuốc của vi khuẩn Helicobacter bây giờ nó rất cao. Xin cảm ơn cô Hồ có ý kiến. Thầy hỏi câu đấy là em buồn rồi, bởi vì có nghĩa là cái bài báo cáo của em không truyền đạt được hết những cái ý đến người nghe. Cái quan trọng nhất để em nói lại một chút là vâng, tức là kháng sinh thì bây giờ khá là cao. Vậy em muốn tận dụng lại những cái kháng sinh mà mang tính chất cổ điển, ví dụ như amoxicillin. Trên thực tế là bọn em kiểm tra in vitro, chúng ta làm kháng sinh đồ ấy, là chúng ta làm in vitro. Chúng ta nuôi kháng sinh, nuôi vi khuẩn trên môi trường in vitro và chúng ta lấy cái kết quả đấy và chúng ta nói là nó kháng. Nhưng trên thực tế thì là amoxicillin chẳng kháng mấy trên in vitro, nhưng mà nếu mà điều trị đơn độc nó chẳng hiệu quả nhiều. Và cái quay lại cái câu hỏi là tại sao lại như thế? Thì chúng em nhận thấy rằng hàng loạt các nghiên cứu thấy rằng là nó không tồn tại một cái nồng độ đủ cao trong dạ dày. Thế cho nên là chúng em muốn phát triển một cái hệ thống phân phối thuốc mà nó có thể đưa kháng sinh vào đúng vị trí nhiễm và dùng những cái kháng sinh mà hiện nay vẫn còn cái tính điều trị rất là tốt như amoxicillin vào để điều trị cho những cái bệnh nhân mà vốn đã kháng metronidazole rồi, vốn đã kháng clary rồi. Bởi vì metro thì nó lại không chịu tác động của axit dạ dày, nó tồn tại khá là tốt. Tuy nhiên thì cái tính kháng của nó quá là cao. Clary và levo thì có thể hỗ trợ bởi PPI để điều trị. Tuy nhiên thì nó cũng kháng khá là cao, cho nên là bây giờ tại sao mà song song cái việc mà mình phát triển một hệ thống hay là một thế hệ kháng sinh mới rất là dài thời gian thì mình nghĩ cách để mình tận dụng lại những cái kháng sinh hiện có. Và đấy là lý do mà chúng em làm việc này. À, tôi thì là nhà lâm sàng, cho nên là đúng cái câu hỏi của anh Khiên là đúng là cái câu hỏi của tôi. Nhưng tôi hiểu ở cái chỗ này này, tức là các nhà lâm sàng của chúng tôi thì thấy rất rõ, tức là nó kháng trên lâm sàng. Bởi vì rõ ràng là ta điều trị và ta dùng kháng sinh dù phác đồ 3 thuốc, 4 thuốc của Bismuth thì nó vẫn có những cái kháng. Rồi chúng tôi cũng đã từng dùng nào là clarithromycin, nào là tetracycline, nào là levofloxacin. Nhưng mà có người rất tốt nhưng có người kháng và có khi phải pha điều trị tới phác đồ thứ 2, thứ 3. Thế về ý tưởng của cái nghiên cứu này tôi thấy rất hay, bởi vì thực tế HP đó nó không phải dài đều trên mặt tim mạch, và đã có rất nhiều nghiên cứu người ta thấy đa số là nó giống sống ở vùng hang vị, và chính vì vậy các nhà lâm sàng mới sinh thiết ở đó để đánh. Nhưng đồng thời cũng lại có rất nhiều nghiên cứu thấy rằng nó không phải là chỉ có ở đó mà thân vị rồi các nơi khác nó đều có. Và chính vì vậy cho nên nếu cái ý tưởng nghiên cứu về về sinh học phân tử hay là về để mà có thể chỉ điểm cho cái vị trí tổn thương của HP, vị trí HP gây tổn thương thì quý quá. Và trong thực tế lâm sàng này, đây cũng là những cái nghiên cứu bước đầu chưa thật hẳn, còn có nhiều ý kiến hỏi. Ngay cả các cái hình ảnh màu sắc thì đúng là chúng tôi chỉ hiểu như thế thôi, nhưng cái tác dụng nó đến đâu, nó bám đến đâu, và một cái tế bào thì nó sẽ có nhân, có vỏ, có nhiều thứ lắm, và muốn diệt của nó thì ở đây mới có nghi là phải từ tế bào hả? Thế nhưng mà tôi nghĩ là bao giờ nó tục để khẳng định được cái điều đó thì tôi rất hoan nghênh. Và chính rồi chúng tôi là những nhà lâm sàng sẽ sử dụng nó và thực tế trên bệnh nhân. Và tiếp sau cái section tiếp theo á, thì cũng có cái nghiên cứu thấy rằng metronidazole chắc là chi
qua cái nghiên cứu ấy ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì cho thấy rằng cái mà bệnh nhân trước đây chúng ta biết là khoảng 5 năm, 6 năm gần đây chúng ta khẳng định là có nhiều cái nghiên cứu cho rằng metronidazole kháng thuốc rất cao và thậm chí có những cái nghiên cứu là đến hơn 70% kháng thuốc cơ mà. Nhưng ngược lại, cái nghiên cứu gần đây thì tác giả lại thấy ngược lại có tác dụng và cái tỷ lệ tác dụng lại cao hơn so với các nghiên cứu trước. Cho nên tôi rất là ủng hộ cái nghiên cứu này và hy vọng rằng cái nghiên cứu sẽ giúp các nhà lâm sàng. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ Trang đã cho một cái báo cáo rất hay và tôi cũng có câu hỏi. Thứ nhất thì là bây giờ cái khó khăn nhất của em là cái gì để bám vào? Thứ hai nữa là tại sao em lại chọn amoxicillin? Bởi vì thế này, vi khuẩn nó kháng, nó rất nhiều cơ chế kháng. Thế thì amoxicillin nó thế nào mà em lại vẫn dùng lại cái đấy? Tức là em sẽ nói cho mọi người ở đây rõ. Bởi vì khi mà trong cái con vi khuẩn nó có những cái men để nó phá hủy cái enzyme đấy, ăn kháng sinh đấy, thì kháng sinh có chui vào được thì nó cũng bị phá hủy. Tức là mình này đang kéo nó lại con vi khuẩn đúng không? Nhưng mà nó chui vào thì vẫn có những cái nó phá hủy được. Thế thì em sẽ cho một số những cái ý kiến về cái này thôi. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thực ra cái ý kiến của em vẫn là một cái hy vọng là những cái gì mình ghi nhận trên số liệu in vitro, tức là số liệu mà mình nuôi cấy vi khuẩn và mình cho amoxicillin vào thì thấy vi khuẩn gần như là không có sống được nhiều, mà với một liều lượng amoxicillin là cũng không phải là quá cao. Và đấy là lý do mà em nghĩ là amoxicillin nếu mà tác dụng trực tiếp với Helicobacter pyrii thì thực sự là vẫn có hiệu quả. Còn làm thế nào để nó tiếp cận được Helicobacter pyrii được thì đấy là cái mà em muốn là cho nó tương tác. Hiện nay thì nó không hiệu quả, có vẻ như là những cái báo cáo làm cho bọn em có cái chiều hướng tin rằng là có vẻ như nó không thể tiếp cận được thì đúng hơn, bởi vì các cái đột biến liên quan đến amoxicillin cũng không phải là được báo cáo quá nhiều như là metronidazole hay là clarithromycin. Vâng, em xin phép có một cái câu hỏi trước khi mà thầy Thiên kết thúc. Thì chúng ta đã biết là trong tất cả các phác đồ điều trị diệt Helicobacter pyrii thì không thể dùng một kháng sinh duy nhất. Amoxicillin thì đánh vào màng tế bào, còn lại là tetracycline hay là clarithromycin thì đánh vào ribosome tiểu phần 50S hay tiểu phần 30S. Và metronidazole thì đánh vào DNA của vi khuẩn. Cho nên người ta nhận thấy rằng nếu chỉ đánh vào màng tế bào thôi thì cũng không bao giờ có thể diệt được. Kể cả là kết quả nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương hay là các cái thông báo ở trên thế giới thì người ta nhận thấy rằng là các cái phác đồ điều trị diệt HP, nếu anh sử dụng clarithromycin thì clarithromycin là thuốc chính để diệt vi khuẩn. Còn nếu đã kháng clarithromycin rồi thì amoxicillin có đánh vào màng cỡ nào đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề thứ hai cũng tương tự như thế với metronidazole đánh vào DNA của vi khuẩn, cho nên nó mới diệt chết được cái con vi khuẩn đó. Thế còn nếu như trong trường hợp mà mình đưa được cái kháng sinh vào để nó phá được cái màng của vi khuẩn, để nó làm cái nồng độ, mình dùng PPI để cái pH nó nâng lên trên 4, tức là vi khuẩn nó nhân lên, thì cái giai đoạn này nó yếu thì mới chính là giai đoạn kháng sinh nó đánh nó. Thế ý tưởng của tiến sĩ Trang thì cũng rất là hay, em thấy rất là hay ở cái chỗ đấy. Thế tuy nhiên có điều là nếu như mà mình sẽ nghĩ rộng hơn ra một tí, bởi vì nếu mình chỉ tập trung vào mỗi cái việc mà kháng sinh nó đi được vào màng không thôi thì nó không giải quyết được. Với lại cái thứ hai, trong cái phần báo cáo mà hôm nay tôi có trình bày thì tất cả các thầy cô đều nhìn thấy rằng là cái nồng độ ức chế tối thiểu của amoxicillin rất là thấp. Cho nên là nếu mà nó kháng ở cái nồng độ đấy, các thầy nâng lên gấp 2, gấp 3 lần nó vẫn có giá trị. Nhưng với metronidazole hay với clarithromycin, nồng độ ức chế tối thiểu nó rất là cao. Ví dụ với clarithromycin mà các thầy nâng lên 8 lần đã khó rồi, còn huống hồ là của Việt Nam mình là toàn kháng ở mức là 256. Có nghĩa là các thầy cô còn nâng lên cái mức đấy nữa, 256 lần liều thì nó cũng không có tác dụng. Thì cho nên là đấy là một cái ý tưởng để mình nghĩ ra là liệu ngoài amoxicillin thì mình có nên nghiên cứu với metronidazole hay với clarithromycin không? Bởi vì đấy chính là cái gọi là key, cái thuốc chính trong cái phác đồ mà điều trị diệt HP thành công ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn các ý của cô ạ. Tôi cho rằng đây là một cái nghiên cứu rất mới, rất hay. Cho nên nó mới và hay và đang tiếp tục là sẽ còn tìm hiểu nữa.
Vì đây là cái nghiên cứu ban đầu, cho nên là chúng tôi hy vọng đây là một cái nghiên cứu rất là hay và sẽ có những cái kết quả, vì báo cáo của tôi là bắt đầu đang tiến hành với lại bên chỗ trường đại học Nottingham bước đầu thôi, thế thì sau này sẽ làm. Như vậy cái phần thảo luận của đối với lại tiến sĩ Đào Việt Hằng, của tiến sĩ Trần Viện Trang rất hay. Báo cáo cuối cùng chúng tôi xin kính mời một tiến sĩ mới vừa được bảo vệ luận án tiến sĩ, thì đó là tiến sĩ Trần Việt Hùng của Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai, trình bày một cái bài là đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và các cái gen gồm có CAC A, VAC A và ICA trong ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các thầy chủ tịch, kính thưa các quý vị đại biểu, em xin thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày đề tài về nghiên cứu về tần suất và mối liên quan giữa các kiểu gen ICA, CAC A, VAC A của Helicobacter pylori với hình ảnh nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Bài báo cáo của em thì có 6 phần, phần đặt vấn đề, phần tổng quan, phần mối liên quan và đối tượng phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận. Phần đặt vấn đề thì ung thư dạ dày là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, và ung thư dạ dày và nhiễm H. pylori đã được chứng minh và Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố H. pylori là nguyên nhân nhóm 1 gây ung thư dạ dày. H. pylori và ung thư dạ dày thì có mối liên quan rất phức tạp và có dưới 20% bệnh nhân nhiễm HP phát triển trở thành ung thư dạ dày, và cái chủng H. pylori khác nhau ở mức độ gây bệnh và kiểu gen chiếm ưu thế của gây bệnh là CAC A, VAC A với genotyp S1 và M1. Gen ICA thì là có hai kiểu gen chính là ICA1 và ICA2. Các kiểu gen VAC A, ICA thì có liên quan đến loét dạ dày. ICA và kết hợp với CAC A có thể làm tăng nguy cơ bệnh lý dạ dày tá tràng, trong đó có ung thư dạ dày. Qua đó chúng em làm nghiên cứu với mục tiêu là nghiên cứu cái tần suất kiểu gen ICA, CAC A, VAC A của H. pylori ở bệnh nhân ung thư dạ dày và tìm hiểu cái mối liên quan giữa các kiểu gen ICA, CAC A, VAC A của H. pylori với hình ảnh nội soi mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Về tổng quan thì dịch tễ học thì ung thư dạ dày thì phân bố không đều, thì cao nhất ở Nhật Bản, Nam Mỹ, Đông Âu và thấp ở Bắc Mỹ, Ấn Độ, Nigeria và Úc. Ung thư dạ dày đứng thứ 6 trên thế giới, nó nam thì lớn hơn nữ. Ở Việt Nam thì ung thư dạ dày đứng hàng thứ 3, hàng năm có khoảng 14.000 người mắc và 12.000 người tử vong, trong đó nam cấp 2 lần nữa. Như cái sơ đồ các lúc đấy thầy Yamaoka đã cũng có giới thiệu về cái yếu tố tương tác gây ung thư dạ dày, trong đó ung thư dạ dày có tình trạng viêm nhiễm với các vi khuẩn H. pylori, với các gen độc lực như các A, OPA và môi trường, yếu tố môi trường của dạ dày và yếu tố vật chủ khi kết hợp lại gây tổn thương dạ dày, làm ung thư dạ dày hình thành. Về các chẩn đoán ung thư dạ dày trên nội soi thì có ung thư dạ dày chẩn đoán ung thư dạ dày sớm theo hội nội soi Nhật Bản, ung thư dạ dày muộn theo Bowman. Về mô bệnh học thì ung dạ dày có được chia thành ung mô biểu mô tuyến với biệt độ biệt hóa cao thấp, ung thư biểu mô tế bào vẩy, ung thư biểu mô không biệt hóa, u cát suýt và các loại ung thư khác. Yếu tố gây bệnh của H. pylori thì với các yếu tố như là yếu tố xâm nhập lông, ureza bám dính, các yếu tố phá hủy niêm mạc như enzyme, thủy phân, protein, các yếu tố phosphatase, các yếu tố giúp để H. pylori tồn tại trong môi trường dạ dày như chống đại thực bào, kháng nguyên và các yếu tố khác gây lẩn tránh miễn dịch, ức chế phản ứng vật chủ. Về gen CAC A là gen gây độc lực cho tế bào, thì có 60-70% H. pylori có CAC A, nhưng tất cả các gen tiếp H. pylori có CAC A dương tính thì đều sản xuất ra protein CAC A, thì nhiễm H. pylori có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp nhiều lần so với người không men gen CAC A. Và cái gen CAC A thì cũng đã được chuyển vị bởi T4NS của vi khuẩn kích hoạt con đường tín hiệu vật chủ gây thúc đẩy quá trình phản ứng biểu mô và gây ung thư tế bào. Mối liên quan giữa H. pylori với gen CAC A và ung thư dạ dày thì theo Pick và cộng sự thì tiếp H. pylori có CAC A dương tính làm tăng hiện tượng chết tế bào, giảm khả năng sống của tế bào biểu mô dạ dày. H. pylori mang gen CAC A dương tính thì tồn tại trong tế bào với nồng độ lớn hơn và thời gian lâu hơn, và CAC A thì phối hợp chặt chẽ với các hiện tượng viêm teo niêm mạc dạ dày do làm tăng sản xuất ra interleukin 8 với tuyến B1. Gen VAC A là gen gây tạo hốc tế bào, thì gen VAC A thì có ở tất cả các H. pylori
nhưng chỉ có 40% bài tiết ra protein vắc A gây độc cho tế bào. Có các vùng tín hiệu như là vùng S, vùng I, vùng M. H. pylori thì mang gen vắc A trên tế bào niêm mạc dạ dày, gây tổn thương tế bào, phản liên bào và gây độc cho tế bào. Mối liên quan giữa H. pylori có kiểu gen vắc A và ung thư dạ dày thì chủng S1M1 xuất hiện là gây độc cho tế bào nhất trong ống nghiệm, và đã chủng S2M2 thì không có hoạt tính gây độc tế bào. Vắc A S1 hoặc chủng M1 có thể nguy cơ cao gây viêm loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày. H. pylori có mang kiểu gen vắc A S1 thường phối hợp với típ các A dương tính. Gen ICA là gen gây tiếp xúc với tế bào, gây ra tiếp xúc với tế bào biểu mô, và có hai kiểu gen chính là ICA1 và ICA2. Các loại gen ICA được cho là độc lập và có thể có liên quan giữa hiện diện các kiểu gen ICA1 và các bệnh lý loét đường tiêu hóa. Kiểu gen ICA được phổ biến ở các dòng H. pylori phân lập ở phương Tây. Đây là hình ảnh kiểu gen ICA kết hợp với gen vắc A, S1 và các A thì gây viêm dạ dày nặng, gây viêm teo tế bào, gây viêm teo dạ dày và do tăng interleukin 8 và gây ung thư dạ dày. Đây là sơ đồ cấu trúc di truyền các kiểu gen ICA1 và ICA2. Việc phát hiện trực tiếp các gen và các kiểu gen các A, vắc A, ICA thì được thực hiện bằng phản ứng khuếch đại chuỗi PCR. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì được tiến hành tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2015 đến 2019, và được nghiên cứu theo nghiên cứu mô tả cắt ngang được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm ung thư dạ dày gồm 91 bệnh nhân với các triệu chứng, với được nội soi chẩn đoán ung thư dạ dày và xét nghiệm mô bệnh học ung thư dạ dày, và được xét nghiệm xác định có H. pylori bằng test ELISA và mô bệnh học. Nhóm viêm dạ dày thì có 92 bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày bằng mô bệnh học với xét nghiệm mô bệnh học dựa vào tiêu chuẩn Sydney và hình ảnh nội soi cũng theo tiêu chuẩn Sydney cập nhật. Nhiễm HOP được H. pylori được chẩn đoán với test ELISA dương tính và mô bệnh học dương tính. Phương pháp nghiên cứu được nghiên cứu trên máy nội soi Olympus của Nhật Bản, máy giải trình gen tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, test ELISA cho Viện Vệ sinh Dịch tễ sản xuất. Các chỉ tiêu nghiên cứu thì chỉ tiêu nội soi theo Bowman tip 1, 2, tip 3, tip 4, các chỉ tiêu viêm dạ dày theo tiêu chuẩn của Sydney cập nhật. Mô bệnh học thì theo hai tiêu chuẩn Roen 1965, thể ruột, thể lan tỏa và hỗn hợp, và WHO theo Tổ chức Y tế Thế giới, thể nhú, thể tuyến ống, vừa được chia theo mức độ biệt hóa. Viêm dạ dày thì được theo mức độ viêm theo vừa, nhẹ vừa, nặng, có dị sản ruột hay không, loạn sản có từ thấp vừa đến cao. Trong kết quả và bàn luận thì trong quá trình nghiên cứu chúng em thấy được kết quả như sau. Thì đặc điểm về tuổi giới thì tuổi trung bình là 61,2 và chiếm đa số từ tuổi từ 50 đến 70. Phân bố giới thì nam lớn hơn nữ, tỷ lệ khác biệt có ý nghĩa thống kê. Về đặc điểm lâm sàng thì đa số bệnh nhân được vào viện với lý do vào viện là đau thượng vị hoặc đau bụng. Các triệu chứng lâm sàng cũng thường gặp là đau thượng vị, chán ăn, đầy bụng, chậm tiêu. Về đặc điểm nội soi thì nội soi tổn thương ung thư ở hang vị chiếm đa số với tỷ lệ là 68,1%. Phân loại Bowman trên nội soi là Bowman 3 chiếm đa số với tỷ lệ là 67%. Về đặc điểm mô bệnh học thì tuyến ung thư biểu mô tuyến ống chiếm đa số là 87,9% và không có sự phân bố liên quan đến nhóm tuổi. Thể ruột trên Roen 1965 cũng chiếm đa số là 87,9%. Đặc điểm về kiểu gen các A ở nhóm nghiên cứu thì ở hai sự khác biệt giữa hai nhóm ung thư dạ dày và viêm dạ dày có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05, trong đó tỷ lệ mang gen các A dự tính ở nhóm ung thư dạ dày chiếm 71,4%. Về kiểu gen vắc A thì giữa sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu, nhóm ung thư dạ dày và viêm dạ dày có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05, trong đó tỷ lệ của gen S2 chiếm tỷ lệ là có ý nghĩa thống kê, rất có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,01. Nhỏ gen ICA thì trong nghiên cứu của chúng em thấy rằng tỷ lệ giữa hai nhóm
ung thư dạ dày và nhóm viêm dạ dày mang gen ICA thì sự khác biệt giữa hai nhóm này thì có ý nghĩa thống kê, trong đó với tỷ lệ mang ung thư dạ dày mang có H. pylori mang gen ICA chiếm đa số với tỷ lệ là 62,6%. Trong đó gen ICA1 cũng giữa hai nhóm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,05. Vì liên quan giữa kiểu gen các A VAC A với mô bệnh học của ung thư dạ dày về mức độ biệt hóa thì đa số các trường hợp mang gen các A VAC A dương tính thì là ở mô bệnh học có mức độ biệt hóa kém. Các A dương tính thì đa số tập trung ở thể ruột và thể lan tỏa, nhưng sự khác biệt giữa các nhóm thì cũng không có ý nghĩa thống kê. Mối liên quan giữa các kiểu gen của VAC A M1 S2 với cái mô bệnh học của ung thư dạ dày theo mức độ biệt hóa thì qua những trong nghiên cứu chúng em cũng chưa thấy sự có mối liên quan giữa mức độ biệt hóa của ung thư trên mô bệnh học ung thư dạ dày với các kiểu gen của vi khuẩn H. pylori mang gen VAC A M1 và M2. Thì mối liên quan giữa kiểu gen VAC A S1 và S2 với mô bệnh học của ung thư dạ dày theo mức độ biệt hóa thì qua nghiên cứu thì chúng em cũng chưa thấy có sự có mối liên quan giữa mô bệnh học ung thư dạ dày theo mức độ biệt hóa với việc nhiễm H. pylori mang kiểu gen VAC A S1 và S2. Mối liên quan giữa kiểu gen ICA A1 và ACA2 với mô bệnh học của ung thư dạ dày theo mức độ biệt hóa thì chúng em thấy rằng đa số gặp kiểu gen ICA1 ở thể ruột và thể lan tỏa, trong đó nhưng sự khác biệt giữa hai nhóm cũng không có ý thống kê, nhưng có sự khác biệt giữa hai nhóm với mô bệnh học mức độ biệt hóa vừa và biệt hóa kém với mối liên quan với kiểu gen ICA1 và A2 của H. pylori ở mức cái sự liên quan này có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,01. Qua nghiên cứu thì chúng em thấy rằng là cái nguy cơ tương đối của nhiễm bệnh nhân nhiễm H. pylori với cái gen các A VAC A ICA1 và kiểu gen A1 và A2 thì thấy rằng là sự khi với bệnh nhân có nguy cơ gấp 2,8 lần khi nhiễm H. pylori mang gen các A và với gen ICA thì cũng sự có mối nguy cơ gấp 4,3 lần với gen các ICA với gen ICA1 kiểu gen ICA1 thì gấp 4,7 lần, nhưng chưa tìm thấy cái mối liên quan giữa gen ACA2. Về qua nghiên cứu thì chúng em có một số kết luận sau đây về đặc điểm lâm sàng nội soi và mô bệnh học với các gen. Thì thấy triệu chứng lâm sàng thường gặp là đau bụng, các vị trí tổn thương là hang vị và bọ men 3, tiếp 3 trên nội soi chiếm tỷ lệ đa số. Ung thư dạ dày mà mô bệnh học, ung thư dạng tuyến ống chiếm tỷ lệ 87,9%. Và sự biểu lộ của cái gen các A của VAC A thì tỷ lệ gen các A ở bệnh nhân ung thư dạ dày chiếm đa số là 71,4%, cao hơn có ý nghĩa thống kê với nhóm viêm dạ dày mạn. Và tỷ lệ các mang gen VAC A ở bệnh nhân ung thư dạ dày là 84,6%, cao hơn có ý nghĩa thống kê với nhóm viêm dạ dày. Sự khác biệt giữa cái mối liên quan giữa kiểu gen các ICA các A VAC A với mô bệnh học thì chúng em thấy rằng cái kiểu sự khác biệt giữa nhóm có kiểu gen ICA1 và A2 ở các bệnh nhân ung thư dạ dày ở nhóm biệt hóa vừa và kém thì có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,05. Qua nghiên cứu cũng thấy rằng là cái nguy cơ tương đối của người nhiễm H. pylori mang gen các A thì gấp 2,8 lần so với người không mang gen các A. Người nhiễm H. pylori mang gen ICA thì nguy cơ ung thư dạ dày gấp 4,2 lần so với người không mang gen ICA. Người nhiễm H. pylori mang kiểu gen ACA1 thì nguy cơ gấp 4,68 lần so với người không mang gen kiểu gen ICA1. Sự khác biệt có yếu thống kê với khoảng tin cậy là 95%. Em xin bài cáo của em đến hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Việt Hùng từ Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật của Bệnh viện Bạch Mai đã cho ta một cái tần suất về mối liên quan giữa các cái gen độc lực của Helicobacter pylori với các cái hình ảnh nội soi mô bệnh học trên cái bệnh nhân ung thư dạ dày. Thế
Các cái số liệu thì cũng đã rõ ràng rồi. Thế thì xin mời các quý vị sẽ hỏi, có những cái câu hỏi gì các cái vị trong. Trước tiên thì tôi có một câu hỏi cho bác sĩ Hùng. Thứ nhất là qua cái nghiên cứu này ý, thì chúng ta đã thấy được rất nhiều những cái gen độc lực của Helicobacter pylori liên quan đến dạ dày, đúng không ạ? Liên quan đến ung thư, xin lỗi, liên quan đến ung thư dạ dày. Thế thì trong thực hành lâm sàng ấy, mình có bắt cái con gầy ra sau đấy mình xác định các cái độc lực này để mình diệt trừ nó đi không, để phòng ung thư dạ dày sớm? Bởi vì ung thư dạ dày nó có một cái quá trình rất dài, nhiều năm, thì tại sao chúng ta không chẩn đoán sớm được? Chẩn đoán sớm ung thư dạ dày bây giờ hiện tại chủ yếu vẫn dựa vào hình ảnh nội soi, đúng không? Chủ yếu là hình ảnh nội soi. Thế thì hình ảnh nội soi cũng đã muộn rồi, nó đã thấy hình ảnh nội soi là đã muộn rồi. Thế tại sao chúng ta không bắt cái con này ra mà con này bây giờ đang là căn nguyên gây ung thư số 1? Đúng không ạ? Thế thì em có lý giải gì về cái này không? Cảm ơn câu hỏi của thầy ạ. Thưa thầy, thì thực ra thì đây nghiên cứu của chúng em thì tiến hành cũng khoảng trong vòng khoảng 2 năm, hơn 2 năm. Thì thực ra để lấy một mẫu bệnh phẩm, rồi từ lúc lấy mẫu bệnh phẩm và đi gửi đi làm xét nghiệm về PCR, thì cũng không có thể với tất cả, không phải tất cả bệnh nhân nào mà chúng em cũng lựa chọn, vì lựa chọn những bệnh nhân đều phải có tiêu chuẩn là phải lấy đầy đủ từ trên mô bệnh học, test urea ra và lên PCR có thể dương tính. Và việc lấy được một bệnh nhân mà lấy đủ được cái lấy để đảm bảo được cái tiêu chuẩn như vậy để chứng minh rằng với cái con H. pylori đó nó tồn tại ở trong dạ dày cái bệnh nhân ung thư dạ dày như vậy, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian và phải chờ đợi. Có nghĩa là cái mẫu đấy bọn em gửi sang bên vệ sinh dịch tễ để họ làm gen cũng mất rất nhiều thời gian để có được kết quả, vì phải đợi tất cả kết quả kia cùng chứng minh rằng đó đúng là cái mẫu bệnh phẩm của cái bệnh nhân đấy và nó chắc chắn là dương tính đấy. Thật ra về để làm cho một bệnh nhân mà thực hành trên lâm sàng thì em nghĩ rằng là nó cũng không thực tế lắm ạ. Đây cũng chỉ là cái để đưa ra nghiên cứu và được để xác định được cái thêm yếu tố độc lực với cái của vi khuẩn H. pylori với những bệnh nhân có thể nguy cơ ung thư dạ dày thôi ạ. Vâng, dạ. Rất là cảm ơn. Đúng là như vậy. Dạ vâng. Bởi vì cái mà chúng ta làm để nhưng bây giờ để mà đưa ra là để trong thực hành lâm sàng thì nó hơi khó đấy. Dạ vâng. Nó hơi khó, nhưng mà tôi cũng hy vọng là bây giờ sẽ có một cái cách nào đấy để mình làm chẩn đoán, bởi vì là chẩn đoán ung thư dạ dày thì như tôi nói là chẩn đoán toàn là chẩn đoán muộn. Dạ. Thế thì đấy cũng là một cái hướng mà chúng ta cũng có thể nghĩ đến nếu mà có điều kiện. Nếu mà có điều kiện, những cái người mà có điều kiện chúng ta cũng sẽ làm. Để chúng ta diệt trừ nó đi. Diệt trừ hẳn hoi ấy. Chứ không phải là mình diệt trừ. Xin mời tiến sĩ Trang. Dạ vâng, ý kiến của thầy Hoàn đúng đấy ạ. Bởi vì chính vì thế cho nên là giáo sư Yamaka có nói là ở Nhật ấy, vì sao mà họ sàng lọc được sớm? Bởi vì tất cả những cái vị thành niên của hình như 18 tuổi gì đó là họ kiểm tra serology, họ kiểm tra kháng thể. Nếu mà kháng thể mà dương là họ sẽ phải nội soi luôn. Và chính vì thế nên là họ được bắt được rất là sớm. Cái này thì tôi cũng đồng ý với hai ý kiến của hai thầy thôi. Thầy Hoàn và cô Trang. Đúng là mà nói thì hiện nay là cái đề tài của đối với lại tiến sĩ Trần Việt Hùng thì nó có mới như này, tức là thực sự từ xưa này chúng ta đã nghiên cứu nhiều các ca vác ca rồi, nhưng mà ung thư dạ dày cũng có, rồi viêm dạ dày cũng có, loét dạ dày tái tràng, nhưng mà có cái ICI thì ICI là đầu tiên là chúng ta nghiên cứu đây, tức là bổ sung thêm đấy. Thế còn nó mang tính chất là để nghiên cứu để khẳng định một lần nữa là các cái yếu tố độc lực nó có liên quan vấn đề ung thư dạ dày, như vừa rồi của em nói ví dụ như các ca khi dương tính so với cái người mà không mang đấy. Rồi là ICE đấy các thứ đấy. Thì đấy là cái đó là để nó mang ý nghĩa khoa học và nó để khẳng định là những cái người mà cái nguy cơ quay ngược lại là vấn đề sau này là nhiễm Helicobacter pylori là ta phải diệt trừ. Nhật Bản thì đúng như là tiến sĩ Trang đã nói thì nó bây giờ nó cứ kiểm tra cái là bây giờ nó có sàng lọc. Trên báo cáo của Thu Hồ là hiện nay cái tần suất mắc ung thư dạ dày nó giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hiện nay Nhật Bản nó cứ thực hiện chương trình là sàng lọc. Nó cứ sàng lọc là cứ độ khoảng đến 50 tuổi trở đi là nó cứ 2 năm một lần nó phải đi soi rồi. Anh không có nó ngay. Thế còn tiêu diệt HP và hai chính phủ Nhật thì nó và hai nữa nó có một cái điều đặc biệt thế này. Muốn đến đấy là muốn nhưng mà nó có thế này. Tuy làm xét nghiệm xong rồi nhưng bệnh nhân phải đi soi dạ dày. Sau đó là làm test sinh tiết mà đến dương tính HP thì bắt đầu nó mới được cấp thuốc cho. Đấy thì vẫn có thế. Thế thì như vậy thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Trần Việt Hùng.
Như vậy thì bây giờ thì chúng ta đã hết cái phiên thứ nhất. Một lần nữa thì cũng tôi xin trân trọng cảm ơn trước hết là đối với lại trong chiều nay 4 báo cáo viên, tức là gồm có tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, giáo sư Yamoka, tiến sĩ Trần Huyện Trang và tiến sĩ Trần Việt Hùng. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các thầy trong chủ tọa đoàn phiên của chúng ta đến đây. Thì chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta vào tiếp phiên thứ hai luôn. Bây giờ phiên thứ hai thì chúng tôi xin trân trọng gồm có phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồ, tiến sĩ Phan Quốc Hoàn, phó giáo sư tiến sĩ Quan Hoàn, tiến sĩ Trần Thiều Hoàn Trang và phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Khiên. Để mời người vào đây đã. Vâng, thì còn cô Hà. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời cô đến, mời cô Hồ là sẽ bắt đầu là điều khiển cái phiên thứ hai. Vâng, chúng ta sẽ như thế là phiên thứ hai là sẽ kết thúc hội nghị. Vì vậy cho nên là về giờ giấc là bây giờ là chúng ta rất đúng giờ. Và trước tiên thì tôi xin mời cái báo cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Nhã Đoan về hiệu quả tiệt trừ HP tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Xin kính mời. Trực tuyến phải ạ. Xin mời bác sĩ Đoan trình bày ạ. Dạ, em kính chào các thầy cô. Các thầy cô có xem rõ được cái slide mà em chiếu chưa ạ? Có, nhìn rõ rồi. Dạ vâng, em xin giới thiệu em là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã Đoan thuộc Bộ Môn Nội Tổng quát Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam đã tạo điều kiện để em có thể chia sẻ về đề tài hiệu quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori tại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tức là từ năm 2011 đến năm 2021. Về phần trình bày của em sẽ gồm 4 nội dung chính. Như chúng ta đều biết là trong cái giai đoạn 40 năm, gần 40 năm tính từ năm 1983, với việc phát hiện ra vi khuẩn Helicobacter pylori, thì đã có rất là nhiều nghiên cứu đánh giá về tác động của vi khuẩn này lên trên niêm mạc dạ dày. Và chỉ với 10 năm sau, vào năm 1994, thì tổ chức chuyên nghiên cứu về ung thư trên thế giới đã nhận định Helicobacter pylori là một tác nhân gây ung thư nhóm 1, vì vậy cần đặt ra vấn đề về điều trị. Và vào năm 1996 thì chúng ta có hội nghị đồng thuận về điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori đầu tiên tại châu Âu. Tại Việt Nam thì vào đầu những năm 2000 là chúng ta đã bắt đầu có những cái dữ liệu báo cáo về hiệu quả điều trị cũng như là tình hình đề kháng kháng sinh. Và giai đoạn đầu 10 năm đầu từ năm 2000 đến năm 2011, hầu hết các phác đồ điều trị tại Việt Nam tập trung vào các phác đồ bộ ba chuẩn với clarithromycin và metronidazole. Tuy nhiên với thời gian điều trị kéo dài như vậy thì hai kháng sinh này có tình trạng là đề kháng kháng sinh. Chính vì vậy nhằm bắt kịp với những cái thay đổi về tình hình đề kháng mà năm 2012, Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam đã đưa ra đồng thuận về điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori tại Việt Nam. Và từ sau năm 2012 cho đến nay, tức là khoảng gần 10 năm, thì đây là một giai đoạn mà tại Việt Nam có rất là nhiều các nghiên cứu đánh giá về các phác đồ điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori với một cái sự đa dạng và cập nhật với cái tình hình trên thế giới. Thì từ sau năm 2012 thì trên thế giới cũng có rất là nhiều các hướng dẫn điều trị cũng như các đồng thuận, như là đồng thuận của các khu vực châu Âu vào năm 2016, đồng thuận BASIC 5, như đồng thuận của Hội Tiêu hóa Mỹ năm 2017, đồng thuận của các quốc gia khu vực Đông Nam Á năm 2018 và trong năm 2021, chúng ta cũng có hai bản hướng dẫn điều trị của Mỹ cập nhật cho những trường hợp Helicobacter pylori kháng thuốc và của Tổ chức Tiêu hóa Thế giới mà chúng ta đã nghe trong cái chuyên đầu hội nghị. Và năm 2021 chúng ta cũng có những cái buổi nhóm họp của đồng thuận Maastricht 6 và có lẽ trong vòng vài tháng tới chúng ta sẽ có ấn bản của Maastricht 6. Có lẽ chúng ta cũng khá quen thuộc với các phác đồ điều trị Helicobacter pylori, nhưng nếu chúng ta có thời gian nhìn lại cái lịch sử các phác đồ này được đưa vào khuyến cáo và hiện tại vai trò của các phác đồ này thì chúng ta sẽ thấy có những cái sự thay đổi khá là lớn. Và hầu hết các khuyến cáo, các đồng thuận đều khuyên chúng ta nên chọn lựa những cái phác đồ điều trị mà có hiệu quả điều trị tiệt trừ ở mức chấp nhận được,
tức là cái hiệu quả điều trị tiệt trừ nó phải trên 85% theo đề cương nghiên cứu, còn nếu tốt hơn nữa là trên 90% hoặc rất tốt là trên 95%. Đây là một thách thức, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta xem lại cái lịch sử về cái về tỷ lệ đề kháng nguyên phát của kháng sinh đó. Thì năm 2001, Phó Giáo sư Phan Quốc Hoàng nhận thấy là chỉ có metronidazole là có tình trạng đề kháng thôi. Tuy nhiên đến năm 2015, trong báo cáo của tác giả Hồ Đăng Quý Dũng thì hầu hết các kháng sinh đều có tình trạng đề kháng, và cao nhất đó là kháng với metronidazole và clarithromycin. Chính vì vậy mà các phác đồ chứa clarithromycin và metronidazole như phác đồ bộ 3, chuẩn, phác đồ nối tiếp, phác đồ đồng thời hay phác đồ online ngày nay thì ít được khuyến cáo bởi các khuyến cáo trên thế giới như ở khuyến cáo của châu Âu, của Mỹ hay là của Canada, và chỉ được nhắc đến trong các quốc gia mà có tỷ lệ đề kháng với hai cái kháng sinh này dưới 15%. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn đầu từ năm 2000 đến năm 2011, hiệu quả của các phác đồ bộ ba chuẩn với clarithromycin nó vẫn còn cao, có những nghiên cứu đạt lên trên tới 90%. Tuy nhiên trong giai đoạn 10 năm trở lại đây thì hiệu quả của phác đồ bộ ba chuẩn nó chỉ còn dao động từ 35% đến 70%. Chính vì vậy mà Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam đã nhận thấy điều này. Vì vậy trong khuyến cáo thứ 25 dành cho phác đồ điều trị đầu tay thì hội cũng đã nhận định là phác đồ điều trị tiệt trừ với bộ ba chuẩn ngày càng kém hiệu quả. Vì vậy chúng ta nên áp dụng các phác đồ liên tiếp hoặc phác đồ 4 thuốc không bismuth, hay còn gọi là phác đồ đồng thời, hoặc là phác đồ 4 thuốc có bismuth. Bàn về những cái phác đồ mà nhằm cải thiện cái hiệu quả điều trị tiệt trừ của hai kháng sinh là clarithromycin và metronidazole nhằm vượt qua cái đề kháng của nó, thì chúng ta biết là phác đồ nối tiếp là một phác đồ có một cái lịch sử nghiên cứu khá lâu. Vì vậy mà phác đồ nối tiếp được áp dụng vào trong Việt Nam vào những năm đầu, từ năm 2011 cho đến năm 2013. Thì tại cái thời điểm đó thì hiệu quả của phác đồ nối tiếp nó còn đạt được ở mức chấp nhận được là trên 85%. Còn đối với phác đồ đồng thời thì được đưa vào trong các khuyến cáo gần đây hơn. Vì vậy cho nên là các nghiên cứu cho dành cho phác đồ đồng thời cũng tập trung vào giai đoạn 5 năm gần đây. Và hiệu quả chúng ta thấy là có giảm dần theo thời gian. Từ 88% giảm còn 81%. Phác đồ online thì năm 2018, trong tạp chí của Khoa học Tiêu hóa Việt Nam có đăng một nghiên cứu của giáo sư Hoàng Trọng Thản ghi nhận là hiệu quả của phác đồ này đạt trên 90%. Như vậy, đối với ba cái phác đồ mà chúng ta thấy rằng là nó có hai cái kháng sinh mà tỷ lệ đề kháng khá cao như vậy mà hiệu quả các phác đồ online, phác đồ nối tiếp hay phác đồ đồng thời vẫn còn dao động ở mức chấp nhận được là từ 85 đến 90%. Đây là một cái số liệu cũng rất là khích lệ. Đối với những địa phương hoặc những cái khu vực mà hiệu quả của các phác đồ như phác đồ online, phác đồ nối tiếp, phác đồ đồng thời thấp thì chúng ta có thể áp dụng phác đồ 4 thuốc. Thì phác đồ 4 thuốc được nghiên cứu khá nhiều trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, và dù là chúng ta điều trị lần 1, lần 2 hay là lần 3 thì hiệu quả của phác đồ 4 thuốc có bismuth nó đều cao, đạt trên 90%, hoặc là có những nghiên cứu đạt được ở mức rất là tốt trên 95%. Thì trong các phác đồ 4 thuốc có bismuth thì tetracycline là một cái kháng sinh khá là quan trọng, bởi vì cái tỷ lệ đề kháng của tetracycline tại Việt Nam khá thấp. Tuy nhiên, tại Mỹ thì trong một cái giai đoạn người ta không có cái tetracycline và họ phải dùng cái doxycycline để thay thế. Thì vì cái điều kiện đặc thù như vậy cho nên là người ta có những cái nghiên cứu hồi cứu đánh giá cái sự so sánh giữa hiệu quả của phác đồ 4 thuốc với tetra và doxycycline, thì rõ ràng nhận thấy là hiệu quả của phác đồ 4 thuốc sử dụng tetracycline nó cao hơn hẳn so với cái việc mà sử dụng doxycycline. Vì vậy chúng ta không nên thay thế tetracycline bằng doxycycline. Ở Việt Nam chúng ta không có các nghiên cứu đánh giá về cái việc thay thế của doxycycline. Tuy nhiên trong điều kiện thực hành lâm sàng hàng ngày thì có một số bác sĩ vẫn áp dụng cách là thay thế này. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng nên xem những cái nghiên cứu trên thế giới để chúng ta thấy rằng là phác đồ 4 thuốc với tetracycline vẫn tỏ ra cái hiệu quả cao. Tuy nhiên một số nơi trên thế giới thì cũng không có tetracycline, hoặc một số bệnh nhân khác cũng không có dung nạp với tetracycline. Vì vậy một số nơi trên thế giới người ta thay thế cái tetracycline thành amoxicilline, và phác đồ này được gọi là phác đồ 4 thuốc cải tiến. Thì thật ra phác đồ 4 thuốc cải tiến đã được đề nghị thay thế cho phác đồ 4 thuốc kinh điển khi không có tetra trong đồng thuận Maastricht 5. Tuy nhiên cái đề nghị này nó vẫn còn khiêm tốn. Và từ năm 2018 thì trong đồng thuận của các quốc gia khu vực Đông Nam Á thì phác đồ 4 thuốc cải tiến đã được đề nghị là phác đồ đầu tay. Thì tại Việt Nam, Phó Giáo sư Trần Văn Huy vào năm 2019 có thực hiện một nghiên cứu so sánh giữa hiệu quả giữa hai phác đồ là phác đồ 4 thuốc với Amox và phác đồ 4 thuốc với tetra, thì nhận thấy rằng là hiệu quả của hai phác đồ này nó tương đương và hiệu quả này đạt trên 90%. Điều này cho chúng ta một cái hy vọng rằng
có lẽ là phác đồ 4 thuốc cải tiến có thể trở thành phác đồ đầu tay tại Việt Nam trong tương lai. Nếu chúng ta thất bại với phác đồ đầu tay và đặc biệt là thất bại với phác đồ 4 thuốc có bismuth thì hầu hết các khuyến cáo trên thế giới và đặc biệt là khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Mỹ đưa ra vào năm 2021 khuyên chúng ta là chúng ta nên đánh giá cái dị ứng của penicillin, bởi vì hầu hết những phác đồ trở về sau đều là những phác đồ mà chúng ta phải kết hợp với Amox, là một kháng sinh mà ít có tình trạng đề kháng. Thì và cái bước tiếp theo là chúng ta phải đánh giá cái tiền sử sử dụng levofloxacin. Nếu mà bệnh nhân chưa từng sử dụng levofloxacin hoặc là ở những cái khu vực mà cái tỷ lệ đề kháng với levofloxacin còn thấp thì chúng ta lúc đó chúng ta có thể phối hợp tạo thành phác đồ bộ 3 với levofloxacin. Còn trong những trường hợp mà bệnh nhân đã sử dụng levofloxacin mà chúng ta nghi ngờ rằng là cái khả năng đề kháng cao thì lúc đó chúng ta có thể kết hợp với bismuth để tạo thành phác đồ bộ 3 levofloxacin kết hợp bismuth. Còn trường hợp mà bệnh nhân bị dị ứng với amoxicillin thì lúc đó chúng ta có thể thay thế cái amox thành tetra hoặc là metro. Và bằng về phác đồ bộ 3 với levofloxacin tại Việt Nam thì đây là một cái phác đồ được nghiên cứu khá nhiều trong giai đoạn 10 năm trở lại đây. Và với vai trò là cái phác đồ điều trị lần 2 hoặc lần 3 thì vì cái đề kháng của levofloxacin cũng tăng dần theo thời gian với cái báo cáo là khoảng từ 20-40%, cho nên hiệu quả của phác đồ bộ 3 với levofloxacin hiện nay chỉ đạt khoảng từ 60-85%. Chính vì vậy mà một số tác giả áp dụng cách là kết hợp bismuth vào trong phác đồ bộ 3 thì rõ ràng là cái hiệu quả nó được nâng lên hẳn là trên 90% dù là mình áp dụng điều trị lần 1 hay lần 2. Một số tác giả khác thì thực hiện cái cách tương tự với lại clarithromycin, đó là áp dụng phác đồ nối tiếp với levo và phác đồ đồng thời với levofloxacin. Sự khác biệt giữa cái phác đồ nối tiếp và phác đồ đồng thời đó là cái thời gian sử dụng metronidazole. Và chúng ta biết metronidazole là một kháng sinh mặc dù là có tỷ lệ đề kháng cao, nhưng nếu chúng ta kéo dài thời gian và chúng ta sử dụng nó với một cái liều đủ cao thì có thể vượt qua được tình trạng đề kháng. Chính vì vậy mà trong 3 nghiên cứu thực hiện tại miền Trung từ năm 2016 cho đến năm 2019 thì tác giả Nguyễn Thị Thanh Vân đã ghi nhận là hiệu quả của phác đồ đồng thời với levofloxacin nó cao hơn hẳn so với hiệu quả của phác đồ nối tiếp. Chính vì vậy điều này cho chúng ta một cái kỳ vọng là chúng ta có thể sử dụng phác đồ đồng thời với levofloxacin và phác đồ bộ 3 với levofloxacin kết hợp bismuth trở thành phác đồ điều trị lần 2 trong những trường hợp mà bệnh nhân chúng ta nghi ngờ có cái tỷ lệ đề kháng với levofloxacin cao. Như vậy sau khi chúng ta thất bại với phác đồ điều trị lần 1, lần 2 với levofloxacin thì thường chúng ta sẽ cho bệnh nhân đánh giá cái đề kháng kiểu hình, còn gọi là nội soi cấy. Thì vai trò của cái việc đánh giá đề kháng kháng sinh sau khi thất bại như thế nào thì trong một cái bài review năm 2020 của tác giả Schuster có đưa ra những cái nhận định rất là thực tế. Thực tế khi chúng ta cho bệnh nhân đi soi thì chỉ có khoảng một nửa số bệnh nhân đồng ý soi, và với bệnh nhân đồng ý soi như vậy thì cũng có khoảng 2/3 những cái trường hợp bệnh nhân soi trả lời được cái kết quả là vi khuẩn mọc. Và trong những cái kết quả mà vi khuẩn mọc như vậy thì cái khả năng mà chúng ta nhận được cái kết quả là đa kháng với các thuốc như là clarithromycin, levofloxacin và metronidazole là rất cao. Và trong trường hợp bệnh nhân còn nhạy với những cái kháng sinh này đi nữa thì nó cũng lại không có sự tương quan giữa nhạy cảm trên in vitro và hiệu quả trên in vivo. Chính vì vậy, ngay cả trên bệnh nhân đã từng sử dụng clarithromycin và levofloxacin mà kết quả trả lời còn nhạy thì chúng ta liệu rằng có nên lặp lại những cái kháng sinh này hay không? Vì vậy trong báo cáo trong cái phần đề nghị của tổ chức Tiêu hóa Thế giới năm 2021 chúng ta thấy là nếu những bệnh nhân mà thất bại với phác đồ với levofloxacin thì họ sẽ có khuynh hướng là cho bệnh nhân điều trị với các phác đồ cứu vãn hơn là việc là thực hiện cái đề kháng kháng sinh hoặc là đánh giá cái đề kháng kiểu hình. Và đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta cái câu trả lời về cái liệu rằng cái việc ứng dụng kháng sinh đồ có thực sự hiệu quả trong điều trị tiệt trừ những cái trường hợp Helicobacter pylori ở những bệnh nhân đã từng thất bại hay không. Thì đây là một nghiên cứu được Phó Giáo sư Bùi Quốc Hoàng thực hiện từ năm 2016 đến năm 2017. Thì đây là một nghiên cứu trên 375 bệnh nhân đã từng thất bại điều trị dưới 3 lần, chia làm 2 nhóm, nhóm can thiệp và nhóm chứng. Thì trên nhóm can thiệp được thực hiện nội soi cấy trước trị và cái nhóm chứng là điều trị với phác đồ 4 thuốc có bismuth. Thì rõ ràng là trên những cái trường hợp mà bệnh nhân đã xác nhận là đã nhạy với clarithromycin hay là levofloxacin thì cái hiệu quả điều trị nó cũng không đạt được 100% như chúng ta kỳ vọng, hay là 85%. Và tụ chung trong nhóm can thiệp thì cái hiệu quả nó đạt thấp hơn nhiều so với cái nhóm mà chúng ta điều trị theo kinh nghiệm là phác đồ 4 thuốc có bismuth. Như vậy, việc sử dụng ứng dụng kháng sinh đồ có thể không đem lại
hiệu quả như chúng ta mong đợi. Vì vậy, liệu chăng chúng ta nên áp dụng các phác đồ cứu vãn? Thì hiện nay các phác đồ cứu vãn trên thế giới đề cập tới hai cái phác đồ chính. Phác đồ thứ nhất là phác đồ bộ 3 với rifaputin và thứ hai là phác đồ kép liều cao. Thì phác đồ bộ 3 với rifaputin mặc dù ở Mỹ đã trở thành cái phác đồ đầu tay từ sau cái nghiên cứu pha 3 eradicate HP2 của nhóm tác giả David Graham, nhưng mà cái việc áp dụng phác đồ bộ 3 với rifaputin ở nước ta thì có một cái sự cần phải có một sự cân nhắc, bởi vì nước ta là cái nơi mà có tỷ lệ lưu hành cao, lao rất là cao và chúng ta còn đối diện với tình trạng lao kháng thuốc. Chính vì vậy mà những phác đồ kép liều cao đã được nghiên cứu tại Việt Nam. Thì phác đồ kép liều cao từ năm 2000, thật ra đây là một phác đồ mà có cái thời gian nghiên cứu khoảng gần 20 năm. Tuy nhiên tại Việt Nam thì từ năm 2017 cho đến nay chúng ta đã có một số các nghiên cứu của các tác giả. Nhưng mà cái hiệu quả nó khá là dao động trong các nghiên cứu, từ 30% cho đến 90%. Vì vậy có lẽ trong tương lai chúng ta cần có thêm các nghiên cứu để đánh giá hiệu quả thực sự của phác đồ này. Như vậy, để kết luận về hiệu quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, em có một số cái kết luận. Thứ nhất, đối với phác đồ đầu tay, hiệu quả của phác đồ bộ 3 chuẩn với clarithromycin đạt khoảng từ 35 cho đến 70%. Các phác đồ nối tiếp, phác đồ lai và phác đồ đồng thời với clarithromycin và metronidazole, hiệu quả vẫn chấp nhận được ở mức là trên 85%. Phác đồ 4 thuốc có bismuth cho hiệu quả khá tốt với trên 90%, có một số nghiên cứu đạt trên 95%. Và trong đó phác đồ 4 thuốc cải tiến, hiệu quả cũng đạt trên 90%. Vì vậy, kỳ vọng các phác đồ này có thể được sử dụng đầu tay thường xuyên hơn trong tương lai. Đối với phác đồ lần 2, lần 3, thì phác đồ bộ 3 với levofloxacin hiện nay chỉ giảm còn 60-85%. Các phác đồ chứa levofloxacin phối hợp với bismuth cho hiệu quả cao trên 90%. Còn phác đồ nối tiếp và phác đồ đồng thời với levo, hiệu quả dao động từ 80-90%. Và phác đồ cứu vãn bao gồm là phác đồ kép liều cao có hiệu quả dao động trong các nghiên cứu là từ 30-90%. Vì vậy, chúng ta cần có thêm những cái nghiên cứu đánh giá về hiệu quả thực sự của phác đồ này trong tương lai. Em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô cùng quý anh chị đồng nghiệp. Rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Nhã Đoan đã cho một cái bài hệ thống và tổng hợp lại quá trình chúng ta điều trị Helicobacter pylori trong nhiều năm qua. Thế mà phải nói là vấn đề điều trị kháng sinh, chúng ta biết là đã có rất nhiều cái phác đồ khác nhau. Và chắc là kinh nghiệm lâm sàng thì có rất nhiều tác giả và những cái nghiên cứu rất là khác nhau. Thế tôi xin hỏi là các bạn có ai hỏi gì về cái tổng kết cũng như là cái hệ thống lại của bác sĩ Nhã Đoan về các cái quá trình điều trị cũng như những cái đề nghị khuyến cáo hiện nay? Có ai hỏi không ạ? Nếu thế tôi xin bàn luận thôi. Trong cái quá trình điều trị H. pylori á, thì phải nói từ lịch sử ở Việt Nam, từ thế kỷ thứ 70-80 của thế kỷ trước, lúc đó nội soi cũng chưa phát triển, thuốc cũng không nhiều như bây giờ. Và cái bài viết và giảng dạy của giáo sư Đặng Văn Trung á, và bản thân chúng tôi cũng đã dùng bismuth để điều trị viêm loét dạ dày và hành tá tràng, đặc biệt đối với hành tá tràng. Và trong những cái thời điểm đó thì điều trị về lâm sàng thôi cũng thấy bệnh nhân có hiệu quả. Nhưng lúc đó thì chúng tôi điều trị bằng các cái muối bismuth vô cơ. Và cho đến thập niên cuối năm 1980 thì lúc đó ở châu Âu người ta phát hiện ra có cái hội chứng não bismuth. Tức là lúc đó chúng tôi dùng các cái thuốc
bismuth nhưng mà là loại vô cơ và dùng liều rất cao. Cho nên và cái đó cũng là điều trị trên thế giới và người ta đều thấy xuất hiện hội chứng não bismuth và từ đó người ta tẩy chay không dùng bismuth nữa. Và cho đến khi phát hiện ra HP thì lúc đó lại có những cái nghiên cứu về giá trị của bismuth, thì thời gian không có, tôi không xin nói kỹ về cái này. Nhưng từ cái sản xuất của các nhà dược học, từ bismuth vô cơ, bây giờ chúng ta dùng là bismuth hữu cơ. Tức là trước đây thì chúng tôi dùng sút nitrat bismuth, tức là vô cơ hoàn toàn. Thế và đến bây giờ thì vì có HP và rất nhiều các nghiên cứu, người ta đã khẳng định tới cái vai trò của bismuth trong điều trị HP trong những năm gần đây. Và chính vì vậy cho nên như là bác sĩ Đoan nêu là đến cái ứng dụng bismuth trong điều trị phác đồ 3 thuốc, phác đồ 4 thuốc và đặc biệt bây giờ thì có lẽ cái ý mà phác đồ 4 thuốc là đang được khuyến cáo nhiều nhất. Và thực tiễn trên lâm sàng thì tôi thấy là cái phác đồ biến thuốc, bởi vì những cái năm sau này có dịp tôi ngồi phòng khám đó, thì tôi thấy là rõ ràng là bệnh nhân có cái điều trị cái phác đồ 4 thuốc có bismuth hoặc 3 thuốc có bismuth. Nhưng có một điều về lâm sàng tôi nghĩ như thế này, phải chọn bệnh nhân theo đúng cái ý tưởng điều trị. Và chúng ta có thể dùng phác đồ đầu tiên, nhưng với 4 thuốc cũng có khi bệnh nhân kháng thuốc. Mà phác đồ 3 thuốc với bismuth cũng có kháng thuốc. Chính vì vậy, tôi mới nghĩ rằng cái tình trạng hiện nay chính là phải chọn những cái bệnh nhân điều trị thích hợp. Nhưng cái thực tế lâm sàng là chúng ta có rất nhiều khó khăn bởi vì thời gian tiếp xúc với người bệnh quá ít. Để bao giờ cũng phải hỏi lại người ta đã dùng kháng sinh trước đó như thế nào và chọn các kháng sinh cho thích hợp. Thế cái thứ hai là tôi nghĩ rằng cái điều trị thì phải dùng phác đồ đầu tiên theo những cái khuyến cáo theo bác sĩ Nhã Đoan đã nói. Nhưng bao giờ thầy thuốc cũng phải xem, chọn, không bao giờ được lặp lại với sự thất bại của phác đồ thứ nhất đã điều trị. Và phác đồ thứ hai lúc đó là phải khác phác đồ thứ nhất. Cho nên cái chọn để dùng phác đồ thứ hai hoặc phác đồ thứ ba lần lượt cho người bệnh. Nhưng thực tế trong lâm sàng tôi đã thấy cũng có những bệnh nhân vẫn kháng thuốc. Và chính vì vậy, cái thực tiễn trên lâm sàng đó, nhiều khi mình phải giải thích với bệnh nhân kèm theo chế độ ăn, kèm theo tăng sức đề kháng, kèm theo những thuốc ức chế virus. Mà ở Nhật Bản, chắc là sáng nay chúng ta cũng đã có nghe báo cáo của anh Sa nghiên cứu ở Nhật Bản. Rồi anh Sa cũng đã sang Việt Nam nhiều lần để báo cáo những cái thuốc ức chế virus, chứ không phải là diệt virus. Thế thì cái báo cáo của bác sĩ hôm nay á, tôi thấy là một cái hệ thống lại rất hay. Và có lẽ tôi chỉ xin tham luận là các bác sĩ về lâm sàng phải hiểu bệnh nhân, biết bệnh nhân và không bao giờ được điều trị lặp lại phác đồ đã thất bại. Bởi vì cái khó khăn của các bác sĩ chúng ta hiện nay là tiếp xúc và hiểu bệnh nhân hơi ít. Và chính vì vậy, cho nên là không giải thích cho người bệnh. Người bệnh đi khám không bao giờ đưa phác đồ trước
đã điều trị là gì. Cho nên là một cái khó khăn rất là tốt, rất là không tốt cho bác sĩ. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng có lẽ là các bác sĩ phải bao giờ cũng phải tìm hiểu và giải thích cho bệnh nhân với điều trị các phác đồ để diệt HP thì bao giờ cũng phải giữ lại cái phác đồ đó. Thế và gần đây thì có những cái nghiên cứu, chắc là sau tiếp theo thì sẽ nói về cái nghiên cứu xem là những cái thuốc trước đây ta nói kháng và đến bây giờ nó sẽ như thế nào. Bởi vì qua thời gian, qua điều kiện sống, qua tất cả mọi cái nó cũng có những cái thay đổi. Thế và không biết là các bạn đồng nghiệp có ai hỏi gì nữa không? Thế còn nếu không thì là phải nói đây đây cũng là một cái báo cáo rất là hay và cũng để cho tất cả các bạn đồng nghiệp chúng ta tham khảo. Và tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời bác sĩ Nguyễn Thị Chi ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ báo cáo về tình hình kháng kháng sinh của Helicobacter pylori tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ năm 2018 đến 2020. Xin kính mời. Dạ thưa, kính thưa các thầy cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp ạ. Sau đây em xin thay mặt nhóm nghiên cứu xin trình bày về tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn Helicobacter pylori giai đoạn 2018-2020 nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ạ. Helicobacter pylori là vi khuẩn gây bệnh phổ biến ở người. Vi khuẩn có tỷ lệ mắc ở các nước phát triển là 50% và tại các nước đang phát triển tỷ lệ này là 70%. Và Việt Nam đã ghi nhận tỷ lệ mắc Helicobacter pylori là 75,2%. Vi khuẩn HP có liên quan chặt chẽ với viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày hình tá tràng, u lympho và ung thư dạ dày. Theo như đồng thuận Matrix 5, Toronto và Houston căn cứ vào đã nhấn mạnh rằng cái Helicobacter pylori có vai trò quan trọng trong ung thư dạ dày và nhấn mạnh điều trị Helicobacter pylori phải căn cứ vào tình hình kháng kháng sinh theo khu vực ạ. Tình hình kháng kháng sinh của Helicobacter pylori ở trên thế giới thay đổi theo thời gian, tăng dần và khác nhau giữa các khu vực. Được ghi nhận rằng tỷ lệ kháng kháng sinh của metronidazole là cao, xấp xỉ khoảng 50%, sau đó là kháng kháng sinh đối với levofloxacin và clarithromycin. Trong đó amoxicillin và tetracycline tỷ lệ kháng kháng sinh còn tương đối thấp. Tình hình kháng kháng sinh tại Việt Nam thì cho thấy rằng cũng khác biệt so với trên thế giới và có sự khác biệt giữa các vùng miền tăng dần theo thời gian. Trong đó nhấn mạnh rằng kháng kháng sinh đối với clarithromycin của tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ nghiên cứu năm 2018, tỷ lệ kháng kháng sinh clarithromycin là 72,5%. Sau đó là levofloxacin kháng kháng sinh là 40,3%. Và kháng kháng sinh với amoxicillin được tác giả Trần Thanh Bình ghi nhận năm 2013 chiếm tỷ lệ gần 70%. Trong đó kháng kháng sinh đối với tetracycline và metronidazole hiện tại ít được nghiên cứu. Theo ghi nhận đối với tác giả Trần Thanh Bình, tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn HP với tetracycline là 5,8% và metronidazole theo tác giả Nguyễn Thị Út ghi nhận là kháng 29,2%. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn HP tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với mong muốn có những nghiên cứu bước đầu đánh giá về tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn H. pylori tại miền Bắc. Chúng tôi lựa chọn vào nghiên cứu này những bệnh nhân được chẩn đoán là viêm dạ dày, loét dạ dày hình tá tràng có nhiễm vi khuẩn H. pylori, độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, đã từng điều trị thất bại với một hoặc hai phác đồ điều trị HP trước đó. Và bệnh nhân phải được ngừng kháng sinh bismuth ít nhất 4 tuần và ngừng PPI anti-H2 2 tuần trước khi điều trị. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Loại trừ khỏi nghiên cứu, chúng tôi loại trừ ra những bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt đoạn dạ dày trước đây và có chống chỉnh điện, chống chỉ định với sinh thiết dạ dày. Có hai phương pháp đánh giá tình trạng kháng kháng sinh của HP là đánh giá tình trạng kháng kháng sinh kiểu hình và kháng kháng sinh kiểu gen. Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành theo phương pháp đánh giá kháng kháng sinh kiểu hình, nuôi cấy vi khuẩn HP và đánh giá tình trạng kháng kháng sinh theo e-test. Đầu tiên, chúng tôi xác định sự có mặt của vi khuẩn HP dựa trên test thở C13.
Sau đó, bệnh nhân được nội soi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và lấy mẫu sinh thiết qua nội soi 6 mảnh, trong đó 3 mảnh ở thân vị và 3 mảnh ở hang vị theo khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Mỹ. Bệnh phẩm sau khi thu thập được sẽ đưa vào lọ chứa bệnh phẩm và đưa đến khoa vi sinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiến hành nuôi cấy. Kết quả dương tính được ghi nhận khi có sự xuất hiện của khuẩn lạc dạng chữ S dương tính với urea, catala và oxida và âm tính nếu sau 7 ngày không thấy mọc vi khuẩn. Chúng tôi đánh giá sự kháng kháng sinh bằng chúng tôi đánh giá tình trạng nồng độ ức chế tối thiểu bằng phương pháp ESTET và phiên giải kết quả theo hướng dẫn của EOCAS 2019. Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi thu thập được 421 mẫu bệnh phẩm, trong đó tỷ lệ nữ là 71,3% và tỷ lệ nam là 28,7%. Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 40,9. Trong 421 mẫu bệnh phẩm được ghi nhận được đưa vào nghiên cứu thì trong đó 71,7% mọc vi khuẩn, mẫu bệnh phẩm có ghi nhận là mọc vi khuẩn H. pylori và 28,3% không mọc vi khuẩn. Nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ mọc vi khuẩn thì thấp hơn so với tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ 2018 là 88% và cao hơn so với tác giả Ratanakorn ở Thái Lan là 64,6%. Điều này do rằng nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện gần như ở bệnh viện tuyến cuối của miền Bắc. Những bệnh nhân được đến đây đã được điều trị với ít nhất 1 và 2 phác đồ trước đó. Còn tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ lấy cả ở nhóm bệnh nhân chưa từng điều trị trước đây và bệnh nhân đã từng điều trị. Còn đối với tác giả Ratanakorn thì lấy tác giả Ratanakorn lấy mẫu bệnh phẩm là 2 mảnh sinh thiết ở dạ dày, thế nên có thể là cái tỷ lệ mọc vi khuẩn của tác giả Ratanakorn là thấp hơn. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì hầu hết chủng vi khuẩn H. pylori nuôi cấy kháng clarithromycin, tỷ lệ này khá cao, chiếm tỷ lệ là 94%. Nghiên cứu của chúng tôi cũng khá tương đồng với tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ là tỷ lệ kháng kháng sinh xuất hiện sau khi đã từng điều trị kháng sinh là 94,3% và những bệnh nhân mà chưa từng điều trị tỷ lệ này là 66%. Nghiên cứu cụ thể về tình hình kháng clarithromycin thấy rằng tỷ lệ kháng kháng sinh là 94% trong tổng số 302 mẫu bệnh phẩm mọc vi khuẩn thì thấy rằng là cái kháng clarithromycin có cái nồng độ ức chế tối thiểu lớn hơn 256 microgram trên ml chiếm tỷ lệ là 88%. Hiện nay thì điều này có thể lý giải rằng là clarithromycin được sử dụng khá rộng rãi để điều trị viêm phổi cộng đồng hay nhiễm khuẩn hô hấp trước đó, do đó cũng có thể là gây ra cái lý do gây ra kháng clarithromycin của các chủng vi khuẩn nói chung và kháng H. pylori nói riêng. Cái nồng độ ức chế tối thiểu này ở đối với phòng thí nghiệm thì cũng liên quan mật thiết đối với tình trạng ở trên lâm sàng, cho rằng là khi mà ở đối với những trường hợp có nồng độ ức chế tối thiểu cao như thế thì đồng thuận Matrix 5 cũng nói rằng nên xác định cái nồng độ ức chế tối thiểu trước khi điều trị phác đồ 3 thuốc có clarithromycin hoặc mình lựa chọn cái phác đồ khác không chứa clarithromycin, đặc biệt là phác đồ 4 thuốc có bismuth. Nghiên cứu của chúng tôi cũng tiến hành đánh giá tình trạng kháng sinh của Helicobacter pylori với levofloxacin, tỷ lệ kháng kháng sinh của HP đối với levofloxacin là 55,3%. Nghiên cứu của chúng tôi, cái tỷ lệ kháng kháng sinh của chúng tôi cao hơn những tác giả Trung và tác giả Tinh ở Trung Quốc với tỷ lệ là 14,7 và 41,3%. Nghiên cứu này có lý giải cái sự khác biệt này có thể rằng là do nghiên cứu của chúng tôi tiến hành ở trên những bệnh nhân đã từng điều trị kháng sinh trước đó và đã từng thất bại với 1-2 phác đồ điều trị kháng sinh trước đó. Nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy rằng cái nồng độ ức chế tối thiểu ở bệnh nhân có kháng với levofloxacin là trên 32 microgram trên ml chiếm tỷ lệ 91,6%. Nghiên cứu của chúng tôi cao hơn của tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ. Nồng độ ức chế tối thiểu của tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ là 83,9%. Điều này có thể lý giải rằng cái tình trạng kháng đối với nghiên cứu của chúng tôi, những cái bệnh nhân mà được lựa chọn vào nghiên cứu thì đã từng thất bại với cả 1-2 kháng sinh, 1-2 phác đồ điều trị trước đó. Còn đối với tác giả Huệ thì đã lựa chọn vào nghiên cứu những bệnh nhân có thể là chưa từng điều trị kháng sinh trước đây. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết các chủng Helicobacter pylori nuôi cấy kháng từ 2 loại kháng sinh trở lên với tỷ lệ là 82,8%. Tỷ lệ này cao hơn của tác giả
Byung ở Hàn Quốc năm 2009 đến 2010 là 23,4%. Trong đó chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh phát hiện ra 10 bệnh nhân chưa không kháng bất cứ loại kháng sinh nào, chiếm tỷ lệ là 3,3% trong số là 421 bệnh nhân 421 mẫu bệnh phẩm được ghi nhận. Cái điều này thì vậy câu hỏi đặt ra đấy là tại sao những bệnh nhân này không hề kháng bất cứ loại kháng sinh nào nhưng tại sao lại vẫn thất bại với phác đồ điều trị trước đó? Thì khi mà khai thác lại về các tiền sử sử dụng thuốc của bệnh nhân, xem lại đơn thuốc của bệnh nhân thì chúng tôi thấy rằng có thể bệnh nhân không dùng đủ liều, không được dùng đủ thời gian, vì khi thấy các triệu chứng thuyên giảm là họ ngừng thuốc, hoặc có lúc họ lo ngại về các tác dụng phụ của thuốc cũng như chưa được tư vấn kỹ về đơn thuốc, thế nên người ta đã ngừng thuốc trước khi mà có thể đạt hiệu quả. Vì vậy, trong khi mà cái tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn tăng lên như hiện nay, thì việc mà tư vấn với các bệnh nhân về thời gian dùng thuốc, dùng đủ liều, đủ thời gian là hết sức quan trọng, và điều đó góp phần làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc. Khi phân tích về tình hình tỷ lệ kháng kháng sinh kép của amoxicillin và clarithromycin, amoxicillin và levofloxacin và amoxicillin và metronidazole, chúng tôi thấy tỷ lệ kháng kép cao nhất ở nhóm amoxicillin và clarithromycin, tỷ lệ kháng kép này là 67,5%. Tỷ lệ kháng kép hai kháng sinh này cao như vậy đã lý giải do cho cái phác đồ ba thuốc gồm amoxicillin, clarithromycin và PPI ở Việt Nam thành công chỉ độ khoảng 35-70%. Hiện nay theo khuyến cáo của Hội Tiêu hóa, không nên sử dụng phác đồ ba thuốc này trong cái việc điều trị diệt trừ H. pylori. Ngược lại, tỷ lệ kháng kép của amoxicillin và metronidazole còn khá thấp, chiếm tỷ lệ là 2,6%. Nhưng tuy nhiên ở trên lâm sàng chưa có đầy đủ các bằng chứng lâm sàng để ủng hộ tỷ lệ thành công điều trị trong diệt trừ HP đối với phác đồ ba thuốc có amoxicillin, metronidazole và PPI. Vì vậy, khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Việt Nam hiện tại chưa đưa ra phác đồ phối hợp ba thuốc đồng thời amoxicillin, metronidazole và PPI trong lựa chọn bước đầu điều trị HP. Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy rằng điểm nổi bật là tỷ lệ kháng kép của metronidazole và tetracycline trong nghiên cứu của chúng tôi là 0%. Kết quả của chúng tôi thì càng ủng hộ thêm bằng chứng thành công của phác đồ 4 thuốc có bismuth trong diệt trừ HP. Và theo khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Việt Nam và đồng thuận Magic 5, thì phác đồ 4 thuốc có bismuth được lựa chọn là phác đồ đầu tay để điều trị H. pylori. Và kết thúc bài trình bày này, em xin tóm tắt lại tình hình kháng kháng sinh của H. pylori tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong 421 mẫu bệnh phẩm được thu thập, thì có 302 mẫu bệnh phẩm mọc được vi khuẩn, chiếm tỷ lệ là 71,2%, trong đó tỷ lệ kháng kháng sinh đối với H. pylori cao nhất là đối với clarithromycin là 94% và thấp nhất là đối tetracycline là 1%. Hầu hết vi khuẩn H. pylori nuôi cấy kháng từ hai loại kháng sinh trở lên với tỷ lệ kháng hai loại kháng sinh tương ứng là 42,7%, kháng ba loại kháng sinh là 37% và kháng bốn loại kháng sinh tương ứng là 2,6%. Tỷ lệ kháng kép của amoxicillin với clarithromycin là cao nhất, chiếm tỷ lệ là 67,5% và kháng kép của tetracycline và metronidazole là thấp nhất, chiếm tỷ lệ là 0%. Bài trình bày của em xin đến đây là hết. Xin kính chúc thầy cô sức khỏe, chúc hội nghị thành công ạ. Xin cảm ơn báo cáo viên đã cho một cái micro. Xin cảm ơn báo cáo viên đã cho một cái nghiên cứu rất là thiết thực, và đặc biệt là các cái nghiên cứu kiểu kháng thuốc ở những cái phác đồ thứ nhất, phác đồ thứ hai và phác đồ thứ ba, và cũng là nghiên cứu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và đánh giá ở đây có một cái điều, tức là metronidazole bây giờ nó lại không phải kháng như những năm trước đây chúng ta đã nêu, và vì vậy sự phối hợp giữa ba kháng sinh trong đó có một bismuth là rất cần thiết. Và tác giả cũng đã nêu lên được cái tỷ lệ kháng thuốc khi phối hợp ba thuốc trong đó có bismuth. Thế còn xin có ai hỏi gì không ạ? Có ai hỏi gì không ạ? Đồng chí Quý hỏi ạ. Không ạ, thế giơ tay đi. Thế thì tôi chỉ có trước hết để xin phép cô Thu Hồ là cũng có một đôi điều gọi là comment cho đối với lại cái báo cáo này. Thật sự ra mà nói thì báo cáo cô Thu Hồ là ngày 10 tháng 10 mới được nhận được lệnh là bắt đầu tu tập bài.
Nhưng mà đến khi gửi sang bên cho đọc em nội thì thấy các bạn ấy gửi cái bài báo này, em nhận luôn. Và em cũng nhóm bên đây cũng còn có một cái trường hợp là báo cáo về tình trạng thiếu máu của cái bệnh nhân dạ dày nữa cơ. Thì đấy chỉ một ca thôi. Nhưng cái này thì em thấy nó rất là hay. Cho nên là đã đưa vào trong chương trình cái báo cáo ngày nay. Thì qua đây thì mới biết được cái bức tranh toàn cảnh về vấn đề kháng thuốc. Thế tôi muốn hỏi em thì hiện nay thì cái cơ quan mà để duy trì cho đối với lại cái vẫn hiện tại là thực hiện cái cấy khuẩn đúng không ạ? Cái cấy khuẩn vi khuẩn Cobacter thì em thực hiện cấy, ví dụ em lấy bệnh phẩm ở đâu rồi sao em bây giờ cấy thực hiện ở khoa nào? Bởi vì là chúng tôi biết được như thế để chúng tôi học, bởi vì hiện tại báo cáo là 108 hiện nay đang thực hiện rất nhiều các cái chương trình bắt đầu là cấy vi khuẩn, cấy khuẩn cho vi khuẩn Cobacter Paris. Đấy, xin mời em trả lời. Dạ em thưa thầy ạ, thì hiện tại thì cái sau khi mà thu thập được cái mẫu bệnh phẩm sinh tiết thì bệnh phẩm đã được gửi về khoa vi sinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiến hành nuôi cấy ạ. Vâng ạ, khoa vi sinh của bệnh viện ạ. Thôi, rất là cảm ơn tác giả và chúng tôi cũng hy vọng là vấn đề về kháng thuốc còn sẽ nhiều các cái nghiên cứu tiếp theo và chắc là nó cũng thay đổi theo thời gian và theo kinh nghiệm của các cái nghiên cứu tiếp theo. Thế tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Khiên ở Bệnh viện 108 sẽ lên trình bày về hiệu quả và tác dụng phụ của phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth điều trị lần đầu và lần thứ 2 tại Việt Nam. Xin kính mời. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồ, kính thưa các quý đồng nghiệp, kính thưa các bạn là các thầy các cô và các anh chị đang theo dõi các đầu cầu. Như vừa rồi thì chúng ta đã nghe như vậy là ba cái báo cáo đầu tiên, gồm có báo cáo của trước hết là của bên chỗ bác sĩ Chi, của Tiến sĩ Trần Viện Trang và đặc biệt nữa là báo cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Nhã Đoan. Thì chúng ta đã thấy được cái bức tranh toàn cảnh trong vấn đề về kháng thuốc. Chính vì thế thì cũng báo cáo có thể các cô vừa rồi thì chúng em phải thu thập các cái số liệu về nói về hiệu quả và cái tác dụng phụ của phác đồ 4 thuốc chúc Bismuth trong điều trị lần đầu và lần hai như thế nào. Đấy là cái mục tiêu của cái bài báo ngày hôm nay, thế để thu thập xem là có cụ thể ra sao. Cái slide đầu tiên thì các thầy các anh các chị đều biết rồi, Việt Nam là một quốc gia có một cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori rất là cao, chiếm trên 70%. Cái màu đục cua đỏ gạch ấy, chúng ta đã thấy Việt Nam là cái tỷ lệ rất cao. Và chính vì thế, đâm ra là tất cả những cái phác đồ mà cho những cái bệnh nhân ví dụ viêm dạ dày, loét dạ dày, loét hình tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori thì bắt buộc phải dùng phác đồ điều trị. Phác đồ có thể là dùng 2 thuốc hoặc 3 thuốc như vừa rồi là nhóm nghiên cứu bác sĩ Chi đã báo cáo. Đây là một cái chúng tôi tập hợp từ năm 2001 đến năm 2016 thì chúng ta đã thấy chúng tôi tập hợp những phác đồ điều trị lần đầu tiên primary đấy, thì cái phác đồ đầu tiên ấy thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ cộng dư tròn lại thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ kháng của đối với metronidazole rất là cao, chiếm tới gần 70%, clarithromycin là 35%, levofloxacin là gần 28% và đa kháng là chiếm tỷ lệ là 48%. Như vậy thì cái vấn đề là kháng thuốc hai cái loại đặc biệt là metronidazole trước thời điểm 2016 là như vậy. Cho nên cái đồng thuận Toronto năm 2016 ấy, thì người ta đưa ra rằng là cái vấn đề quan điểm điều trị diệt trừ HP thì chúng ta lại phải phụ thuộc vào cái mức độ kháng thuốc và hình thức kháng thuốc. Tuy nhiên ấy, thì người ta nói rằng nếu ở những khu vực mà đã có kháng thuốc rồi thì chúng ta nên sử dụng phác đồ 4 thuốc cho Bismuth kinh điển. Ví dụ như gồm có PPI, Bismuth, metronidazole và tetracycline, nhưng chúng ta phải sử dụng cái phác đồ này trong vòng 14 ngày. Vậy thì cái năm 2016 thì chúng ta đã biết là có hai cái đồng thuận rất là lớn đồng hành cùng với nhau, đó là đồng thuận Toronto và đồng thuận Madrid. Điểm chung của hai cái đồng thuận này thì đều khuyến cáo rằng khi những bệnh nhân mà có tỷ lệ kháng clarithromycin trên 15% thì chúng ta phải sử dụng phác đồ Bismuth, tức là gồm có PPI cộng Bismuth cộng với lại hai loại kháng sinh.
Và chúng ta đã biết hiện nay thì trên thị trường cái bismuth đã ra được vào Việt Nam rất là lâu rồi. Và chúng ta đã biết thì trên thị trường có rất là nhiều loại. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy hiện nay có hai cái loại mà hay được sử dụng. Cái Trimo thì cô Tô Hồ với các đồng nghiệp ở đây, cái thầy Thắng, rồi cô Quý, cô Hòa Bình đều biết này. Cái Trimo của công ty Rattacode đã vào Việt Nam rất nhiều rồi. Một thời gian trước thì chúng ta chưa sử dụng nhiều, nhưng bây giờ chúng ta đã sử dụng. Rồi trong miền Nam thì chúng ta thấy cái sản phẩm Ducat cũng là một cái sản phẩm của bismuth, cũng được hay sử dụng trong các nghiên cứu mà vừa rồi các đồng nghiệp đã báo cáo với chúng ta. Vậy thì tại sao bây giờ người ta lại quay lại sử dụng cái bismuth cho những cái bệnh nhân mà đã có kháng carotamid, được kháng các cái loại thuốc ví dụ carotamycin hoặc là flagin? Thì chúng ta đã biết là đối với bismuth được sử dụng đầu tiên cho đối với quan điểm dạ dày vào năm 1992 và sau đó phát triển kết hợp cùng với PPI. Và đến năm 1997, theo cái đồng thuận Matrix ấy, thì người ta đã thấy rằng là khuyến cáo là sử dụng phác đồ này cho những bệnh nhân thất bại với phác đồ ba thuốc hoặc là cho những bệnh nhân mà có dị ứng với penicillin. Vậy thì bismuth nó có tác động như thế nào? Một là thứ nhất nó tạo thành một cái phức hợp trên thành tế bào và bào tương. Và đặc biệt chúng ta đã biết con vi khuẩn hoạt động được là nó phụ thuộc vào các cái enzyme, trong đó ví dụ urease hoặc catalase, lipase là những cái enzyme rất quan trọng để giúp cho con vi khuẩn được sống sót. Vậy thì bismuth nó vào thì nó ức chế đối với các enzyme này. Cái vấn đề thứ hai nó là nó làm ức chế giảm cái khả năng bám dính của vi khuẩn Helicobacter pylori trên thành tế bào. Thì chúng ta đã biết là vi khuẩn nó sống được thì nó phải bám thật chặt và nó gây ra tổn thương. Vậy thì bismuth nó sẽ tác dụng là làm giảm. Cái thứ ba nó làm kích thích cái tạo nhầy và đồng thời mycoplasma để chuyển thành cái môi trường kiềm để giúp cho con vi khuẩn nó không còn khả năng sống sót. Và hiện nay thì chúng ta đã biết những phác đồ kinh điển tôi mới đề đây gồm có PPI cộng bismuth cộng với hai cái loại kháng sinh màu tím đây, metronidazole và tetanidazole, đây là kinh điển. Tuy nhiên thì nó có một cái phác đồ gọi là bismuth modify, tức là cải biên đi, thì người ta có thể áp dụng ví dụ metronidazole cộng amoxicillin hoặc là amoxicillin nevofloxacin, thì cái này là tùy theo từng quan điểm. Và đây nó được gọi là phác đồ bismuth modify hay còn gọi là cải biên. Vậy thì muốn đánh giá một phác đồ điều trị như thế nào thì như vừa rồi tiến sĩ bác sĩ Nga Đoan cũng đã trình bày là chúng ta khi sử dụng phác đồ điều trị thì chúng ta phải đánh giá theo cái thang điểm ITT và per protocol, thì nó chia thành các mức độ. Ví dụ như mức A là rất tốt, mức B là tốt, mức B là chấp nhận, C là chấp nhận, còn mức D và mức F là không được chấp nhận. Và hai cái thang điểm này đã được hai cái tác giả rất là quan trọng đưa ra, đó là giáo sư David Graham và giáo sư Yamaoka mà chúng ta đã nghe trong cái phiên lần trước. Vậy thì hiệu quả của phác đồ bốn thuốc lần đầu như thế nào? Để chúng tôi xin thống kê như sau. Tổng cộng của chúng ta, chúng tôi đến thống kê đến năm khi mà chúng tôi báo cáo đến giờ phút này đấy, vào năm 2021 thì có tổng cộng là 6 nghiên cứu sử dụng thuốc lần đầu. Cũng báo cáo với đồng nghiệp là vừa rồi tại sao là bác sĩ Nhã Đoan lại đưa được một số các cái phác đồ cũng sử dụng bismuth, nhưng mà tôi vẫn hỏi trong miền Nam thì tất cả những cái này báo cáo của tôi là đều nằm trong các luận án của đối với cao học, cho nên chưa đăng tải trong các tạp chí, chúng tôi không tìm được. Nhưng mà trong đấy thì người ta lấy những cái luận án thạc sĩ hoặc kể cả chuyên khoa 2 mới đưa vào số liệu như thế. Còn đây đến giờ phút này mà đăng trong các tạp chí trong nước cũng như quốc tế thì có 6 nghiên cứu từ năm 2016 đến 2020 với tổng số là 1.089 bệnh nhân. Trong đó thì có 2 cái nghiên cứu ở Hà Nội với là 539 bệnh nhân, 1 nghiên cứu tại Huế và 3 cái nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đây là những cái nghiên cứu của các tác giả khác nhau, ví dụ như Bùi Chí Nam, Đặng Ngọc Quý Huệ, Nguyễn Thị Nha Đoan, Trần Thị Khánh Tường và Khúc Thu Trang, với cái số năm và cái số N nghiên cứu cũng như tuổi trung bình và các cái đối tượng nghiên cứu. Vậy thì kết quả nghiên đây là những phác đồ cụ thể chúng ta đã ứng dụng trong bệnh nhân này, gồm PPI cộng bismuth và cộng với lại hai loại kháng sinh. PPI thì có thể sử dụng nhiều loại khác nhau, ví dụ pantoprazole, isoprazole và rabeprazole. Vậy thì kết quả nghiên cứu này đã cho thế nào? Chúng tôi tập hợp lại thì có tổng cộng là 1.089 bệnh nhân. Và cộng dồn lại thì chúng ta thấy cái tỷ lệ diệt trừ HP theo ITT là bằng 86,6%. Và đối với per protocol thì đạt là 93,2%. Như vậy nếu quay lại cái thang điểm mốc mà của David Graham và Yamaoka chia đấy, thì chúng ta đã thấy với mức per protocol mà từ 90 đến 94 thì được gọi là mức tốt. Và trong kết quả nghiên cứu này thì chúng ta đã thấy là bằng 93,2. Như vậy thì với 6 cái nghiên cứu đầu tiên được đăng cố để chúng ta đã thấy là phác đồ đầu tiên cho những cái bệnh nhân này sử dụng bismuth thì chúng ta đã thấy có hiệu quả, được xếp ở mức tốt. Đấy, như vậy là như thế. Và vậy thì những cái tuy nhiên thì chúng ta thấy cái tác dụng phụ thế nào? Thì cái tỷ lệ tác dụng phụ trong 6 nghiên cứu này
là bằng 611 trên 912, chiếm gần 67%. Các tác dụng phụ bao gồm ví dụ mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, khó ngủ, chóng mặt và táo bón. Tuy nhiên thì nó không có một cái tác dụng phụ nào nghiêm trọng và nó có kéo dài trong khoảng 4 đến 6 ngày. Sau đó bệnh nhân tự điều chỉnh và hết. Vậy thì kết quả nghiên cứu trên thế giới về phác đồ BCG thế nào? Thì có thể nói là có thể hiện tại chúng ta có rất nhiều các cái nghiên cứu ở trên thế giới thông báo. Tuy nhiên thì chúng tôi lấy một cái nghiên cứu gần đây nhất, một cái quốc gia láng giềng của chúng ta, đó là Trung Quốc. Tại sao như vậy? Thì đây là một cái nghiên cứu tổng hợp do giáo sư David Graham, một cái người rất là nổi tiếng trên thế giới, tập hợp cái nghiên cứu từ năm 2009-2016. Thì kết quả nghiên cứu đã cho thấy với những cái loại PPI khác nhau và với BCG khác nhau kết hợp với lại các loại kháng sinh khác nhau thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ diệt trừ Helicobacter pylori nó đạt ở mức tốt, trừ cái nghiên cứu đầu tiên chỉ có 85,4% thôi, còn lại tất cả đều xấp xỉ trên 90%. Như vậy thì ở Trung Quốc, một quốc gia có tỷ lệ mà kháng thuốc rất nhiều, khi chúng ta sử dụng cái phác đồ đầu tiên đầu tay như thế này lần đầu tiên thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ diệt trừ Helicobacter pylori đều đạt ở mức tốt. Và đến năm 2020 gần đây nhất thì người ta còn một cái tập hợp nữa, thì trong cái nghiên cứu này được thực hiện ở 27 nước tại châu Âu với cái số lượng là 1.141 bệnh nhân, mà những bệnh nhân này chưa từng được điều trị, thì trong đó người ta sử dụng bismuth cộng PPI. Và trong các loại PPI này thì người ta có sử dụng các loại như sau, gồm isomerazone là chiếm 57%, omeprazole 18%, rabeprazole 14% và pantoprazole 11%, kết hợp sử dụng hai cái loại kháng sinh amoxicillin và clarithromycin, và trong thời gian 14 ngày. Thì kết quả nghiên cứu này đã cho thấy cái tỷ lệ là ITT là bằng 88% và propotocol là bằng 94%, tác dụng phụ là 36%. Và cái điều quan trọng nhất là hiệu quả thành công nó phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là sự tuân thủ của bệnh nhân, phải sử dụng liều PPI gấp đôi và thời gian là trong vòng 14 ngày. Đấy là những yếu tố quan trọng để khi chúng ta định hướng về vấn đề điều trị. Vấn đề thứ hai chúng tôi xin trình bày về hiệu quả của phác đồ bốn thuốc, nhưng mà chúng ta tiêu diệt lần hai như thế nào. Thì chúng tôi cũng phải lấy tất cả, tổng cộng của chúng ta có tổng cộng là 4 nghiên cứu, trong đó với số lượng bệnh nhân là đồng 274 bệnh nhân, trong đó chỉ có một nghiên cứu ở Huế là 44 và có 3 cái nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái gần đây nhất. 3 nghiên cứu đó gồm có nghiên cứu thứ nhất là các nghiên cứu của Trần Thiện Trung, giáo sư Trần Thiện Trung 2008, 211 thì chúng ta có nghiên cứu của Nguyễn Thúy Vinh, và đến năm 2016 của Đặng Ngọc Quý Huệ, và đến năm 2009 là có nghiên cứu của Trần Thị Khánh Tường. Thì kết quả nghiên cứu này thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ diệt trừ ITT là bằng, theo đây là bằng 187 trên 214 bằng 90,3%. Còn với protocol thì nó gần tương tự, gần bằng 90%. Như vậy nếu theo phân cái phân loại từ protocol của Yamaoka và David Graham thì chúng ta thấy nó chạm ngưỡng, tức là đây bằng 89,9%, coi như 90%. Thì như vậy thì cái phác đồ diệt lần hai nó vẫn đạt được cái tỷ lệ mà ở mức tốt có thể chấp nhận được. Một số cái tác dụng phụ thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ này bằng 58%, nó tương tự như trong lần đầu, nó cũng không có cái tác dụng phụ nào nghiêm trọng trong quá trình điều trị. Vậy thì kết quả nghiên cứu ở trên thế giới như thế nào? Chúng tôi xin tập hợp một cái nghiên cứu gần đây nhất đăng qua 2015, thì chúng ta đã thấy ở châu Âu, ở trên hai cái quốc gia, một thứ nhất ở Tây Ban Nha thì người ta thực hiện trên 17 cái bệnh viện, và ở bên Italia người ta thực hiện trên 2 bệnh viện. Trên ý nghĩa bệnh nhân này thì đã thực hiện trên 200 bệnh nhân, mà những bệnh nhân này đã thất bại trong vấn đề một số phác đồ phác thuốc. Ví dụ như có 66% trong 200 bệnh nhân này thì có 66% bệnh nhân thất bại phác đồ 3 thuốc, 16% là thất bại phác đồ nối tiếp, và 18% là phác đồ đồng thời. Những cái bệnh nhân này không có hiệu quả. Và người ta sử dụng một phác đồ gồm có isomerazone 2 viên một ngày, amoxicillin 4 viên một ngày, levofloxacin là 1 viên một ngày, và bismuth là 2 viên trong một ngày, sử dụng trong vòng 14 ngày. Thì kết quả nghiên cứu đã cho thấy là cái tỷ lệ là ITT bằng 90% và protocol là bằng 91,1%, và theo sức mức loại thì đây là ở cái mức tốt. Như vậy thì những kết quả nghiên cứu của bên châu Âu thì chúng ta đã thấy với những loại kháng sinh này thì nó cũng nhỉnh hơn chúng ta một chút. Chúng ta là bằng 89%, 90%, thì còn đây nó của họ là bằng 90, coi như thế là cũng có một cái sự trên này không đáng kể. Với kết quả nghiên cứu như trên thì chúng tôi thấy trả lời cho 3 câu hỏi. Vậy thì hiệu quả phác đồ điều trị lần đầu của Việt Nam như thế nào, bằng BCG thế nào? Thì trong nghiên cứu này tập hợp 6 nghiên cứu thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ đạt ở mức tốt là 93,2%.
Đối với lần 2 thì chúng ta đã thấy là bằng 89,9%. Nếu mà 90% thì được coi là chạm một cái mức nước mức tốt. Còn đối với trong kết quả nghiên cứu đã cho thấy là không có tác dụng phụ nghiêm trọng ở trong lần 1 và lần 2. Và như vậy thì chúng ta đã thấy là cái phác đồ này là một cái phác đồ được sử dụng cho những bệnh nhân mà đã có kháng kháng với thuốc mà được thông báo. Như vậy thì đây là cái phần trình bày của chúng tôi. Chúng tôi xin rất cảm ơn đối với những cái tác giả đã có những cái công trình đăng trong các tạp chí ở trong nước và quốc tế, như giáo sư tiến sĩ Trần Thiện Trung, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thư Vinh, tiến sĩ Đặng Ngọc Quý Huệ, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nha Đoan, tiến sĩ Bùi Hữu Nam, và gần đây nữa là thạc sĩ Khúc Thu Trang ở Bệnh viện Bạch Mai. Xin trân trọng cảm ơn. Như thế là xin cảm ơn giáo sư Khiên đã cho một cái bài mà chúng ta lại nhìn một cách rất là rõ ràng các cái công trình đã công bố ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Tuy nhiên đây là những cái tổng kết mà đã đăng công khai. Còn tất nhiên là tôi biết là ở các trường đại học thì cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu cho chuyên khoa 2, cho thạc sĩ, nhưng không đăng. Cho nên là các nghiên cứu ấy để sách lại ở trường thôi. Thế vì vậy đây cũng là một cái mà muốn nhìn một cách tổng quát, thì sau này những cái thay đổi của chúng ta, ngày xưa là chúng ta chỉ biết làm thôi nhưng không biết nói lên các cái việc làm của chúng ta. Cho nên là bây giờ thì cố gắng vừa làm đồng thời vừa đăng cho quốc tế cũng như là trong nước để cho tất cả chúng ta đều thấy. Thế qua mấy cái bản thuyết trình về các cái công trình nghiên cứu của điều trị kháng thuốc, của phác đồ 3 thuốc, 4 thuốc trong điều trị HP, thì có ai hỏi ý kiến gì nữa không ạ? Và nếu không hỏi ý kiến gì thì xin mời. Xin mời chị giới thiệu. Vâng. Báo cáo tiếp theo chúng ta sẽ đến với báo cáo của giáo sư Karen Robinson đến từ Đại học Nottingham. Em cho trình chiếu của cái kia, của cái slide ban đầu về giới thiệu giáo sư Robinson cái. Cho trình chiếu luôn. Giáo sư Robinson là một cái nghiên cứu, làm một cái nghiên cứu viên, trước đây bà làm nghiên cứu tại Đại học Nottingham. Hiện nay thì bà có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu liên quan đến kháng thuốc và đặc biệt là kháng đối với Helicobacter pylori. Hiện nay bà có một cái chương trình hợp tác với Viện Trung ương Quân đội 108 và cũng là một cái nhóm nghiên cứu Helicobacter pylori. Nếu như mà quý đồng nghiệp đã theo dõi cái bài báo cáo của tôi thì giáo sư cũng sẽ mở rộng hơn cũng như cho chúng ta nhìn thêm về cái bộ mặt kháng kháng sinh của Helicobacter pylori được thực hiện tại Queen University, là một trong những một cái trường y nằm trong Đại học Nottingham. Em chuyển. Bà xin lên. Good afternoon. Hi, Karen. I'd like to begin my talk by thanking the organisers for their very kind invitation to this meeting. And I'm going to talk to you about improving the efficacy of Helicobacter pylori eradication. I don't have any conflict of interest to declare. So, as many of you know, there are some serious problems with Helicobacter pylori eradication. There aren't any successful vaccines, and resistance to antibiotics has increased to such high levels that in 2017, the World Health Organization listed clarithromycin-resistant H. pylori as being a priority for research and development of new antibiotics. Antibiotics don't enter the gastric mucosal niche where Helicobacter resides in the stomach very efficiently. And this means that the choice of effective drugs is limited. And
increasingly now, patients are not successfully treated with antibiotics, and this is a very important concern. In 2018, Savoldi et al. Published a systematic review and meta-analysis of 178 studies from 65 countries, and this was published in the Gastroenterology Journal. They showed that clarithromycin resistance was high, was above 30% in several parts of the world and above 50% in some, that metronidazole resistance rates were above 50% in many parts of the world, and also that levofloxacin resistance was at greater than 30% in several areas of the world. In their analysis, they broke down the studies according to regions, and one of those regions was the Western Pacific region, consisting of 27 countries. So this included Australia, Cambodia, China, Japan, Malaysia, New Zealand, South Korea, Singapore, Taiwan, Vietnam, and lots of others. So in the paper, they showed that in this Western Pacific region, the average metronidazole resistance rates in primary treatment were 47%, but it was higher than that in Malaysia and China. Clarithromycin resistance was above 15% in most countries, but in Australia, very worryingly, the resistance rate was 96%, and it was 63% in Vietnam. Levofloxacin resistance rates were around 22% in the region. It was a little higher in Vietnam, but the good things that they showed were that tetracycline resistance and amoxicillin resistance rates were low in all of the countries, but Vietnam had higher rates at 17% of tetracycline resistance. So antibiotic resistance is definitely a problem. And it's becoming more of a problem in the UK, but unfortunately there's very little published information about this. Helicobacter pylori isolates aren't routinely collected, and the data that we currently have available is based on a few small studies. But the current thought is that around 50% of isolates are resistant to metronidazole, 30% to clarithromycin, and around 10% to levofloxacin, and that resistance to amoxicillin and tetracycline is rare. But there are issues. So just very quickly, I want to tell you about a recent, very small eradication study that we performed in Nottingham. In 2016, we recruited 50 H. pylori positive patients who were attending the hospital in Nottingham for a routine upper GI endoscopy. They were given the standard first line 7-day treatment, which is amoxicillin, clarithromycin or metronidazole if they'd recently had clarithromycin treatment, and omeprazole. And 2 months later, they were asked to return for a urea breath test. Of those 50, 39 returned for the follow-up. And we found that the first line treatment was not successful in 15% of those patients. The second line treatment was successful 2 months later, though, as confirmed by urea breath test, in 2 out of 6 of those whose treatment, first line treatment, had failed. But at least one more round of treatment was needed in 4 of those 6 who failed the first line treatment. And in fact, one of them needed 4 rounds of treatment to achieve successful eradication. So that means that 10% needed at least 3 rounds of eradication therapy.
So this is quite alarming, really. So, as I said, there isn't any recent data, but in Nottingham, we've been collecting clinical isolates since 2001. So we did some studies to analyse their antibiotic sensitivities. So we recruited over 900 patients who attended the hospital in Nottingham for a routine upper GI endoscopy between 2001 and 2018. And their most common reason was chronic dyspepsia. Gastric biopsies were collected during the endoscopy with ethics approval and informed written patient consent. H. pylori infection status in the patient was determined by rapid urease test, by histology and bacterial culture methods, and 248 of the patients were H. pylori positive. Their isolates were tested using culture and e-test strips for sensitivity to clarithromycin, metronidazole, amoxicillin, tetracycline, levofloxacin, and rifampicin. And so these are the data. Based on previous studies, we thought that clarithromycin resistance rates would be around 30%, and that's what we found. But we found much higher rates of metronidazole resistance than expected. So we thought there would be around 50%, but in fact, we found 72%. In 22% of the isolates, there was no resistance to any antibiotic that we tested. So they were completely sensitive, which isn't very impressive. And 20% were resistant to both clarithromycin and metronidazole. And when we looked at changes in the rates over time, the resistance rates over time, you can see that the top line there, metronidazole resistance rates, increased from 57% between 2001 and 2005 to 84% between 2011 and 2018. And we found that clarithromycin resistance rates increased from 17% in 2001 to 2005 to 45% in 2011 to 2018. So this really is going to become a problem, and we're continuing to work on this. But there are other issues with Helicobacter eradication therapy besides the fact that we have resistance rates increasing. So the action of antibiotics in the stomach is not topical. Instead, they're absorbed into the bloodstream and then secreted back across the gastric epithelium into the mucus layer. And this is very inefficient. Not all antibiotics are secreted well, and some that have good bactericidal activity in vitro can't be used clinically because they're not secreted. So in our group, we've been wondering, how can we make treatments for Helicobacter more effective? So in collaboration with Dr. Tran and her team in Hanoi, we are aiming to develop nanoparticle formulations that will adhere to the gastric mucosa so that we can improve the eradication of H. pylori. The particle material itself will have innate antimicrobial activity and will incorporate effective antimicrobial compounds for local activity in the stomach, as well as having systemic activity in the usual way. So now I'll tell you how we're aiming to achieve this and what we've done so far. So fatty acids
have been investigated for a while now for their antimicrobial properties. And they're comprised of carboxylic acid and a long hydrocarbon chain. And their potency in killing bacteria increases as the length of that chain increases. We don't really understand the mechanism of action, but it's thought that the outer membrane of bacteria appears to be a target, so that the fatty acids can insert and destabilize the outer membrane, leading to bacterial lysis. Fatty acids have a low incidence of spontaneous resistance when compared to traditional antibiotics because their mode of action is mechanical. So there isn't going to be very much resistance. And linoleic acid and linolenic acid are two fatty acids that have been reported previously to have antimicrobial activity against H. pylori. We tested different concentrations of these two fatty acids on cultures of Helicobacter. So we added different concentrations of linolenic acid or linoleic acid to Helicobacter in vitro and incubated them for 24 hours before performing viable count assays. And you can see that linoleic acid in the graph on the left hand side didn't really have much bactericidal activity, whereas linolenic acid did have good bactericidal effects. And these are results from three independent experiments. The linolenic acid was shown by our group to have bactericidal activity against lab strains of H. pylori and also clinical isolates. But when we tested it on Campylobacter jejuni or E. coli, it didn't seem to have any impact, and we don't understand why that is. What we would like to do, as I mentioned earlier, is to use a particle, and liposomes are the method that we've chosen. So liposomes are spherical lipid bilayers that encapsulate an aqueous droplet within the core, within the centre of the particle. And the main component is phospholipid. So in an aqueous solution, the polar heads of the phospholipid interact with the solution, and the hydrophobic chains interact with each other, forming membranes. And there are already liposomal drug formulations on the market. And liposomes are of particular interest for Helicobacter targeting therapeutics because most formulations are stable at lower pH. So that means that they should be able to withstand acidic pH of the stomach. So we prepared liposomes containing linolenic acid and added those to Helicobacter cultures in vitro and performed three independent experiments. And you can see here that the liposome formulated LLA efficiently killed Helicobacter in vitro. And you can see from this also that if we used liposomes containing LLA, we got good killing. If we compare that with amoxicillin in liposomes without LLA, we got good killing, but we needed higher concentrations to achieve that. But if we encapsulated amoxicillin in liposomes containing LLA, we increased the efficacy. So this is all looking quite good. We wanted to develop a method to track liposomes containing LLA in mice and also to try to find out whether
the liposomes would remain intact or whether they would leak. So this is showing SPECT CT imaging of administering a technetium compound, a radioactive technetium compound by oral gavage. And so you can see at the top there, we've got the SPECT CT imaging, and then underneath at 30 minutes, 3 hours and 5 hours, we have the radioactive tracer. So you can see that within 30 minutes, the aqueous solution of the technetium compound bound to the stomach and the intestines as it passed through the GI tract. When we administered the same amount of the technetium compound, but this time within liposomes containing LLA, we didn't detect very much residual signal as the liposomes passed through the lumen of the GI tract. You can see there where the stomach is. The liposomes must have remained largely intact because we saw a small amount of the label there at 30 minutes, but nowhere near as much as with the aqueous solution. So we plan to use, we need to find a way to make the liposomes remain in the stomach for longer. And our plan is to use H. pylori adhesins to bind to the outside of the liposomes so that they will remain in the stomach for longer. And we plan to use this method to track the retention of our liposome formulations in the stomach of mice. So we're going to use adhesins, and Helicobacter pylori uses multiple adhesins for attachment to the gastric epithelium and the mucus layer. So you can see that there's quite a long list of these. And the one that we were interested in initially is BAB-A. We'd already done some work on the structure of BAB-A. So you can see here, this is the 3D structure of the extracellular domain of BAB-A. This work was done in our group, and Lewis B, which is its ligand, binds to this region at the top here that we've called the crown, that's shown in gold. So our idea was to use this crown of Lewis B and put that on the outside of the liposomes. So the idea is to have liposomes containing linolenic acid, to coat them with H. pylori adhesins such as the BAB-A crown, so that they will bind to Lewis B on gastric epithelial cells and in gastric mucus. So altogether, the liposomes are small enough to diffuse through the mucus layer. The liposomes will bind to Lewis B on epithelial cells and in the MUC5AC gastric mucin, which is where Helicobacter resides. And the LLA will fuse with the outer membrane of H. pylori, and then the bacteria will be killed by the joint action of LLA and the antibiotics. We have tried very hard to express recombinant BAB-A, and it's difficult. We could only achieve this using a periplasmic expression system. But we're also planning to use LAB-A in addition to BAB-A. BAB-A wouldn't work so well where there's inflammation because it causes changes in glycosylation and a loss of the Lewis B. So we're planning to use LAB-A. Its ligand is thought to be LAC-DNAC, but the location of this in the gastric epithelium isn't really clear. But an advantage to using LAB-A means that LAB-A binds to the stomach of mice, so we can use it in our animal model imaging experiments, and it's also much easier to express. So in ongoing and further work,
We are formulating antibiotic combinations in LLA liposomes and testing their stability, their activity, and their release properties. We started with amoxicillin, and we've also begun to work on tetracycline formulations as well. We're testing the resilience of the liposomes in acid pH and pepsin. We're assessing the binding of the adhesin-decorated liposomes to human gastric epithelial cells in vitro. And we're also looking at their binding to human gastric biopsies and gastric mucin arrays. We are going to go on to test binding of technetium-labeled liposomes in mice, in vitro and in vivo. Then, once we know that they can be retained, we'll investigate their efficacy against Helicobacter pylori infection in mice. And we're also continuing to conduct our studies on the prevalence of antimicrobial resistant strains, both in the UK and Vietnam, through our joint partnership. So these are the members of the antibiotic interest group in Nottingham. So we're a group of five principal investigators. The postdocs who have been involved in the liposome formulations are highlighted in black there. Nora Francini performed the assays in mice. Nicola Osborne did most of the culture work with the liposomes. And the people in the group who've done the antimicrobial sensitivity testing, their names are highlighted in blue: Elizabeth Garvey, Sufi Sufian, and Joanne Reed. I really want to thank our collaborator, Dr. Tran. We together have received joint funding from the Medical Research Council. We're working with Margarita Klein, who's an expert on gastric mucins. She's at University College Dublin. Jenny Luckett at the University of Nottingham is the person who runs our small animal imaging facility. And we also have collaborators at Merck Sharp and Dohme and at AstraZeneca. We also have funding for our work from the University of Nottingham, from the Wellcome Trust, and from the NIHR. With that, I would like to thank you very much for listening. Hi, Karen. Hello. Hi, everybody. Hi. Thank you for your presentation. So, now a question for you. Okay, good. Yeah. I got one question during you take your presentation. So one doctor considered about that's why you don't screening antibiotic resistant of rifampicin instead of rifabutin. Basically because we weren't able to purchase the required test strips for that. We considered that if they were resistant to rifampicin, it would give us some kind of estimate, but you're quite right. It's not exactly the right drug. We should ideally test rifabutin because rifabutin is what is prescribed in third and fourth line therapy in the UK. Yeah, okay. Rồi câu trả lời của giáo sư có nghĩa là thực ra là đúng là chúng ta nên test thêm cái rifabutin nhưng mà tại vì trong cái combo mà gửi đến phòng xét nghiệm ấy thì nó có sẵn cái đấy rồi nên là giáo sư làm thêm. À, vâng, khán giả là hỏi là giáo sư tại sao lại làm kháng sinh đồ cho rifampicin mà lại không dùng cho rifabutin.
thì giáo sư cũng công nhận là đúng. Cái này thì đúng là một trong những cái thiếu sót của nghiên cứu. Nhưng mà khi mà gửi mẫu đến phòng xét nghiệm vi sinh ấy, thì họ có sẵn cái screening trong cái combo của rifamycin rồi, cho nên là nó gửi luôn cái kết quả đấy ạ. Tôi thấy là có một cái hay là trong cái báo cáo này, tôi thấy là cái tỷ lệ kháng thuốc ấy mà, thì em thấy là coi gần như tương đương với Việt Nam ấy, Gratomic của Metrazone gần tới 70% và Gratomycin nó cũng tầm cỡ là 35%, còn Amoxicillin phải nói là cực kỳ là thấp, chỉ có bao nhiêu dưới 5%, dưới 5%. Đấy là cái thống kê thì tôi thấy nó có một cái điều là rất là đặc biệt như vậy, nó cũng phù hợp với Việt Nam. Đấy. So Professor Kian have a comment for you. That's the antibiotic resistance situation in Nottingham. It seems to be similar with the observation in Vietnam because the metronidazole is quite high. Clarithromycin also, but the difference is now amoxicillin resistant in Vietnam is increasing, but seem to be keep stable in the UK. Yes, and in fact, gastroenterologists that I speak to say that there isn't any amoxicillin resistance, and some people think there can't be because they don't have beta-lactamases, but it's obvious now this is emerging and we are starting to see some in Nottingham. I haven't seen any reports of this from other UK studies, but I think, to be honest with you, the success of therapy in the UK is much better if people are not allergic to penicillins. If they can take penicillins, then the success is better. It seems we are reliant on amoxicillin quite a lot. Yeah. So the one question from me for you, that is the data about antibiotic resistance you saw here, is I think that's a primary resistance, or you think that's a secondary resistance? So these are primary. Yeah, we have got some other data on secondary resistance, and yeah, it's higher, especially in clarithromycin. Okay. Cái câu hỏi của em đấy là cái số liệu mà giáo sư đưa ra đây đấy là cái kháng sinh đầu tiên hay là cái kháng sinh thứ phát? Nó thì câu trả lời là đó là cái kháng sinh đầu tiên. So can you show the slide that you test on my model about the liposome compound? Karen? Yes. Can you say a slide that you show your you test the liposome particle on my model to everyone see? Then I will explain a little bit about that. Okay, yes, sure. I'll just get that. Bây giờ thì cô sẽ show cái mô hình mà cô thử nghiệm trên chuột, một cái phức hợp mà để có thể giúp cái điều trị các cái bệnh điều trị các cái chủng kháng thuốc trên chuột, thử nghiệm trên chuột trước ạ. No, on my model. This one. Yeah, this one. Có thể nói Đại học Nottingham là một trong những đại học lớn, và trong đó thì trường dược là trường dược hàng đầu ở Anh và được ranking là đứng thứ 5 trên thế giới về các cái trường về dược lý.
Cho nên là các cái nghiên cứu về dược kể cả thành công như thế này rồi nhưng họ vẫn nói là đây không phải là thành công và họ cũng không ghi nhận đây là thành công, thì có thể các bạn có thể nhìn thấy là kể cả khi mà họ đã tạo ra cái cấu trúc lên liposome linoleic acid và họ uống cho chuột take và họ dùng cái CT PET-CT để theo dõi xem là cái liposome nó sẽ đi đến đâu, thì chúng ta thấy rằng là nó cư trú khá là ổn định ở trong stomach, trong dạ dày. Và tiếp theo đó là các cái hình ảnh của PET-CT sẽ cho ta thấy rằng là cái đường đi của nó từ dạ dày ra các cái đường tiêu hóa dưới và đi ra ngoài, nhìn chung là khá là cư trú, nhưng mà họ vẫn mong muốn là khư trú hơn nữa và giải rác hơn nữa hay là đích hơn nữa đối với các cái vùng như cô Hồ có nói là trên các cái stomach ấy thì có những cái vị trí giải rác của helico, thì họ muốn là không có khư trú tại một vị trí như cái dot như thế kia đâu mà phải giải rác hơn và target hơn nữa. So Karen, I think that's an interesting presentation, and thank you so much for spending time with us today. Oh, thank you very, very much for inviting me. Thank you. Okay, see you. Vâng, báo cáo kính thưa các anh các chị, kính thưa cô Thu Hồ, kính thưa các anh các chị. Như vậy thì cái buổi về chuyên đề hôm nay là chuyên đề số 7 tại hội trường 1, từ lúc 13:30 dự kiến là đến 17:00 sẽ hết, nhưng mà chúng tôi đã xong sớm. Như vậy thì hôm nay là cái buổi mà chuyên đề chủ yếu có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề các cái nghiên cứu về sinh học phân tử về Helicobacter pylori. Cái chuyên đề đầu ấy thì chúng ta thấy là có bốn cái báo cáo trình bày chủ yếu về vấn đề về các yếu tố độc lực liên quan đến gen của con vi khuẩn Helicobacter pylori. Đặc biệt thì có một cái nghiên cứu, cái báo cáo số 2 của giáo sư Yoshi Yamaoka, trường đại học Oita, thì chúng ta đã thấy được rõ là cái vai trò của các yếu tố độc lực trong đối với ung thư của dạ dày. Đấy, chỉ rất rõ, giáo sư đã trình bày rất kỹ. Sau đó thì chúng ta cũng đã nghe một cái bài cáo phần cuối cùng cũng liên quan sinh học phân tử, đó là nghiên cứu cái bài báo của tiến sĩ Trần Việt Hùng, bệnh viện Bạch Mai, thì trong đó có một cái gen mới. Từ trước nay chúng ta thì chỉ làm về đối các A, vắc A trong ung thư dạ dày rất dày tới tràng thôi, nhưng bây giờ cái ICI là cũng là một trong những yếu tố mà cho góp phần ung thư dạ dày, thì đây cũng là một cái đề tài để góp phần trong cái tiếng nói của Việt Nam. Và cái chiều đến phiên thứ hai thì chúng ta đã nghe tất cả tổng cộng là 4 cái báo cáo về tình hình vấn đề về kháng thuốc của vi khuẩn Helicobacter pylori. Thì trong đó thì có cái bài đầu tiên đó là của bên chị ở Nhã Đoan, thống kê từ những cái nghiên cứu ở ba miền Bắc Trung Nam, đặc biệt lấy cả những cái số liệu mà nghiên cứu gần đây nữa. Cái báo cáo thứ hai của chị Nguyễn Thị Chi bên chỗ Đại học Y Hà Nội, thì chúng ta thấy cũng cái tình hình kháng thuốc. Vấn đề thứ ba, cái báo cáo thứ ba của Bệnh viện Trung Quân đội 108, thì chúng ta thấy được cái vai trò của các cái thuốc bismuth đồng thời 4 loại trong vấn đề tiệt trừ Helicobacter pylori, để chúng ta thấy được những trường hợp mà nó kháng thì chúng ta sử dụng phác đồ. Và cuối cùng thì chúng ta đã thấy là cái báo cáo cuối cùng của giáo sư Robinson, Karen Robinson, về những cái nghiên cứu mới trong cái lĩnh vực mà rất là mới trong cái đề tài đang nghiên cứu. Một lần nữa xin được thừa quyền của cô Thu Hồ, chúng tôi xin trước hết xin cảm ơn 4 báo cáo viên trong cái buổi báo cáo phiên thứ hai ngày nay. Xin cảm ơn cô Thu Hồ, cảm ơn tiến sĩ Trần Viện Trang và cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã ngồi tham dự vào đây, và đặc biệt cảm ơn đối với các cái thầy cô ở bên theo dõi ở bên đề trực tuyến. Một lần nữa xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn. Đó. Cho bây giờ thì là đến giờ, xin trân trọng kính mời các thầy cô chúng ta ngồi lên trên để chúng ta lên làm bế mạc. Cô Thùa, cô Trang ngồi. Hòa với lại Hinh Tân giúp hộ cho tất cả. Mời giáo sư Đào Quang Long lên đây ngồi đi ạ. Vâng, trưởng ban tổ chức đi. Vâng. Mời anh Viện ạ, anh Viện lên trưởng phòng ấy ạ, mời chị Bình lên ạ.
Vâng, anh Thắng lên bên thờ mời thì Thắng sẽ đây ngồi để cho nó quay mời. Mời các bạn đại diện bên chỗ đấy đi, mời góc kia lên ạ. Chúng ta vào ngồi giữa thì chúng ta. Vâng. Vâng, đang thúc ạ. Hòa xong, Hòa em Hòa ơi, em sang bên chỗ phòng kia bảo bánh tân nữa, nói là xong cho chuyển nhé. Vâng, vâng. Trước 5 giờ thì vâng. Mời canh vào đây luôn. Kính thưa giáo sư Mai Hồng Bàng, Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, kính thưa giáo sư Phạm Thị Thu Hồ, kính thưa các đồng chí trong ban thường vụ, trong ban chấp hành Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, thưa tất cả các bạn đồng nghiệp. Sau 2 ngày chúng ta tiến hành cái hội nghị tiêu hóa, hội nghị của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam năm 2021. Trong đó chiều ngày hôm qua chúng ta đã có những cái gọi là cái đào tạo liên tục ở 4 hội trường. Và hôm nay chúng ta cũng tiến hành cái báo cáo khoa học của các cái hội viên kèm theo các cái bài tổng quan tại 4 hội trường. Đánh giá bước đầu của ban tổ chức, chúng tôi thấy về chất lượng nội dung của các cái báo cáo rất là tốt. Chúng ta tuy có chật hẹp một chút thời gian, nhưng mà có thể nói rằng là về nội dung khoa học là rất là phong phú. Nó thể hiện cái gọi là trong cái điều kiện vô cùng khó khăn của cái COVID thì một bộ phận, phần lớn anh em của chúng ta từ mọi miền của đất nước vẫn rất là quan tâm đến những vấn đề thời sự của chuyên ngành tiêu hóa của chúng ta. Trong đó đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học đã được đẩy mạnh lên một cái bước. Tại cái hội nghị lần này chúng ta đã nghe rất nhiều báo cáo, trong đó có những cái báo cáo sâu về sinh học phân tử, thí dụ như đối với Helicobacter pylori, những cái báo cáo sâu hơn về của các cái lợi khuẩn mà chúng ta gọi là probiotic. Thì bây giờ chúng ta lại có thêm những cái khái niệm mới, thí dụ postbiotic, parabiotic. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy các cô, xin chân thành cảm ơn tất cả các báo cáo viên
chân thành cảm ơn tất cả các hội viên có mặt tại hội trường hôm nay cũng như là báo cáo hoặc là tham dự online. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái hội nghị hết sức là thành công. Có được thành công này thì ngoài nỗ lực của ban tổ chức, chúng tôi cũng phải vô cùng cảm ơn và ghi nhận, tức là cái sự hết sức là nhiệt tình và của anh chị em cán bộ công nhân viên chức của Viện Quân y 108. Xin qua giáo sư Mai Hồng Bàng cho tôi xin thay mặt Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam gửi đến bệnh viện lời cảm ơn sâu sắc và mong rằng bệnh viện của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, ngày càng hỗ trợ không chỉ cho Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam mà các cái hội khác trong cái điều kiện dịch Covid hiện nay như thế này. Thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố bế mạc cái hội nghị hôm nay và chúng tôi xin sau đây chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Mai Hồng Bàng là chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam sẽ lên có một số cái phát biểu tổng kết lại cái hội nghị của chúng ta cũng như là nói về một vài cái điểm cho cái những cái hoạt động trong năm 2022. Xin mời giáo sư Mai Hồng Bàng. Kính thưa các thầy, các cô, hiện nay đang còn có mặt tại hội trường, các quý vị đại biểu khách quý và các bạn đồng nghiệp. Đúng như giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức hội nghị lần thứ 27 của chúng ta ngày hôm nay. Năm nay thì báo cáo với hội nghị do cái điều kiện COVID, sáng nay chúng tôi cũng đang báo cáo cho cái phiên khai mạc trong cái điều kiện hết sức khó khăn vì tình hình Covid rất là phức tạp. Ở trên thế giới thì nó rộng, ở Việt Nam cũng như vậy, nhưng mà ngay ở khu vực Hà Nội là cái nơi mà chúng ta tổ chức hội nghị thì cũng có rất nhiều khó khăn. Ngay tại bệnh viện 108 chúng tôi cũng vậy, thực ra vẫn đang có ca F0, vẫn đến khám, vẫn điều trị và chúng tôi vẫn cứ tổ chức hội nghị như bình thường. Và chúng tôi cũng tuân thủ rất là nghiêm các quy định của Bộ Y tế phòng chống dịch. Với cái sự quan tâm hết sức là đặc biệt của các thầy, các bạn đồng nghiệp của chuyên ngành tiêu hóa của chúng ta và các chuyên ngành cũng liên quan từ mọi miền Tổ quốc đến tham dự cái hội nghị 27 này của chúng ta. Đúng như giáo sư Đào Văn Long đã nói, đây là một trong những hội nghị rất thành công. Vì thành công đầu tiên là thành công về mặt khoa học. Thực sự là như thế, đây là một cái hội nghị mà với những cái báo cáo học được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, được báo cáo trình bày cũng rất là ấn tượng. Và sau báo cáo thì được các nhà khoa học, không phải chỉ ở tại các hội trường mà các điểm cầu, gần 1.000 điểm cầu trong toàn quốc, ở tất cả các trung tâm y tế khắp các tỉnh thành trao đổi, tham luận thêm. Tuy nhiên là vì cái thời gian cũng có hạn, trong cái khuôn khổ thời gian như vậy và điều kiện này, dịch bệnh như vậy cho nên nó cũng ảnh hưởng tới cái công tác tổ chức cũng như là chất lượng của hội thảo của chúng ta trong cái năm nay. Tuy nhiên thì với những cái cố gắng rất cao của lãnh đạo hội, của ban thường vụ, của ban chấp hành cũng như là các hội viên, đặc biệt cái sự làm việc mệt mài tích cực mà trong một cái thời gian quyết định cũng rất ngắn, như sáng nay chúng tôi nói, thực ra chỉ vài 3 tháng cuối cùng thì chúng ta mới quyết định có tổ chức hay không, cộng với cái sự giúp đỡ của bệnh viện 108, hai bên chúng ta cũng phối hợp với nhau rất là chặt chẽ. Đây là năm thứ 2 tổ chức rồi, cho nên tất cả các cái công việc chuẩn bị nó cũng khá là thuận lợi. Mặc dù cũng gặp những cái khó khăn như vậy, cũng có một số những cái trục trặc nhỏ, tuy nhiên chúng ta đánh giá một cách tổng thể thì đây là một trong những hội nghị rất thành công. Có lẽ xin một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cái thành công của hội nghị lần thứ 27 Hội nghị Khoa học Việt Nam. Và báo cáo với các thầy, các anh, các chị, có lẽ về phần rút kinh nghiệm thì có lẽ cũng không có gì lớn đâu. Thì rút kinh nghiệm sau họp mà ban chấp hành, có lẽ thì xin phép mà chúng ta sẽ có một cái buổi họp để rút kinh nghiệm, đánh giá thêm về những kết quả đã đạt được, rồi những cái tồn tại cần được khắc phục trong cái công tác tổ chức, rồi một số những cái rút kinh nghiệm trong cái việc phối hợp giữa hội và bệnh viện để cho năm sau hay là những lần sau
Nếu có dịp mà hội vẫn còn tin tưởng tổ chức ở đây thì 108 chúng tôi cũng sẽ cố gắng để được làm phối hợp tốt hơn nữa để cho hội nghị chúng ta ngày càng đạt được những kết quả cao hơn. Thì có lẽ cái thời gian thì nó cũng rất ngắn như vậy. Trong quá trình triển khai thực hiện từ công tác chuẩn bị, triển khai các cái thông báo, rồi triển khai tất cả các cái bước thu thập tài liệu và tất cả các công tác chuẩn bị từ cơ sở hạ tầng, để trang thiết bị, rồi công tác hậu cần logistics đó phục vụ các nội dung, trong đó có việc kiểm soát COVID nó cũng hơi phiền toái một chút vì do cái tình hình cũng có một số đại biểu cũng thấy là cũng thấy phiền toái một chút vì bắt buộc phải kiểm tra thôi. Rồi người nào không có test PCR thì đành phải làm test nhanh để mình cũng đảm bảo cái kiểm soát cho nó thật tốt. Thực ra là ta giữ cho nhau và ta cũng giữ cho bệnh viện nữa. Thế nên chúng ta cũng rất là tuân thủ và hầu như mọi người đến dự, các đại biểu đều rất là vui vẻ vì cái việc kiểm soát rất chặt chẽ của bệnh viện, nhưng mà thấy nó hết sức là cần thiết. Thì trong bệnh viện quá trình tổ chức thì cũng thực ra thì các anh trong ban giám đốc rồi các cơ quan của bệnh viện cũng rất là cố gắng, đặc biệt là gì? Anh Đào Văn Long, giáo sư Đào Văn Long vừa mới cảm ơn bệnh viện, chúng tôi cũng rất là cảm ơn hội đã rất là tin tưởng để phối hợp với chúng tôi trong việc tổ chức. Cũng qua đây thì cũng thay mặt cho hội, nhưng mà cũng là ban giám đốc bệnh viện, cũng xin biểu dương một số cơ quan của bệnh viện đã rất là tích cực, phối hợp rất chặt chẽ với hội và trực tiếp làm các công việc cụ thể. Đấy. Trong đó thì có phòng họp quân sự là chủ công rồi, đúng không? Rồi văn phòng, phòng khoa học, văn phòng, rồi phòng chính trị, hậu cần, công nghệ thông tin để quản lý dự án, hậu cần và một số các cái cơ quan khác trực tiếp hoặc gián tiếp cùng tham gia vào tất cả các khâu tổ chức để cho đảm bảo cái hội nghị chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện để chúng ta có thể thực hiện tốt, đạt được kết quả như ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn tất cả các cơ quan và cái sự phối hợp để giúp cho hội tiêu hóa của chúng tôi tổ chức cái hội nghị hôm nay thành công như vậy. Thế còn năm tới 2022 thì hôm qua họp ban tổ chức và họp ban chấp hành thì cũng đưa ra một số cái phương hướng, tôi cũng xin thông báo để cho các hội viên cũng nắm thêm một chút một số thông tin cơ bản thôi, rất là ngắn gọn, để chúng ta có cái định hướng cho cái hoạt động của hội năm 2022. Ở đây thì hội trường thì cũng đại biểu cũng về nhiều vì do những cái điều kiện phải về miền Nam, miền Trung, đường xá xa xôi hoặc những công việc. Còn đa số bây giờ thì các điểm cầu, các hội viên vẫn đang theo dõi trên tất cả các điểm cầu. Cho nên cũng là một cái thông báo cho hội viên của chúng ta trong toàn quốc là năm 2022 về hội nghị tiêu hóa lần thứ 28. Vẫn cứ tiến ra mặc dù điều kiện COVID dù nó như thế này, hoặc nó xấu hơn hoặc là tốt hơn, thì chúng ta vẫn cố gắng duy trì thường niên để hội nghị tiêu hóa lần thứ 28. Đấy, 27 năm là 27 năm hội nghị, 28 năm thì tiếp tục vẫn phải 28 hội nghị, và chúng ta cố gắng duy trì như vậy. Còn địa điểm tổ chức ở đâu thì hôm qua bàn hai phương hướng. Phương hướng thứ nhất là gì? Nếu tình hình dịch nó vẫn cứ căng như thế này hoặc thậm chí căng hơn, thì hội vẫn cứ mong muốn phối hợp với bệnh viện 108 vẫn cứ tổ chức ở đây vì điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, rồi các cái điều kiện khác cho tổ chức hội nghị cũng rất là thuận tiện, đúng không ạ? Như các đại biểu cũng thấy, và bệnh viện 108 thì cũng rất là welcome, rất là sẵn sàng nếu như hội vẫn tiếp tục tin tưởng. Còn cái phương án thứ hai, nếu mà tình hình dịch tốt lên, ổn hơn, mà theo gọi là BBC nhận định, dự đoán của tổ chức thế giới là khả năng cỡ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2022 thì dịch COVID khả năng là sẽ ổn định tốt hơn nhiều. Thế chúng ta cũng hy vọng như vậy thôi. Mặc dù kể cả biến thể Omicron thì có khi nó cũng chỉ là những cái biến thể cuối cùng để bắt đầu cái giai đoạn thoái lui của COVID hay chăng? Thì chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền hy vọng như vậy. Và nếu đúng như thế thì có thể chúng ta sẽ tổ chức ở một cái địa điểm khác để chúng ta cũng phải thay đổi, đúng không? Thế thì có một cái địa chỉ mà hôm qua giáo sư Đào Văn Long đã gợi ý, một cái địa điểm ở thành phố Ninh Bình, một cái khách sạn 5 sao của bạn anh Đào Long, cũng mới khai trương và cũng đầy đủ tất cả các điều kiện. Và giá cả thì cũng là giá gọi là khuyến mại vì là chỗ nghỉ nhà. Cho nên có thể nếu mà triển khai được đấy cũng là một cái hướng tốt.
Còn ngoài ra thì nếu mà Sài Gòn mà ổn rồi, có khi này này mùa xuân này về trên quê ta, có khi Hồ Chí Minh đấy này đàng hoàng đó, vui vẻ hết Covid hoặc là không đáng kể, thì có khi ta lại kéo vào Hồ Chí Minh hoặc là miền Trung hoặc một chỗ nào đó nữa chẳng hạn. Thì đấy là phương án 2. Đấy thực ra vẫn phương án 2, nhưng mà chúng ta đều cũng đề phòng một trong hai cái. Dù phương án 1 hay phương 2, chúng ta quyết tâm là vẫn cứ tiến hành. Đấy là cái thứ nhất về hội nghị. Cái việc thứ hai thì sang đầu năm tới thì hội sẽ quyết định, vì chúng ta có các cái đồng thuận, 4 đồng thuận chính nhỉ, đang triển khai và được một số cái nội dung cơ bản rồi. Thì chúng tôi, lãnh đạo hội cũng giao cho một số chuyên gia có kinh nghiệm về những lĩnh vực, trên cơ sở chúng ta cập nhật những đồng thuận của thế giới, đấy, của các cái hội tiêu hóa thế giới, hội tiêu hóa châu Á, Thái Bình Dương, hay là của Mỹ, của Nhật, tức là những cái đồng thuận mới nhất, thì chúng ta đưa vào cái đồng thuận của hội chúng ta. Trên cơ sở này gì? Cái nền tảng chúng ta phải tuân thủ và cập nhật thế giới. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi, bổ sung, cập nhật và chính cái tình hình thực tiễn của đất nước chúng ta, để chúng ta có một cái đồng thuận, cái hướng dẫn điều trị tốt nhất trên 4 lĩnh vực mà đã được thông báo cho ban chấp hành, các anh cũng biết rồi. Thế thì cũng sẽ sớm hoàn thành, sau khi mà xong cái phần sườn cơ bản thì sẽ thông qua hội đồng khoa học của hội, của thường vụ, của ban chấp hành, và chúng ta sẽ tổ chức các cuộc hội thảo. Đấy. Hội thảo có thể là một lần, hai lần, thậm chí 3-4 lần, miễn là gì? Đấy là cái ý kiến tập thể và đồng thuận của cả hội chúng ta để xây dựng lên cái đồng thuận phù hợp nhất để chúng ta hướng dẫn cho lâm sàng thực hiện. Và cái đó cũng là một cái tiếng nói, và chúng tôi quyết tâm là tiếng nói để báo cáo với Bộ Y tế, vì nó liên quan đến vấn đề gì? Vấn đề bảo hiểm y tế. Về gì? Về phác đồ điều trị và thanh kế toán bảo hiểm y tế nữa, cho nên cũng phải góp cái tiếng nói của mình với Bộ Y tế trong cái việc phác đồ điều trị trong cái đồng thuận của chúng ta. Đấy. Cái việc thứ hai là cái tạp chí tiêu hóa chúng ta từ khi ra đời, các anh chị thấy là gì? 27 năm thì từ hình thức trình bày thì 27 năm qua nó vẫn rất là trung thành, không có thay đổi gì cả, mà nó rất trung thủy, đúng không? Thế nhưng mà cho đến giờ ta cũng thấy rằng là thôi cũng không được nữa rồi, ta phải bắt buộc phải thay đổi. Vì cái thứ nhất là gì? Theo yêu cầu ngày càng cao về tạp chí hiện nay thì cái chất lượng của tạp chí là phải thay đổi. Cái này đầu tiên. Cho nên có những cái quy định rất là mới, nhất là quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hiện nay về công nhận tiêu chuẩn tạp chí của